lớn lên, biến thành cao mấy trượng, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền rồi nhằm trước ngực mình hung hăng vỗ vào, trên người lập tức có quầng sáng trắng mở đại phóng. Tiếp theo chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động rồi quyền ảnh rậm rạp lập tức hiện lên phía trước người, quầng sáng hóa thành một viên quang cầu màu xám điên cuồng đánh xuống. Lúc này nhờ có thêm quang cầu do nguyên từ thần quang ngưng tụ mà thành tiến hành công kích nên bích phóng cuối cùng cũng suy sụp dưới sự hợp kích của nguyên cực từ sơn cùng tia chấp màu xám quang võng rốt cục cũng kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi bị ba loại nguyên từ chi lực cùng đánh mà hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn quang hà tia chấp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên bức hỏa cuộn tròn nhất thời bức hỏa cuộn cho thanh quang chấp động một trận cùng tiếng nổ trầm đục kinh thiên liên miên thì bắt đầu tắc tắc vỡ vụn ra cuối cùng lóe lên mà tiêu thất trọng cấm chế thứ 11 đã tan rã mà trong hư không nơi bức hỏa cuộn tròn biến mất lập tức hiển lộ một cái lỗ thủng thật lớn, đường kính chừng hơn 10 trượng, quỷ dị huyền phù giữa không trung, hai mép tản ra hào quang màu trắng ngà. Hiển nhiên đây là một chỗ cửa ra vào, bất quá, Hàn Lập lại không giống hai người Liễu Thúy Nhi, hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng còn Hàn Lập thì nhất ngưng trực tiếp nhìn chằm chằm vào một vật. Chính là ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù ở phía trên cái động khẩu mất đi sự tăng phúc của bức hỏa cuộn tròn kia, giờ phút này Thái Ất Thanh Sơn mặc dù vẫn cao lớn nhưng thanh quang bên ngoài thân rất ảm đạm, bộ dáng hơi có chút lung lay sắp đổ. Hàn Lập thần sắc vừa động, đột nhiên cánh tay vừa nhấc giơ tay điểm vào vô cực từ sơn một cái. Nhất thời ngọn núi màu đen chớp lên một cái rồi liền lao vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên ngọn núi nhỏ màu xanh xuất hiện dao động rồi thân hình khổng lồ của Nguyên Cực Từ Sơn hiện lên dưới đáy từ sơn hào quang chợt lóe rồi nhất thời một mảnh quang hà màu xám quét xuống đem ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó thái ấn thanh sơn gào thét một tiếng bên ngoài thân thanh quang loạn hoảng một trận nhưng lại vô lực ngăn cản nguyên từ thần quang chi lực nó rõ ràng đã hao tổn nguyên khí rất nhiều nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của nguyên từ cự sơn do hàn lập toàn lực thúc giục trong quang hà màu xám bỗng nhiên hiện ra một cái ký hiệu màu bạc ký hiệu này vây quanh thanh sơn chợt lóe lên rồi liền như giỏi phụ cố mà bám lấy Thái ất thanh sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ rồi sau đó bị vô số ký hiệu bao vây lấy rồi cuốn về phía đáy nguyên cực từ sơn, chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên mà biến mất, rõ ràng là bị nguyên cực từ sơn thu vào trong. Khóe miệng hàn lập nổi lên một tia vui sướng, một tay đảo lập nguyên cực từ sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cục hình thể lại thu lại cỡ một tấc hướng lên không trung bắn đi. Chỉ chấp động một cái ngọn núi nhỏ màu đen đã bay vào trong tay áo bào của hàn lập không thấy bóng dáng. Hành động thu bảo của Hàn Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thúy Nhi kịp phản ứng lại thì Thái Ất Thanh Sơn đã vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập. Điều này làm cho Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra lai lịch chân thật của Thái Ất Thanh Sơn, nếu nói trong lòng không tơ tưởng đến bảo vật này thì tự nhiên là không có khả năng nhưng bọn hắn không có dự đoán được Hàn Lập lại động thủ nhanh như vậy cơ hồ cấm chế vừa bị phá thì trong nháy mắt liền không chút do dự thu lấy bảo vật này. Thần sắc hai người đều có chút quái dị, cái bảo vật này đối với hàn mỗ có chút tác dụng, hơn nữa bên trong kia còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều, thiết nghĩ nhị vị đạo hữu sẽ không để ý việc tại hạ thu lấy bảo vật này chứ. Hàn lập ánh mắt chấp động vài cái rồi nhìn hai người thạch côn mỉm cười nói. Ha ha, nếu bảo vật này đối với hàn huynh hữu dụng thì cứ việc cầm đi. Tiểu muội không có ý kiến gì, Liễu Thúy Nhi thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cũng thản nhiên cười nói. Thạch mỗ tuy rằng đối với vật ấy cũng có chút hứng thú nhưng nếu Hàn Huynh đã đi trước một bước đắc thủ thì tại hạ cũng không có gì để nói. Thạch côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái thì cũng cười khổ một tiếng nói. chương 1697, Sơn Phong, Cung Biện, Thạch Giai. Như vậy Hàn mỗi liền đa tạ nhị vị đạo hữu đã nhường cho. Hàn lập hướng về hai người ôm quyền cười dài nói. Việc này là việc nhỏ, trước mắt nếu đã phá được cấm chế rồi thì bọn ta hay là nên mau chóng tiến vào bên trong tìm bảo vật thôi chỉ cần bọn ta thực sự có thể tìm được mấy thứ đồ vật ra sư cùng đoạn tiền bối cần kia thì sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có ưu đãi lớn lao liễu thúy nhi thần sắc ngưng trọng nói theo sau nàng đem chiếc phiên kỳ màu xám thu lại sau đó liền hóa thành một đạo lam quang hướng xuống phía lỗ thủng bắn đi thạch côn thấy vậy cũng không dám chậm chế hóa thành một đoàn hoàng quang theo sát sau đó hàn lập không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn bốn phía hai mắt híp lại quét qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì thì thân hình mới vừa động từ từ nhằm xuống phía dưới đuổi theo. Lúc này Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã độn quang bay đi trước một bước tiến vào trong động khẩu. Hàn lập bất động thanh sắc bay vào trong lỗ thủng thật lớn màu nhũ bạch này thì thấy bốn phía đột nhiên hiện ra một đoàn quang hà diễm lệ nhằm phía hắn kéo đến. Trong lòng hắn cả kinh, trên người thanh quang chợt lóe rồi một tầng hào quang trong suốt hiện ra đem thân hình bảo hộ ở trong đó. Nhưng đám quang hà diễm lệ này sau khi bao lấy Hàn Lập thì lập tức ngưng tụ thành một đám phù văn, sau đó vây quanh Hàn Lập quay tròn vừa chuyển mà hình thành một cái ngũ sắc quang trận nhỏ. Thân hình hắn vừa lúc đứng giữa trung tâm quang trận này. Tiếp theo từ trong quang trận nổi lên thanh âm vù vù rồi từng chân không gian dao động hiện lên. Hàn Lập thấy vậy thì trên mặt biểu tình lại có vẻ bình tĩnh, hai tay vẫn chắp sau lưng, bộ dáng không hề có ý tứ muốn ra tay đánh tan quang trận này. Quả nhiên ngay sau đó, từ quang trận bỗng nhiên có ngũ sắc linh quang đại phóng. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía chợt trở nên mơ hồ, đầu óc hơi mê muội một chút thì thân hình liền biến mất trong quang trận. Ngay sau đó, mi mắt Hàn Lập vừa động dương đôi mắt lên thì phát hiện ra chính mình đang ở tại trên một cái đài cao xa lạ. Cả tòa đài cao đều dùng đá tảng thật lớn tu kiến thành, mặt ngoài có nhiều hoa văn nhưng trình độ chưa thể nói là tinh mỹ gì mà làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thô sơ nguyên thủy mà dưới chân hắn là một cái truyền tống trận đường kính khoảng hai trượng, cách đó không xa có một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới đài. Hàn lập đưa mắt nhìn qua truyền tống trận cùng bãi đá một cái rồi liền lập tức ngẩng đầu cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này hắn giống như đang ở trong một không gian khác, trên không trung chẳng những thái dương rất cao xa mà bầu trời thì vạn dặm không mây, xanh thẳm dị thường, trên mặt đất bốn phía lại tràn ngập các loại kỳ hoa dị thảo, thi thoảng còn có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho trong không gian tràn ngập hương thơm hoa cỏ. Bất quá hết thảy điều này cũng không hấp dẫn sự chú ý như một cái tiểu sơn cao mấy trăm trượng gần đó. Núi này tuy rằng không cao nhưng trải rộng hơn 10 dặm hơn nữa thế núi kỳ lạ dị thường. Đỉnh ngọn núi này bằng phẳng giống như bị đao cắt vậy, vách núi đạm bạch nhưng trên đỉnh núi lại có ngân quang trói mắt phát ra từ một toàn điện minh mông, cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi. Hàn lập ánh mắt ngưng lại, sau khi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cái cung điện này một hồi lâu thì mới thu ánh mắt lại mà nhìn xuống bãi đá. Ở nơi đó, liễu thúy nhi và thạch côn đang lẳng lặng đứng không nhúc nhích đưa mắt cẩn thận nhìn lên từ sắc cung điện trên đỉnh núi hàn lập thần sắc vừa động thân hình nhoáng lên một cái rồi trực tiếp bay lên mà hạ xuống bãi đá nhưng hai chân hắn vừa rời mặt đất được vài thước thì thân hình chợt chấn động rồi đột nhiên bị lôi trở lại mặt đất hai chân rơi xuống pháp trận đồng thời phát ra một tiếng nổ nặng nề làm cho cả bãi đá đều lung lay mấy cái thân thể hắn tựa hồ trở nên trầm trọng vô cùng hàn lập khoát khoát cánh tay vào không khí vài cái nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc nhưng chỉ chợt lóe qua rồi như nhớ tới cái gì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi thân hình từ từ huyền phù bay lên nhưng ngay lúc hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất một thước thì một cỗ cự lực đột nhiên không chút dấu hiệu đè lên thân hình thân hình hàn lập chỉ hơi chỉ trệ lại một chút rồi lập tức liền dường như không có việc gì nhưng việc này cũng khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi việc này cũng không nói hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ mà khiến cho thân hình tiếp tục chậm rãi hướng lên không trung bay đi nhưng khi hai chân cách mặt đất vượt quá hai thước thì thân hình lại run lên, bên ngoài thanh quang cũng kịch liệt chấp động lên. Tuy rằng lúc này, sắc mặt hàn lập không có biến hóa gì nhưng lông mày không khỏi nhíu lại, theo sau trong mắt lam quang chợt lóe hướng lên trên người chính mình nhìn qua. Chỉ thấy qua linh mục thần thông bên ngoài thân hình hắn không biết khi nào đã bị từng đạo hoàng sắc quang hà quấn quanh, lấy uy năng của hộ thể linh quang mà cũng vô pháp ngăn cản được uy lực của quang hà này. Lúc này, phía dưới bãi đá thạch côn quay đầu lại nhìn lên thấy Hàn Lập thì cười khổ nói. Hàn Huynh, người cũng phát hiện ra ư, nơi này cấm chế không gian tựa hò không giống như cấm chế bình thường, cứ cách mặt đất thêm một thước thì cấm chế chi lực sẽ tăng thêm gấp đôi. Ta cũng chỉ có thể bay cao nhất được 8 thước, hơn nữa là cũng vô pháp thừa nhận. Mỗi một thước độ cao thì gia tăng gấp đôi uy lực cấm chế chi lực. Cấm chế này thật đúng là bá đạo. Nếu bay lên không cách mặt đất mấy trường thì chỉ sợ là tồn tại cấp thánh tộc cũng vô pháp thừa nhận loại lực lượng này. Hàn lập chậm rãi nói, tiếp theo trên người thanh quang chợt lóe, một lần nữa trở xuống mặt đất. Hoàng sắc quang hà quấn quanh trên người hắn sau khi hai chân chạm đất thì trong nháy mắt đã quỷ dị biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của thạch đạo hữu mà bất quá cũng chỉ có thể bay cách mặt đất 7-8 thước thì bọn ta là thượng tộc bình thường chỉ sợ là có thể bay cách mặt đất 3-4 thước mà thôi. Liễu Thúy Nhi cũng không quay đầu lại nói trong lúc nói ánh mắt nàng vẫn không có rời khỏi cung điện trên ngọn núi. Hàn lập nghe thế thì sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nhưng sau khi hơi cân nhắc thì cũng khôi nói gì nữa mà đi ra khỏi pháp trận rồi dọc theo cầu thang mà đi xuống bãi đá, đi tới bên cạnh hai người Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi. Xem ra cung điện trên núi kia hẳn là nơi cất giấu bảo vật. Nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa? Hàn lập thản nhiên trực tiếp nói, nơi đây lại còn có cấm chế khác nên tự nhiên cần phải cẩn trọng thêm vài phần liễu thúy nhi rốt cục đem ánh mắt thu về nhìn hàn lập ngưng trọng nói có cấm chế khác cái này nói rõ nơi đây thực sự có trọng bảo bất quá nếu là cấm chế cấm không linh tinh gì đó thì ấn theo lẽ thường mà nói nguy hiểm hẳn là không lớn hàn lập cười nói hàn huynh cũng biết chính là ấn theo lẽ thường mà nói tuy nhiên chủ nhân nơi đây nếu có thể là tiên nhân tiên giới thì sao lại có thể ấn theo lẽ thường mà suy tính được liễu thúy nhi không khỏi thở dài một hơi trả lời Nhị vị đạo hữu nếu không mạo hiểm thử một lần mà cứ ở đây mà xem xét thì căn bản là không có khả năng đắc thủ được bảo vật. Như thế mà nói thì bọn ta cần gì phải mạo hiểm như thế mà đến đây. Hàn lập tinh quang trong mắt phi thiểm, không khách khí nói. Lời này của Hàn huynh rất có đạo lý, phụ cận còn có giác si tộc nên cũng không có thời gian cho chúng ta chỉ hoãn quá một ngày. Thạch côn tựa hồ chưa nhìn ra cái gì nguy hiểm nên đối với lời nói của Hàn lập rất tán đồng, nếu nhị vị đạo hữu đều nói như thế thì tiểu muội cũng không có ý kiến gì chúng ta đi thôi liễu thúy nhi sắc mặt biến ảo mấy lần cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm đáp ứng nói nghe liễu thúy nhi cũng không phản đối nữa thạch côn cười ha ha rồi đột nhiên tay áo bảo run lên nhất thời một vật đen tuyền gì đó từ trong cổ tay áo bắn ra nhưng vừa ly khai cổ tay áo thì liền lập tức đập thật mạnh xuống mặt đất đây rõ ràng là một con cự lang khôi lỗi bằng sắt đen xì nơi mà pháp khí bị cấm chế hạn chế như nơi đây thì có cái này thật là hữu dụng a à. Liễu Thúy Nhi sau khi hô nhỏ một tiếng thì thần sắc có hối tiếc nhìn. Như thế mà nói, nếu có phải đối mặt với nguy hiểm gì ngoài ý muốn thì nàng cũng chỉ có thể dùng pháp lực thân mình cùng bí thuật ngăn cản. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt cũng vừa động, trong lòng cẩn thận hơn vài phần. Thạch Côn lại cười ha ha rồi thân hình bỗng nhiên bước nhanh dẫn đầu đi về hướng ngọn núi. Đối với tu luyện giả bình thường nếu không thể vận dụng pháp khí và bảo vật thì nếu có thân thể mạnh mẽ thì tự nhiên trở thành một đại sát khí, chiếm tiện nghi lớn khi đối địch. Hàn Lập mỉm cười rồi cũng cất bước đi theo. Liễu Thúy Nhi mơ quang vừa chuyển rồi cũng yên lặng đi sau. Đối mặt với bọn họ về phương hướng ngọn núi có một cái sơn đạo thẳng tắp tới đỉnh núi. Sơn đạo này tất cả đều là do các bậc thềm đá màu trắng tạo thành, từ xa nhìn lại giống như một con mãng xà trắng nằm úp lên ngọn núi làm cho người ta khi nhìn hơi có cảm giác ghê người. Bất quá ba người Hàn Lập tuy không dám phi hành nhưng thân thể cường đại cũng xa hơn tồn tại bình thường nên cũng không sợ hãi nguy hiểm của sơn đạo này. Ba người trước sau bước trên cầu thang đi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng Thạch Côn cầm đầu khi Cước Bộ mới bước lên bậc thang thứ nhất thì thần sắc liền trở nên có chút kỳ quái. Trong thực tế Cước Bộ của hắn chưa dừng, vẫn bước đi hướng về đỉnh núi nhưng tốc độ một chút trở nên chậm rãi, không giống như lúc ban đầu. Ở mặt sau, Hàn Lập chú ý tới màn này, tâm niệm vừa chuyển tự nhiên có chút kỳ quái. Bất quá khi hắn bước một bước lên thềm đá màu trắng kia thì trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ trên thềm đá trống rỗng liền xuất hiện một cỗ hấp lực khiến cho hai chân một chút trở nên như nặng ngàn cân mỗi bước đi như phải cố hết sức hơn nữa đi được vài bước sau thì liền lập tức phát hiện ra cứ mỗi bậc đá phía sau lại thế sinh ra hấp lực cao hơn so với bậc trước một chút tuy rằng điểm gia tăng ấy ở mấy cái thềm đá mỏng manh cơ hồ là không thể phát hiện ra nhưng chỉ cần tưởng tượng từ chân núi đến đỉnh núi có đến hàng vạn bậc thềm đá thì liền đủ để làm cho người ta dùng minh bất quá cũng may là chỉ cần đứng ở trên thềm đá này bất động một lúc thì hấp lực sẽ suy yếu dần thậm chí thời gian dài hơn thì có khả năng thoải mái đi được trong lòng hàn lập âm thầm lấy làm kỳ nhưng đối với điều này cũng không để vào trong lòng lấy thân thể tu luyện phạm thánh chân ma công như hắn mà nói thì ngay cả thánh tộc bình thường chỉ sợ cũng không theo kịp cái thềm đá này ngay cả cổ quái thì hắn tự nhủ có thể không ngừng tiêu sát đi đến đỉnh núi về phần thạch côn cũng có thể không ngừng lại mà làm được việc này thì xem ra lúc trước hiển lộ trình độ mạnh mẽ của thân thể lại vẫn còn có thể che giấu một ít thực lực. Về phần liễu thúy nhi này, nếu không có thủ đoạn khác thì chỉ bằng vào thân thể thì quyết không thể một mạch đi đến chỗ cung điện được. Trong lòng cân nhắc như thế hàn lập dưới chân không dừng đi về phía trước hơn 10 bậc rồi quay đầu lại nhìn về hướng liễu thúy nhi phía sau liếc mắt một cái. Liễu thúy nhi lúc này thân hình vẫn không nhúc nhích đang đứng ở bậc đá thứ nhất, bộ dáng giống như đang cân nhắc cái gì nhưng mâu quang chớp động rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. chương 1698, lên núi khó khăn. Hiển nhiên nữ tử này cũng minh bạch tình cảnh của chính mình nên trong lòng tự nhiên là kinh sợ dị thường. Tuy rằng ba người bọn họ không ai nói cái gì nhưng trong lòng đều hiểu người nào có thể đến chỗ cung điện sớm một bước thì tự nhiên là có thể giành trước bảo vật. Như thế mà nói, nữ tử này tự vấn nếu so với hai người thạch côn thì cơ hội của mình thực sự không nhiều. Bất quá dưới tình huống như vậy, nữ tử này cũng không phải là không có một điểm biện pháp nào. Nàng sau khi hơi cân nhắc thì bàn tay liền đảo, giữa ngón tay xuất hiện thêm vài tấm phù màu sắc khác nhau. Trong đó có một cái màu vàng minh mông, một cái ánh bạc lè lè, ngoài ra còn có một cái màu đỏ đậm. Ba tiếng phốc 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 truyền đến, ba tấm phù trong nháy mắt được dán vào thân thể mềm mại của nữ tử mà bộc phát ra ba đoàn quang mang nhan sắc khác nhau, chỉ thấy chúng chợt lóe lên rồi liền tiến nhập vào trong thân thể nàng. Lập tức chỉ thấy linh quang ba màu hoàng, ngân, hồng ở trên người Liễu Thúy Nhi nhộn nhạo mà phát ra, tản mát linh áp kinh người. Ba cái tấm phù này là ba loại bùa chú phụ trợ bất đồng có thể gia trì các loại khí lực đi vào các kinh mạch bất đồng mà làm cho thân thể người được gia trì thêm mạnh mẽ. Có ba loại thần thông này gia trì, nữ tử này cũng không tiếp tục trần chờ thêm nữa mà hướng lên trên núi cất bước đi. Hàn lập mắt thấy cảnh này thì trên mặt không lộ ra dị sắc nào. Thứ bùa chú phụ trợ này tuy rằng thần diệu nhưng đối với tu luyện giả cao dai như bọn họ mà nói thì quả thực là thập phần vô dụng. Ngay cả phổ thông tu luyện giả bình thường mà chủ tu pháp lực thì tự nhiên là sẽ không có hứng thú đối với cái bùa chú làm gia tăng trình độ thân thể, lúc đối địch cũng căn bản là không dùng được để phụ trợ cái gì. Đối với tu luyện giả chủ tu luyện thể thì loại bùa chú này tương tự như kim cương phù này đối với việc gia tăng thêm sự cường đại cho thân thể bản thân mà nói cũng căn bản là không có kết quả vì dù sao người luyện thể vận dụng bùa chú phụ trợ cao dai đến đâu thì cũng không có khả năng vừa dán một đạo bùa chú lên thân thì làm cho trình độ thân thể tăng vọt lên mấy lần, Nói chung là bùa chú phụ trợ cao dai hiếm thấy có thể gia tăng thêm một hai thành trình độ cho người luyện thể đã tính là khó thấy. Vì vậy tu luyện giả bình thường có dù có dán lên trên người bao nhiêu phù chú phụ trợ đi nữa thì hiệu quả sau khi ra chỉ cũng kém xa thân thể cường đại của người luyện thể. Bản thân Hàn Lập cũng tính thông bùa chú chi đạo nên đối với cái này tự nhiên rất là rõ ràng, vì vậy đối với cái này cũng không thèm để ý mà không chút hoang mang đi dọc theo từng bậc thang đá mà lên. Ba người này một trước một sau giành giật nhau từng chút cự ly nhanh chóng hướng lên trên đỉnh núi mà leo lên. Ngay từ lúc đầu, ngay cả cấm chế chi lực từ trên thềm đá chuyển đến càng lúc càng nặng thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn chỉ cần dừng lại trong chốc lát là có thể làm hấp lực triệt tiêu đi nhiều, sau đó lại không chút do dự tiếp tục đi tiếp. Một hơi công phu sau, ba người đi được một phần ba sơn đảo. Bất quá lúc này, tình hình của đám người Hàn Lập lại rất không giống nhau. Trước nhất là Thạch Côn, phần thân dưới hai chân vẫn trầm ổn hữu lực nhưng khi dảo bước về phía trước thì ngược lại có hơi chút phập phồng đồng thời trên trán bắt đầu mơ hồ có xuất hiện một ít mồ hôi ở chính giữa là hàn lập da thịt cả người bắt đầu hóa thành màu vàng nhạt nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn không ra vẻ gật lực nào về phần mặt sau là liễu thúy nhi do áo choàng nên không thấy rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng là cước bộ đi càng lúc càng chập đồng thời sau mỗi bước thì thân thể mềm mại đều nhẹ nhẹ run lên ba tấm phủ rán trên người linh quang cũng chợt ám chợt minh phảng phất như tùy thời đều tắt đi. Hiển nhiên nữ tử này cho dù có bùa chú ra chỉ thân thể thì cũng vô pháp chống đỡ được lâu lắm nữa. Liễu Thúy Nhi chính mình cũng rất rõ ràng việc này, trong đôi mắt đẹp không ngừng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng sau khi leo thêm được 200 bậc nữa thì nữ tử này than nhẹ một tiếng mà dừng chân tại chỗ. Hàn Lập tuy không quay đầu lại nhưng thần niệm cũng cảm ứng được tất cả việc này, khuôn mặt khẽ động nhưng hai chân thì không có ý dừng lại chút nào tiếp theo thạch côn cùng hàn lập lại đi tới trước được hơn ngàn bậc thì cuối cùng cũng đi tới đoạn giữa sơn đạo. Trên mặt thạch côn mồ hôi nóng bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, mỗi một bước chân dẫm lên trên bậc tiếp theo đều khiến mặt đất hơi chấn động, trên người hoàng quang chợt hiện lên, thần sắc lại không mấy thoải mái. Vị thạch kiến tộc này đồng dạng cũng dùng thần niệm luôn luôn quan sát hàn lập ở phía sau. Hàn lập lúc này, ngoại trừ trên kim quang ngưng trọng thêm mấy phần ra thì vô luận là thần sắc hay là động tác so với lúc bắt đầu lên núi thì không khác gì cả, phảng phất như không có bị cấm chế dưới chân ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào người này cũng là người luyện thể cao dai, thân thể còn mạnh mẽ hơn cả mình sao? Thái Côn trong lòng bắt đầu ngạc nhiên nói thầm, ở sau cùng là Liễu Thúy Nhi, sau khi nghỉ ngơi một hồi thì lại dùng một ít đan dược khôi phục thể lực và cũng bắt đầu nhấc chân đi tới. Nam tử này tâm niệm quay nhanh, cảm giác hai chân chính mình ngày càng chậm lại, hấp lực dưới chân phảng phất trầm trọng như núi Thái Sơn đồng thời xương cốt cả người đều mơ hồ truyền đến thanh âm rát băng lách cách, có thể thấy được thân thể đang chịu áp lực to lớn cỡ nào. Do tốc độ đi tới của Thạch Côn hạ xuống mà Hàn Lập thì vẫn nhịp bước như một nên cuối cùng sau một chén trà nhỏ công phu sau thì hắn đã vượt qua được nam tử rồi cùng hắn song song mà đi. Hàn Lập xoay đầu nhìn hướng về phía Thạch Côn đang mồ hôi đầm đìa thản nhiên mà cười nhưng tốc độ thì không giảm chút nào, chỉ trong tích tắc hắn đã đuổi kịp và vượt qua Thạch Côn, sau đó lại dễ dàng đi vài bước mà rời xa nam tử này. Nam tử này cắn răng một cái, thân hình đột nhiên dừng lại hai chân gắt gao như đóng đinh tại chỗ, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Lập, thần sắc âm u bất định. Mắt thấy Hàn Lập trong chốc lát công phu đã đi lên được hơn trăm bậc thềm đá nhưng thân ảnh vẫn không thấy chậm chạp chút nào thì sắc mặt Thạch Côn có chút tái xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tử sắc cung điện trên đỉnh núi rồi lại dùng thần niệm cảm ứng Liễu Thúy Nhi dưới chân núi đang chậm rãi đi tới thì khóe mắt nhảy lên hai cái rồi bỗn nhiên lấy từ trong lòng ra một cái huyết sắc tiểu bình. Cái bình nhỏ này toàn thân trong suốt ánh màu huyết hồng mặt ngoài có dán mấy tấm bùa chú dài một tấc, trông có vẻ thần bí dị thường. Thạch Côn không hề do dự hướng về vật trong tay há mồm khẽ thổi một cái. Nhất thời một cỗ hoàng hà phun ra nhầm cái huyết sắc tiểu bình cuốn tới, mấy tấm bùa chú kia tự hành bóc ra mà rơi xuống. Sau khi phanh vài tiếng muộn hưởng thì những tấm bùa chú này hóa thành vài đoàn linh diễm, tiêu thất ở trong không trung. Bùa chú vừa được khai trừ thì miệng bình kia lập tức mở ra, một cỗ quang diễm lập tức trong bình liền phun ra, bên trong mơ hồ bao vây lấy một viên huyết sắc đan hoàn. Thạch côn đối với cái này đã sớm có dự liệu nên lập tức há miệng hút vào. Nhất thời một cỗ hấp lực sinh ra một chút đem khỏa đan hoàn kia hít vào trong miệng rồi theo cổ họng nuốt xuống bụng. Đan dược cơ hồ trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo khí lưu mát lạnh xông thẳng xuống đan điền rồi tỏa đi các kinh mạch. Hàn Lập mặc dù vẫn dảo bước đi nhanh phía trước nhưng tự nhiên vẫn chú ý tới cử động của Thạch Côn nên trong lòng khẽ động. Kết quả chỉ thấy nam tử này sau khi ăn đan dược vào thì trên mặt hiện ra vẻ thống khổ dị dạng, tiếp theo bên ngoài thân da thịt nguyên bản màu xám trắng lập tức trở nên đỏ tươi ướt át và tản mát ra nhiệt độ rất cao, linh quang tỏa ra cũng một chút từ ánh vàng biến thành đỏ tươi rất quỷ dị. Theo sau chỉ thấy thạch côn trong miệng quát khẽ một tiếng, trên trán đột nhiên nhảy ra từng sợi gân xanh thô to đồng thời bệnh ra mà phình ra gấp bội, tiếp theo thân hình điên cuồng tăng vọt lên biến thành cao 4 năm trượng. Sau khi thân thể hóa thành thật lớn, Thạch Côn không chút chần chờ bỗng nhiên bước đi, oanh một tiếng, bước chân của hắn vậy mà như sấm nổ đồng thời giảo bước kéo dài qua hai bậc mà qua. Kể từ đó, Thạch Côn lấy một loại tốc độ so lúc bắt đầu thì còn nhanh hơn một chút nhằm về phía Hàn Lập đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này thì trong mắt tinh quang chợt lóe. Hiển nhiên Thạch Côn vừa vận dụng một loại bí thuật tổn hại đến thân thể nguyên khí, bằng không nếu đã có loại thần thông này mà nói thì sao lại không vận dụng ngay từ lúc bắt đầu, lại chờ tới bây giờ mới vận dụng. Trong lòng nghĩ như thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Lúc này hắn hít sâu một hơn, tay bấm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang đại thịt, tiếp theo ngoài ra thịt hiện ra vô số đám kim sắc lân phiến. Sau cùng hàn lập đưa tay hướng ra sau đầu đẩy một cái. Sau một tiếng phốc suy thì một phiến xương mù màu vàng một chút từ sau lưng vọt lên đến tận trời, sau khi ngưng tụ lại thì hóa thành một cái kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay. Kim sắc hư ảnh vừa hiện thân lập tức quang mang chợt ré rồi hướng về phía bản thể hàn lập mà bay tới. Nhất thời trên mặt hắn có một vệt sáng óng ánh chợt lóe lên mà lướt qua, kim sắc lân phiến trên người xuất hiện quang mang dị dạng lưu chuyển một trận rồi đột nhiên kết thành một cái kim sắc quang giáp có chút mơ hồ nhanh chóng bao phủ lên thân thể. Sau đó dưới chân Hàn Lập cước bộ khẽ động, hành động đồng dạng so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần. Do đó cự ly giữa hắn và cự nhân do Thạch Côn hóa thành phía sau vẫn duy trì như trước. Phía sau, hai người Thạch Côn thấy cảnh này thì tự nhiên đều lấy làm kinh hãi. Bất quá vô luận là Thạch Côn hay là Liễu Thúy Nhi thì đều dở hết thần thông ra rồi nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tiến bước, từng bước một hướng lên trên đỉnh núi mà đi lên. Thân thể Hàn Lập vừa được kim giáp do Pháp tướng biến thành bao bọc lại thì hiển nhiên là thân thể vừa được gia trì mà đạt tới một tốc độ bất khả tư nghị, tuy rằng không thể nói là bước đi như bay nhưng mà mũi chân khẽ động thì thân thể đã khinh khinh phiêu phiêu lướt đi trên sơn đạo. Ngay cả trong lòng thạch côn phía sau khẩn trương thì cũng chỉ có thể vô lực đưa mắt nhìn thân ảnh hàn lập phía trước ngày càng đi xa, đem cự ly ngày càng giãn ra. Sau một hồi công phu sau, thân hình hàn lập trực tiếp vượt xa hơn thạch côn đến 4-500 bậc trong khi đó thạch côn lại không có cách nào bảo trì tốc độ trước mắt nữa, cước bộ làn nữa không thể không chậm lại. Chỉ là lúc này đây, không riêng gì mặt thạch côn mồ hôi đầm đìa mà cả người cũng toát ra trận trận bạch sắc vũ khí, phảng phất như cả thân thể đã hóa thành một cái đại hỏa lò, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Bất quá không riêng gì thạch côn mà hàn lập phía trước cũng nhướng mày, cuối cùng cũng có chút không chịu nổi hấp lực dưới chân, hai chân cũng vì đó mà chậm lại. Lúc này hàn lập chỉ còn cách chỗ đỉnh núi bất quá hai ba trăm bậc mà thôi nhưng mà hắn lại phiền muộn phát hiện ra, cứ một bậc thềm đá leo thêm thì hấp lực gia tăng hơn xa trước đây. Dù cho hắn có được thân thể mạnh mẽ ngang thánh tộc thì cũng có chút ăn không tiêu. Sau khi trực tiếp đi lên phía trên hơn trăm bậc nữa thì thân hình hắn dừng lại, bước chân đã trở nên cực kỳ chậm, cơ hồ mỗi bước đi đều phải hơi dừng lại bình ổn thân hình một chút thì mới có thể tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước. Mà lúc này, mặt sau Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đã sớm lại lần nữa đứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hàn Lập từng bước tiếp cận đỉnh núi. Hàn Lập cuối cùng đã đi tới hơn 10 bậc thang sau cùng thì trên mặt đất sản sinh ra hấp lực thật lớn khiến cho Hàn Lập bắt đầu kinh hãi, kim giáp bao bọc bên ngoài thân càng lúc càng run rẩy, một bộ tùy thời đều có thể tán loạn. Hàn Lập rơi vào đường cùng, tại cuối sơn đạo, gần đỉnh núi trong gang tắc mà không thể không ngừng lại. chương 1699, Tân Thần Thông Hắn đợi đến khi hấp lực dưới chân bắt đầu yếu đi đến trình độ nhất định sau đó lại từng bước bước đi, tiếp theo lại dừng lại một hồi lâu. Cứ như vậy, cuối cùng 10 tầng thềm đá cuối cùng cũng đã tiêu phí của Hàn Lập đến nửa khắc thời gian nhưng cuối cùng cũng đã đi đến. Cơ hồ ngay khi hai chân mới vừa bước lên đỉnh ngọn núi thì Hàn Lập cảm thấy hấp lực dưới chân cơ hồ không còn tồn tại nữa, thân hình trở lại cực kỳ nhẹ, giống như không cần sử dụng pháp lực mà một mạch trực tiếp phi lên. Hàn lập thở dài một hơi, kim giáp mơ hồ trên người cũng trong nháy mắt chợt lóe lên mà tiêu thất. Hắn quay đầu lại nhìn, bộ dáng như đại Phật nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây chỉ thấy thạch côn còn đang cách xa mấy trăm bậc mà há mồm thở hổn hển nhìn hàn lập, vẻ mặt buồn bực không thôi. Còn liễu Thúy Nhi thì còn cách đó hơn hai nghìn bậc, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ mà thôi. Cũng may hai người biết vì rằng để cho Hàn Lập chiếm tiên cơ nhưng tử điện này to lớn như thế, hơn nữa ai biết bên trong còn có cấm chế lợi hại nào nữa hay không nên cũng không e ngại tất cả bảo vật đều bị đối phương lấy hết. Hàn Lập mỉm cười, biết thời gian hai người lên tới đỉnh núi còn phải rất dài nên cũng không nói gì nữa mà quay lại hướng về tử điện trước mặt đi tới. Cách hắn hơn 10 trượng rõ ràng là một cái cửa điện cao hơn 10 trượng đứng ở nơi đó. Cửa này hai cánh đóng chặt, mặt ngoài có khảm hơn 10 quả đại tinh thạch màu sắc khác nhau ở bên cạnh thì có khắc vô số hoa văn rối rắm phức tạp, được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Hàn Lập đứng ở cửa điện cẩn thận nhìn quanh vài lần sau đó ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hắn mới phát hiện ra, hơn 10 khỏa đại tinh thạch to cỡ nắm tay kia chính là 10 khối cực phẩm linh thạch quý hiếm dị thường, thậm chí so với cực phẩm linh thạch của linh giới thì còn muốn tinh thuần hơn một bậc. Hàn Lập trong miệng chật chậc vài tiếng, ánh mắt thu lại rồi rơi xuống bức tường bên cạnh cửa điện. Bức tường này không biết dùng loại tài liệu nào xây dựng thành nhưng cao năm sáu trượng, từ thân tường tản ra hào quang màu tím minh mông quái dị, mặt ngoài còn ẩn hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra đám phù văn này chính là ngân khoa văn hắn vốn đã quen thuộc dị thường. Nơi đây quả nhiên là nơi ở của tiên giới tiên nhân. Hàn Lập trên mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại kịch liệt quay cuồng, ánh mắt nhìn về phía cung điện dần trở nên nóng bỏng như lửa đốt. Trên người hắn mặc dù cũng có nhiều loại dị bảo, hơn nữa theo bước đường tu luyện tới nay thì cũng gặp nhiều loại kỳ ngộ nhưng tưởng tượng trong cung điện này có thể có lưu giữ bảo vật của tiên nhân thì trong lòng vẫn hưng phấn đến mưu xê có chút khó có thể tự kiềm chế mình. Khó trách thải Lưu Anh cùng đoạn thiên nhận hai người đều khẳng định nơi này nhất định có đan dược hỗ trợ bọn họ đột phát bình cảnh thánh giai. Thiết nghĩ lấy thực lực đại thần thông của tiên giới tiên nhân thì việc luyện chế ra một ít đan dược hữu dụng đối với người hạ giới tất nhiên là chuyện tình dễ dàng. Nhưng dù sao Hàn Lập cũng không phải là người bình thường, hắn hít sâu một hơi rồi định tâm lại, cả người bình tĩnh xuống rồi hướng về bức tường cung điện nhìn lại, bỗng nhiên một tay vừa chỉ, vươn một ngón tay hướng về hư không điểm ra một cái. Nhất thời sau một tiếng sét đánh thì một đạo đạm kim sắc hồ quang hiện lên, sau một cái chấp động thì liền nhằm thẳng đến bức tường cung điện kích đến. Một màn quỷ dị xuất hiện, kim sắc hồ quang vừa bắn tới trên bức tường nhìn như trống không thì bỗng nhiên một trận tiên nhạc dễ nghe chuyển đến, tiếp theo tử quang chợt lóe kim sắc điện hồ liền như châu đất nhập biển mà tiêu thất đi. Hàn lập nhíu mày lại, cho dù trong phút chốc hắn vận dụng thanh minh linh mục thần thông thì cũng không nhìn ra chỗ huyền diệu của tử quang kia. Về phần thần niệm của hắn vừa lướt đi thì sau khi đụng vào bức tường liền lập tức bị một lực lượng vô hình hất ngược quay về, căn bản không thể tiến vào trong cung điện được. Sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hàn Lập đưa mắt nhìn bức tường tính toán rồi một lần nữa đem ánh mắt quay về tới đại môn cung điện rõ ràng so với cấm chế thần bí trên bức tường mà nói thì đi theo lối đại môn tự nhiên vẫn là ổn thỏa chút tuy nhiên mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường trên cửa điện nhưng tự nhiên sẽ không lập tức mạo muội đi tới mở cửa này hàn lập suy nghĩ một lúc sau thì mới vỗ tay một cái từ trong vòng tay chữ vật trên cổ tay áo nhất thời xuất hiện một đoàn thanh quang bay ra rồi lập tức rơi xuống mặt đất đây là một cái cự viên khôi lỗi mình cao hai trượng tứ chi bám chặt nằm sấp trên mặt đất tựa hồ bị lực đạo của cấm chế cấm không ép cho không nhẹ hàn lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhướng lên một tay bấm quyết hướng về khôi lỗi tùy ý điểm một cái ngay sau đó trên người cự viên khôi lỗi liên tục vang lên thanh âm rát băng rồi nó liền chậm rãi đứng lên sau đó mặt không chút thay đổi quay người lại hướng về phía đại môn cung điện đi đến hàn lập chính mình thì đứng ở tại chỗ chờ đợi nhưng hai mắt không khỏi híp lại nhìn không chắc mắt vào hành động của cự viên kết quả chỉ thấy cự viên này thản nhiên đi đến chỗ cửa điện rồi không chút do so dựa dưa hai tay đặt lên đại môn sau một trận thanh quang hiện lên trên người khôi lỗi vài cái thì cánh cửa điện liền chậm rãi di động nâng lên bị đẩy lên mà mở ra thân xác hàn lập có chút quỷ dị giống như có chút kinh nghỉ mà lại có chút giống như không thể tin được đại môn này cứ như thế mà lại dễ dàng bị mở ra trông rất đơn giản nói chung là rất khó có thể tin được trong lòng nghĩ như thế hàn lập không cưỡng chế được một tia nghi hoặc cùng lửa nóng trong lòng vội vàng hướng vào trong cửa điện đảo qua chỉ thấy sau cửa điện là một cái quảng trường to màu xanh, bốn phía tất cả đều là rào chắn được làm bạch ngọc trong suốt mà ở phía cuối quảng trường là một cái chủ điện cao lớn màu tím. Xa xa nhìn lại, lúc này phụ cận chủ điện còn có ba cái điện nhỏ diện tích chừng một phần ba chủ điện, vây quanh tạo thành hình chữ phẩm. Ngoại trừ cái đó ra thì mặt sau chủ điện còn ẩn hiện có một số ban công các phố thấp bé nhưng diện tích tựa hồ cũng cực lớn. Hắn sau khi hơi do dự liền dùng thần niệm thúc sục khôi lỗi. Cự viên liền nghênh ngang dẫn đầu đi vào bên trong cửa điện. Hàn Lập thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo. Sau một lát, hắn đã ở bên trong cửa điện, rốt cục đã tiến vào giữa cung điện, vào tới một góc quảng trường. Quảng trường này cũng không nhỏ, diện tích chừng 5-600 trượng. Lúc này cử viên khôi lỗi dưới sự thao túng của thần niệm đi thẳng đến trung tâm quảng trường, tính toán trực tiếp xuyên thẳng qua quảng trường đi đến phía chủ điện đối diện. Hàn Lập đi theo sau đó nhưng Thủy Trung vẫn bảo trì khoảng cách với khôi lỗi 2-30 trượng để đề phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhưng một lát sau, Thân sắc Hàn Lập ngưng trọng vì hắn phát hiện ra có chút không thích hợp. Quảng trường này rõ ràng chỉ rộng mấy trăm trượng nhưng cử viên khôi lỗi cùng hắn đi một thời gian dài như vậy rồi mà thoạt nhìn vẫn chưa đi tới trung tâm quảng trường. Ảo trận, Hàn Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên ra lệnh cho khôi lỗi phía trước dừng cước bộ lại sau đó xoay đầu ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía sau hắn ba bốn trăm trượng rõ ràng là hàng rào bằng bạch ngọc trong suốt kia. Phảng phất như ngay từ đầu hắn cũng không rời khỏi góc quảng trường bao xa. Hàn Lập trong lòng thầm giật mình, lúc này không thể do dự mà trong mắt lam mang chợt lóe lên rồi bắt đầu hướng ra toàn bộ quảng trường đảo qua nhưng linh mục đảo qua mọi nơi vẫn thấy tất cả trống rỗng, một chút khác thường cũng không nhìn ra. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, trong lòng cả kinh, lấy linh mục thần thông của hắn mà cũng vô pháp khám phá ra ảo trận này. Đây cơ hồ là chuyện hắn chứa kia chưa từng có bao giờ gặp phải nhưng nghĩ đến người bày ra cấm chế này có thể là tiên giới tiên nhân thì tựa hồ ảo trận thần diệu này như thế cũng không phải là cái gì rất đáng kinh ngạc nhưng ngay cả như thế thì Hàn Lập cũng không tính toán cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi thở dài một hơi thì toàn thân pháp lực của hắn tất cả đều dâng lên sau đó dọc theo một đường kinh mạch chạy thẳng lên mắt. Cơ hồ một lát công phu sau, trong mắt hắn nhất thời xuất hiện một đoàn hắc khí ngưng tụ thành, sau đó chợt lóe lên và một viên trâu trong suốt màu đen hiện lên, đây đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập đã luyện thành mấy trăm năm qua. Pháp mục này theo hắn từ nhân giới lên đây, sau khi Hàn Lập đoạt được nó thì liền luôn luôn ở trong cơ thể hắn mà tu luyện, đến nay trải qua nhiều năm như vậy cũng đã sớm tự hành sinh ra một ít thần thông huyền diệu dị thường. Tuy rằng loại pháp mục này có không gian thần thông là chính nhưng cũng đồng dạng có thêm nhiều loại thần thông khác chuyên khắc chế ảo thuật cùng mê hồn, chỉ là hiệu quả tự nhiên không bằng linh mục thần thông thuần túy. Hàn Lập trong một lần bế quan tu luyện ở Lôi Minh Đại Lục, trong lúc vô ý đã đem phá diệt pháp mục cùng minh thanh linh mục kết hợp cùng nhau mà thi pháp một lần, kết quả là dung hợp hai loại thành một. Thần thông mới này uy năng có thể to lớn viễn siêu một trong hai loại linh mục đơn lẻ. Chẳng qua là thần thông này cố nhiên là cực kỳ lợi hại nhưng mỗi lần thi triển thì pháp lực tiêu hao thật sự là không nhỏ cho nên từ lúc có được nó đến nay bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới trong thực chiến. Nhưng cứ tưởng tượng tới lúc trước thử thần thông này thì trong lòng hắn lại có vài phần tin tưởng đối với việc bài trừ ảo trận trước mắt. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, trong hai mắt lam mang dần dần tỏa sáng chói mắt mà hắc mục thì bên trong có hắc mang lưu chuyển không thôi, giống như một viên bảo thạch tối đen được khảm ở trên trán, trông có vẻ thần bí dị thường. Đột nhiên lưỡng đạo lam mang cùng một đạo hắc sắc quang trụ cơ hồ đồng thời từ trong linh mục phun ra, sau khi chợt lóe lên thì ở trước người Hàn Lập hội tụ lại thành một thể, sau đó linh quang lóe lên mà lại dung hợp thành một quang cầu hai màu đen xanh. Quang cầu này ngoài xanh trong đen nhưng vẫn có thể nhìn thấu được bên trong kích thước to cỡ nắm tay trông giống như một viên cầu nhỉ phá hàn lập không chút do so dự nhằm phía quang cầu phất tay một cái một mảnh thanh sắc sáng mờ từ trong ống tay áo bay cuộn ra sau khi lóe lên thì tiến vào trong quang cầu rồi lập tức nhập vào trong đó không thấy bóng dáng bên ngoài quang cầu linh quang trợt lóe rồi hiện ra vô số lưỡng sắc phù văn hai màu xanh đen lớn nhỏ không đồng đều hơn nữa còn quay tròn liên tục trong nháy mắt công phu từ trên quang cầu hào quang đại phóng từ phía trên kích bắn ra vô số hắc lam sắc quang ti rồi nhầm bốn phương tám hướng kích bắn đi. Đám quang ti này thoạt nhìn như có vẻ chậm chạp nhưng sau khi kích bắn đi thì lại mau lẹ vô cùng, cơ hồ chỉ một cái chấp động thì liền đã lập tức bắn tới toàn bộ các nơi trong quảng trường đồng thời hình thành một cái hắc lam sắc đại võng đem toàn bộ quảng trường vây lại. Ngay sau đó, một trận âm thanh trầm thấp vang lên ở các nơi trong quảng trường, thanh âm liên miên phát ra đồng thời trong ti võng, ở tầng trời tháp ở chỗ đoàn hào quang màu sắc khác nhau liên tục nổ tung ra. Không chỉ như vậy, trong không gian đột nhiên một luông dao động khác thường phóng lên cao, phía dưới ti võng hư không vặn vẹo một trận biến hình rồi tại trung tâm quảng trường hiện ra một cái quang môn cao lớn. chương 1700, Tử Điện, Hàn Lập vừa thấy cánh cửa này thì thần sắc vừa động nhưng không chút do dự thân hình vừa động hóa thành một đoàn hư ảnh mơ hồ rồi biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ngay trước quang môn có thành ảnh chợt lóe lên rồi Hàn Lập đã tiến nhập vào trong đó mà con cự viên khôi lỗi kia thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi cũng theo sát đi vào. Cơ hồ ngay lúc khôi lỗi biến mất bên trong quang môn thì hắc lam sắc quang cầu đang lơ lửng tại chỗ trong hư không chợt phát ra một tiếng kêu vù vù rồi mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển một trận và hóa thành một đoàn hào quang chói mắt bạo liệt nổ tung ra. Ti Võng Nguyên bản đang bao phủ cả quảng trường lúc này một chút dấu hiệu cũng không có cứ thế mà tất tắc, tắc vỡ vụn ra mà hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn tiêu thất. Ngay sau đó, cái quang môn cao lớn kia có bạch quang chợt hiện vài cái rồi không gian phụ cận vặn vẹo mơ hồ mà cũng biến mất không thấy quang cảnh trong sân hết thảy toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập và con cử viên kia đã biến thành hư vô, giống như chưa từng bao giờ đi vào nơi đây. Cùng lúc đó, ngoài cửa điện, chỗ thềm đá, Thạch Côn chỉ còn cách đỉnh núi bất quá hơn trăm bậc, lúc này hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng lớn của cửa điện. Mà Liễu Thúy Nhi cũng tiến tới thêm được mấy trăm bậc nữa. Hai người mặc dù biết Hàn Lập đã tiến nhập vào cung điện nhưng thần sắc ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Hàn lập hai mắt hít lại rồi một lần nữa mở ra nhìn rõ ràng cảnh vật trước mắt mình. Sau khi từ trong quang môn đi ra lúc này thân hắn đang ở trong một tòa tử kim đại điện phía trước. Cửa chủ điện nhìn như bình thường, đồng dạng chỉ dùng tài liệu bình thường tạo thành, hơn nữa hoa văn khắc trên đó còn có một chút tục tần đơn giản. Phía trên đại môn có một cái bảng hiệu thật lớn, dài phải đến tám trượng, trên mặt có viết mấy chữ kim sắc cổ văn. Hàn lập ngưng thần nhìn tới, sau khi nhìn kỹ thì trong lòng không khỏi vừa động số cổ văn này tuy rằng không thể hiểu được nhưng so với ngân khoa văn thì không sai biệt lắm cái này hẳn là kim triện văn kia không sai đáng tiếc tại linh giới người biết kim triện văn thật sự rất thưa thớt hắn thủy trung vẫn không có cơ hội học tập được nếu không từ mấy chữ cổ văn này mà có thể nhìn ra được một ít thông tin gì trong lòng hàn lập cân nhắc như thế mà ánh mắt lại nhằm đại môn liếc mắt một cái rồi liền dùng thần niệm thúc giục cự viên khôi lỗi một bên khôi lỗi này đi nhanh về phía trước sau khi đi qua mấy cái cầu thang thi đi ra đến cửa chủ điện hai tay nó nhấc lên rồi ấn về phía cửa, chuẩn bị cùng cách lúc trước mở ra đại môn cung điện nhưng là lúc này, mưu tính của Hàn Lập hiển nhiên là không thành. Hai tay cử viên vừa tiếp xúc với cửa điện nhìn như bình thường thì đột nhiên phía trên cửa truyền đến vài tiếng sấm động trầm thấp, tiếp theo là thanh âm ầm ầm long liên miên truyền đến và một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ trên cửa tràn đến. Không, mặc dù đứng cách xa chừng vài chục trượng nhưng Hàn Lập vừa thấy tình cảnh này thì trong lòng kêu hỏng bét, không cần suy nghĩ, bên ngoài thân đồng dạng có một tiếng sét đánh rồi một tầng lôi y xanh trắng hiện ra đem toàn thân bảo hộ ở bên trong. Tiếp theo nửa người trên của hắn khẽ động tựa hồ như không có hành động gì nhưng hai chân nhấc lên rồi hướng một bên trượt đi. Động tác vô thanh vô tức như quỷ mị, cơ hồ đồng thời, từ trên cửa chủ điện một mảnh tử quang chói mắt chấp động rồi từ sắc hồ quang quỷ dị hiện lên, chợt lóe một cái đã liền hóa thành mấy chục con tử xà điện từ trên cửa kích bắn ra khôi lỗi cự viên gần trong gang tắc trong nháy mắt đã bị điện quang bao phủ hóa thành một cỗ khói nhẹ biến mất không thấy. Mà tử sắc hồ quang này vẫn chưa có ý muốn dừng lại, nó lại nhắm về phía Hàn Lập đang chạy trốn giống như có linh tính kích tới nhanh như đạn bắn. Hàn Lập sắc mặt đại biến, nếu không có cấm chế cấm không thì hắn tự nhiên là có thể sử dụng các loại độn thuật thần diệu thong dong mà tránh đi nhưng hiện tại nơi đây lại không thể bay lên không chung. Dưới tình huống này cho dù hắn có linh mẫn đến mấy thì tuyệt đối cũng không có thể thực sự né tránh được hết đám xét đánh trước mặt. Tâm niệm quay nhanh, hắn vội vàng nhấc tay rồi một cái tiểu thuẫn trong suốt hiện ra chắn trước người. Hào quang chợt lóe rồi tiểu thuẫn một chút phình lên biến lớn thành một trường. Tiếp theo trên người hàn lập hắc khí quay cuồng rồi một kiện ma giáp giữ tận dị thường trong hồ quang xanh trắng hiện ra, đem thân hình hàn lập bao vây nghiêm mật. Đúng là kiện thiên ngoại ma giáp đã được chữa trị kia. Tử sắc điện quang đại phóng, mấy chục con tử xà vào tới đầu tiên là va chạm với cự thuẫn. Thủy tinh thuẫn này có uy năng có thể làm đổi hướng công kích, từng mấy lần ở trong tay Hàn Lập đại triển thần uy, lập công không ít nhưng lúc này đây tình hình lại khác nhau rất nhiều. Tử sắc hồ quang này rõ ràng là không giống với lôi điện bình thường, lấy uy năng thần diệu của cự thuẫn mà bất quá chỉ có thể đem một phần ba hồ quang mạnh mẽ đẩy trượt sang hai bên tấm chắn mà thôi. Hai phần ba còn lại vẫn mạnh mẽ công kích lên tiểu thuẫn. Tử sắc điện quang bạo liệt nổ tung, một cỗ khí thức đáng sợ đem cự thuẫn bao phủ trong đó. Một màn khó tin xuất hiện. Tiểu thuẫn bị tử sắc hồ quang bao vây nhanh chóng bị hòa tan ra, trong nháy mắt biến thành thủy tinh rơi xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàn lập trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự giơ tay bấm quyết, lôi y trên người lập tức vang lên thanh âm ầm ầm mà hóa thành hồ quang xanh trắng bay vọt ra cùng tử sắc hồ quang đan vào nhau. Hồ quang do lôi ý hình thành là do hàn lập thu được từ kiếp vân cô động mà thành, uy năng tự nhiên cũng không phải là nhỏ, hơn xa lôi hỏa chi lực bình thường nhưng lưỡng chủng hồ quang màu sắc khác nhau đan vào nhau, sau khi chợt hiện vài cái thì nhất thời hồ quang hai màu xanh trắng có vẻ thu nhỏ lại mà biến mất, bị tử sắc lôi hồ kia can nuốt không còn một mảnh, hơn nữa còn làm cho tử quang một chút đại thịnh lên. Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, hai ống tay áo vội vàng hướng ra phía trước người vung lên, tiếng sấm tái khởi, kim sắc hồ quang thô to bắn ra nhưng hành động này hiển nhiên có chút đã muộn, tử sắc hồ quang kia đột nhiên ngưng tụ lại thành một số đạo bát tử quang thô to, sau khi chợt lóe lên thì liền hung hăng kích lên thiên ngoại ma giáp ở trên người Hàn Lập một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thân hình hàn lập ngã nhào toàn thân bị từng đạo tử sắc lôi quang bao vây lại thấy vậy hắn lập tức kinh sợ quát khẽ một tiếng ma giáp trên người một chút bành trướng lên hắc sắc hoa văn mặt ngoài như sống lại hiện lên rồi hóa thành vô số hắc sắc phù văn bay ra mà cùng tử sắc hồ quang va chạm với nhau đám phù văn đó nhìn không có gì bắt mắt nhưng uy năng lại to lớn vô cùng sau khi cùng tử sắc hồ quang va chạm thì hai bên song song bạo liệt nổ tung sau đó hóa thành một cỗ hắc tử sắc quái phong nóng rực vây quanh Hàn Lập mà quay cuồng một trận. Lúc này Hàn Lập hai chân một lần nữa ổn định xuống, đứng thẳng thân hình thì bỗng nhiên không riêng gì tử sắc hồ quang hư không tiêu thất mà quái phong cũng bỗng nhiên tán loạn không thấy. Hàn Lập thở ra một hơi, nhìn nhìn thiên ngoại ma giáp trên người mà trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu trước đây hắn không chữa trị được ma giáp này thì công kích bất ngờ vừa rồi ngay cả không thể thật sự giết chết hắn nhưng cũng làm hắn trọng thương, thật sự khó có thể tránh khỏi. Bất quá như vậy thì bộ dáng hắn lúc này cũng bụi bặm đầy đầu, có vẻ có chút chật vật. Hàn lập thở dài một hơi, nhìn đám chất lỏng trong suốt trên mặt đất kia mà trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Tấm thủy tinh tiểu thuẫn kia đã bị hủy thành bộ dáng như vậy thì tự nhiên là không thể chữa trị được nữa. Sau khi đưa mắt một lần nữa nhìn về phía đại môn chủ điện, ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, thần sắc lộ ra vẻ trần trờ chủ điện chi môn này có cấm chế lợi hại như thế thì bên trong khẳng định là có lưu lại bảo vật được thượng cổ tiên nhân coi trọng nhưng giả sử cấm chế có đáng sợ ngay cả hắn thật sự có thể bài trừ thì cũng không phải là trong nhất thời nửa khắc có thể làm được mà lúc này lại trì hoãn thời gian dài như thế thì hai người thạch côn cũng có thể tới được đây rồi chỉ sợ là đi làm việc thay người khác thật sự là mất nhiều hơn được trong lòng đã định hàn lập không hề do dự nữa lúc này thân hình vừa chuyển chạy dọc theo một cái thạch lộ phụ cận đi nhanh đến một gian thiên điện gần nhất Thiết nghĩ nơi đó cho dù có cấm chế thì cũng tuyệt không giống như lúc nãy, hẳn là có cơ hội tiến vào trong đó. Hàn lập vừa đi nhanh đến đồng thời tay áo run lên, một đoàn thanh quang bay ra, đó là một con cự viên khôi lõi khác. Bởi vì đã có vết xe đổ nên con khôi lỗi này đáng để phóng thích ra, nó vững vàng đứng ở trên mặt đất. Bị Hàn Lập thúc giục, con khôi lỗi này cũng đi nhanh tới một bên thiên điện. Hàn Lập mặt không chút thay đổi đi sát sau nó, dọc theo thạch lộ dưới chân đi tới vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàn Lập thuận lợi đi vào thiên điện trước mặt. Thiên điện này thoạt nhìn diện tích chỉ bằng một phần ba chủ điện nhưng vô luân là kiểu dáng hay là tài liệu sử dụng đều không khác gì chủ điện, thậm chí là thiên điện chi môn cũng được rút nhỏ vài phần, ở phía trên đồng dạng cũng có một cái bảng hiệu được viết bằng kim triện văn. Nhìn thấy thiên điện đại môn phong cách cổ xưa, khóe mắt Hàn Lập không khỏi nhảy lên vài cái, sau khi hơi cân nhắc thì thân hình nhoáng lên một cái rồi rời xa khỏi cửa thiên điện một chút, sau khi ra xa ước chừng khoảng 40 trượng thì mới dừng chân lại tiếp theo hắn lại giơ tay lên, mấy tấm dị phù bay ra sau đó dán lên người hắn. Mấy tầng bảo hộ màu sắc khác nhau lập tức liên tiếp hiện ra. Theo sau hai tay Hàn Lập âm thầm bấm quyết, miệng niệm thần chú, thanh âm gầm thét trầm thấp truyền ra, kim sắc hồ quang nhất thời như ẩn như hiện hiện ra. Sau khi chuẩn bị xong, Hàn Lập thần sắc ngưng trọng thúc dục khôi lỗi tiến vào. Lúc này thân hình cử viên vừa động tiến lên rồi động dạng hai cánh tay thô to vừa nhấc trực tiếp ấn lên cánh cửa thiên điện. Két két hai tiếng, hai phiến đại môn chậm rãi nâng lên. Cánh cửa này như thế nhưng lại không hề có cấm chế. Hàn lập thấy vậy thì tự nhiên là vui mừng quá đối. Bất quá vì cẩn thận nên hắn vẫn chưa lập tức hành động mà là vẫn thao túng khôi lỗi đi vào. Sau khi thấy cự viên đi vào trong điện mà vẫn không phát sinh vấn đề gì thì hắn mới thật sự yên tâm. Lúc này trên người linh quang chợt lóe, mấy tầng phù chú biến thành vòng bảo hộ kia trong nháy mắt biến mất đồng thời hai tay nắm chặt quyền, kim sắc hồ quang trong tay áo cũng vô thanh vô tức biến mất hắn bước nhanh về phía trước, thẳng đến thiên điện đại môn mà đi. Sau khi Hàn Lập đi vào thiên điện thì cự viên khôi lỗi đứng ở bên trong vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Sau khi đảo mắt hướng trong điện đảo qua, nhìn rõ hết ta hỉ thì trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngài ý muốn. Chỉ thấy phía trước đại điện rõ ràng có một cái bàn thờ thật lớn làm bằng ngọc trắng ngoãn. Phía trên bàn thờ có đựng một thần tượng màu tím, bên trên có hào quang chấp động nhưng khuôn mặt ẩn hiện không rõ. Mà tại phương hướng đối mặt với thần tượng có sắp đặt hàng trăm cái bồ đoàn màu vàng đồng thời bốn góc đại điện đều đặt một cái lưu hương màu xanh. Trong điện tràn ngập một làn hương khói đàn hương thơm ngát. Chương 1701, bồ đoàn, đàn hương, thần tượng. Nơi này dĩ nhiên giống như một chỗ chùa miếu hơn là một loại điện phủ. Nơi đây diện tích thật sự cũng không nhỏ, hơn nữa ở hai bên còn có một cánh cửa nhỏ nữa, bộ dáng thông sáng hướng các địa phương khác. Hàn lập đảo mắt nhìn nhanh đại sảnh một lần cuối cùng ánh mắt rơi xuống hai cái giá gỗ hai bên. Giá gỗ này trắng noãn như tuyết, ẩn hiện tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ, đúng là tuyết mộc đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới. Tuyết mộc này chính là tài liệu luyện chế pháp bảo băng thuộc tính tuyệt hảo nhưng ở trong này chỉ được sử dụng để làm một cái giá gỗ bình thường để đặt đồ vật này nọ. Cái này cũng không tránh khỏi quá xa xỉ, cho dù là hàn lập cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói. Mà trên cái giá gỗ rõ ràng là bầy hơn 10 đồ vật màu sắc khác nhau, từ xa nhìn lại trông giống như mấy cái sa bát, tiểu trung này nọ. Hàn lập hai mắt nhíu lại, dùng thần niệm đảo qua mấy món đồ này, kết quả đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng sau đế tô thần tình lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đám đồ vật này không cái nào là không lộ ra linh khí bức người, không cái nào là không phải là bảo vật bán thành phẩm cao dai. Nếu số bảo vật này được chủ nhân luyện chế hoàn toàn thì ngay cả không so được với thông thiên linh bảo nhưng cùng linh bảo bình thường thì không sai biệt nhiều lắm, Chính yếu là đám bảo vật này vừa nhìn thấy ngoại hình đã biết được là loại bảo vật có được thần thông đặc thù hiếm thấy. Đương nhiên cho dù hắn có tiêu phí một phen tay chân đem chúng nó luyện chế hoàn toàn thì hiệu quả khẳng định không bằng nguyên chủ nhân luyện chế nhưng cứ như vậy thì chúng vẫn được xem như đỉnh giai bảo vật trong linh giới. Tay áo Hàn Lập run lên, nhất thời một mảnh thanh quang minh mông bay ra. Quang Hà vừa đảo qua thì đám đồ vật này tất cả đều biến mất. Một lần lấy được nhiều bảo vật có uy lực không nhỏ như vậy khiến cho tâm tình Hàn Lập rất tốt hắn đảo mắt nhìn qua đại sảnh một lần, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu nhìn một cái bổ đoàn dưới chân mình vài lần, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng di nhẹ. Tựa hồ lại phát hiện ra cái gì, sau đó hắn không lưỡng lự nhầm cái bổ đoàn vẫy nhẹ một cái. Siêu một tiếng, cái bổ đoàn này không một tiếng động rơi vào trong tay hắn. Vật này có giãn mười phần, ôn lạnh dị thường, hơn nữa từ trên phát ra một cỗ linh khí tinh thuần dị thường tạt vào mặt. Đây là, ánh mắt hàn lập chớp động vài cái cân nhắc. Bồ đoàn rõ ràng là chỉ dùng mây che lá nào đó mà chế thành nhưng trải qua nhiều ít bao nhiêu vạn năm mà đến bây giờ vẫn còn duy trì được linh khí giạt rào. Thần sắc hắn vừa động tựa hồ như phát hiện được điều gì đó, đột nhiên đem cái bồ đoàn này đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi mấy cái. Kết quả là thấy được một mùi tanh ẩn hiện bay ra. Sắc mặt hàn lập một chút trở nên quái dị, tay kia vừa lật. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng ba thước hiện lên trên tay. Hắn đem bồ đoàn ném lên không trung rồi cổ tay run lên, một đạo kiếm quang lạnh lạnh chém ra. Một màn kinh người xuất hiện. Kiếm quang nhìn như vô kiên bất tối nhưng một khí chém lên đến bồ đoàn thì chỉ tiến sâu vào được một tấc rồi dừng lại. Tiếp theo nó đã bị ngăn cản sau đó mặt ngoài bồ đoàn hoàng mang lưu chuyển một trận và vệt kiếm lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Rõ ràng bồ đoàn này do cỏ cây bệnh thành còn kiếm quang chính là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Quả nhiên là không giả, chính là Giáp Y Thảo trong truyền thuyết. Thế gian thực sự có loại cỏ kỳ dị như vậy chỉ bằng vào thân cây mà có khả năng ngăn cản được phi kiếm phi đao cùng pháp bảo trảm kích nếu đem nó bện thành áo giáp nhẹ mặc trong người thì đủ có thể so với một kiện đỉnh giai chiến giáp đáng tiếc là loại cỏ này sợ nhất là hỏa công khiến có giá trị bị giảm đi không ít a à. không hổ là chỗ ở của tiên nhân lại dùng linh thảo quý hiếm như vậy để làm bồ đoàn thật sự là đại tài tiểu dụng a à. hàn lập cầm bồ đoàn trong tay lăn qua lộn lại nhìn vài lần cúi đầu miệng lẩm bẩm nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười nếu đã phát hiện ra số bồ đoàn này có giá trị thì hắn tự nhiên sẽ không đem chúng bỏ mặc. Lúc này một bàn tay tối đen như mực từ trong tay áo thỏ ra hướng lên mặt đất nhìn như tùy ý chộp ra một cái. Nhất thời một mảnh hôi sắc hướng trên mặt đất quét qua một cái. Quần sáng mở chấp động rồi hơn trăm cái bồ đoàn không tiếng động mà biến mất không thấy bóng dáng. Cả đại sảnh lúc này trông có vẻ trống trải. Sau khi dùng thần niệm xem xét trong vòng tay chữ vậy, thấy số bồ đoàn nọ đều sắp xếp chỉnh tề bên trong thì hàn lập vừa lòng gật gật đầu loại linh thảo này đã hầu như tuyệt diệt ở linh giới như vậy chuyến đi này thật sự không tệ hàn lập trong lòng nghĩ như thế mà thở ra một hơi rồi lại hít sâu một hơi không biết có phải là ảo giác hay không mà mùi đàn hương tựa hồ nồng đậm hơn so với vừa rồi đàn hương hắn bỗng nhiên quay đầu lại hai mắt có chút tỏa sáng đảo qua mọi ngõ ngách rồi nhìn vào cái lư hương trong lư hương rõ ràng còn nửa cây nến cây nến màu vàng nhạt cũng không biết đã cháy được bao nhiêu năm đuôi lông mày hàn lập vừa động rồi hướng về góc này bước tới người chưa đi đến nhưng đã dùng thần niệm đi trước đảo qua lư hương chỉ thấy hắn lập tức nhíu mày cái lư hương này lại chỉ dùng thanh đồng bình thường luyện chế thành thậm chí còn không tính là pháp khí nữa cái này thật sự có chút ngoài ý muốn ánh mắt hàn lập lấp lóe vài cái rồi liền đi tới chỗ lư hương cúi đầu nhìn vào tàn hương của cây nến chiếm khoảng một phần ba một cỗ khí tức đàn hương nồng đậm đang từ vật phát tán ra đàn hương này có chút kỳ quái nến này nhìn từ bề ngoài thì tựa hồ không khác gì trúc hương nhưng nhiều năm qua đi như vậy mà vẫn có thể bảo trì hương khí nồng đậm như thế thì cũng biết vật này tuyệt đối là rất có lai lịch hàn lập nhìn một hồi lâu sau thì biểu tình trên mặt dần dần có chút ngưng trọng bỗng nhiên một tay vừa nhấc hắn vươn hai ngón tay hướng đến phía tàn hương chậm rãi gắp lấy không chỉ vậy chỉ thấy linh quang chợt lóe rồi một tầng thanh quang đem hai ngón tay bao bọc lấy bộ dáng cẩn thận vạn phần ngón tay hắn từ từ nhích đến chỗ tàn hương trong lư hương Đến lúc này vẫn chưa có cảm giác gì khác thường xuất hiện nhưng thần sắc Hàn Lập vẫn nghiêm nghị dị thường đem Tàn Hương này lăn qua lăn lại nhìn vài lần, rồi lại để cạnh mũi người một hồi lâu sau mới lộ ra vẻ trầm ngâm. Bỗng nhiên một ngón tay búng ra, hồng quang chợt lóe rồi một đốm lửa cỡ hạt gạo từ đầu ngón tay bắn ra rồi kích lên Tàn Hương. Tàn Hương chợt lóe lên nhưng không bị đốt cháy. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, bên trong ẩn hiện một tia hưng phấn, ngón tay hơi bắn ra, nhất thời một viên hỏa cầu màu đỏ đậm to bằng nắm tay từ đầu ngón tay trống giống hiện lên huyền phù hơ trên hư không không nhúc nhích sau đó hắn mới đem tàn hương đi vào trong hỏa cầu. Hắn ngưng trọng nhìn hồi lâu, kết quả tàn hương nhìn như bình thường này mặc cho hỏa cầu tàn ra nhiệt lực nóng bỏng rào ra thiêu đốt mà vẫn không chút thay đổi nào. Quả nhiên là, hắc u băng hương, đây chính là thánh vật dùng để trừ tâm ma lúc đột phá hấp thể cảnh giới. Vừa thấy màn này, trên mặt hàn lập lại hiện lên vẻ mừng như điên. Lúc này hắn một tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một cái hộp trắng noãn như ngọc rồi đem tàn hương cẩn thận dị thường bỏ vào bên trong. Tiếp theo thân hình hắn liên tiếp chấp lên, lại lao tới một cái lư hương bên góc đối diện tìm được hai đoàn tàn hương khác mà đồng dạng thu lại. Ngọc hạp ở trong tay linh quang chợt lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh, tiếp theo hàn lập lại đi quanh trong phòng này tìm kiếm mọi nơi một phen, đáng tiếc là nơi đây đồ vật nguyên bản không nhiều. Ngoại trừ bỏ cái tượng thần cùng kim tiền cung phụng sớm đã biến thành màu xám trắng như hải cốt kia thì cũng không thấy vật gì nữa sau đó, hắn rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía thần tượng. Thần tượng này kim thân mình tử long lánh, cao ước chừng một trượng mà bên trong thần tượng lại xanh biếc ướt át, giống như là sử dụng cực phẩm lục ngọc chạm khắc mà thành. Thần tượng này mặc một thân lục sắc đạo bào, một tay ôm một cái phất trần trắng như tuyết, một tay kia thì nâng một cái tử kim sắc hồ lô, dưới cằm có ba tròm dâu dài, mơ hồ có bộ dáng tiên phong đạo cốt nhưng Hàn Lập chỉ nhìn thần tượng này một lát thì trong mắt lại không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, mặc cho hai mắt trận to nhìn thẳng vào gương mặt thần tượng này bao lâu thì cũng chỉ có thể thấy được một mảnh quang hà xanh biếc ở trong mắt lóng lánh mà thôi, Thủy Trung không thể nhìn rõ được dung mạo của thần tượng. Hàn lập khóe mắt chợt nhảy lên hai cái, đồng tử hơi co rụt lại, ngay sau đó trong mắt liền xuất hiện lam mang chói mắt chấp động, hắn lại vận dụng minh thanh linh mục mạnh mẽ nhìn vào gương mặt thần tượng này. Lần này quả nhiên có chút hiệu quả, khuôn mặt thần tượng kia bị một tầng lục hà phong tỏa nay lại dần dần bị thấu thị qua, ở trong mắt phong phanh lộ rõ ra. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ánh mắt ngưng trọng, nghĩ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt thần tượng thì bỗng nhiên trong đầu vang lên một trận phạm âm thiên nhạc làm cho hai tai hắn ong ong lên, cả thần thức hải giống như một chút bị đảo điên. Hàn Lập hai mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa là ở thiên huyền địa chuyển ngồi bệt trên mặt đất. May mắn thần niệm của hắn so với tồn tại hợp thể kỳ thì không kém làm ấy nên lúc này vội vàng vận chuyển pháp lực trong cơ thể một trận, cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại rồi vội vàng ổn định hai chân một lần nữa đứng thẳng trở lại hàn lập sau khi ổn định thân hình thì lại đưa mắt nhìn về phía thần tượng nhưng ánh mắt lại trở nên kinh nghi bất định thần tượng này quỷ dị như thế lấy cảnh giới tu vi hiện giờ của hắn mà vẫn không thể thấy được rõ hình dáng có thể thấy được bản thân nó là một dị bảo có uy năng sâu không lường được vật ấy lại được thờ phụng ở đây nghĩ đến người được cung phụng ở chân tiên giới cũng là một nhân vật không nhỏ mà loại thần tượng này chính là một đồ vật có chứa sự cực kỳ huyền diệu gì đó ngay cả ở linh giới vẫn có một số người có đại thần thông cho dù ở cách xa trăm vạn dặm thì vẫn có khả năng mượn dùng thần tượng chi lực mà làm cho nguyên thần hoặc là phân hồn hiện hình mà ra. Thần tượng này nếu chủ nhân có khả năng thật sự là người rất có lai lịch ở chân tiên giới, hơn nữa tại linh giới cũng chưa bao giờ có nghe nói qua tiên nhân tại chân tiên giới dùng thủ đoạn này mà xuyên xuống nhưng nếu đem thần tượng này đi thì tuyệt đối là một loại hành động đốt lửa thiêu thân. Hàn Lập thần sắc âm tình bất định một hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi miễn cưỡng áp chế dục niệm trong lòng, đem ánh mắt rời khỏi thần tượng nhìn về phía một bên thiên môn thân hình vừa động, hắn không hề trần chờ tiêu sái bước đi. Cự viên khôi lối kia được thần niệm thúc giục cũng bước đi theo sát phía sau. Một lát công phu sau, trong phòng ngoại trừ một số đồ vật linh tinh và cái thần tượng ra thì không còn có gì nữa. Lúc này hắn đã đi qua cửa mà đi tới trước một cái xương phòng có hơn 10 gian. Căn phòng này cũng không quá lớn, hơn nữa tất cả đều giống nhau như đúc. Hàn lập lướt nhanh qua một cái rồi sai cự viên khôi lỗi đem tất cả cửa phòng đẩy mở ra, sau khi thấy không có gì khác thường thì liền bước vào một căn phòng trong số đó. Chương 1702 Kim kiếm đồ, nhưng bên trong thật ra rất đơn giản, đó là một cái cửa nhỏ đem căn phòng nguyên bản hình chữ nhật chia ra làm hai gian trong ngoài. Gian ngoài lớn hơn, rõ ràng là một gian phòng khách, ngoại trừ một ít đồ dùng đơn giản như bàn ghế cùng một bộ đồ uống trà ra thì cũng không còn vật gì. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua mấy thứ này thì phát hiện ra tài liệu làm ra coi như cũng có chút quý hiếm nhưng đối với hắn mà nói thì căn bản là vô dụng nên lập tức bước đi, thoáng một cái đã đi vào bên trong phòng ngủ. Bên trong gian phòng này đồ vật nhiều hơn một ít, trừ bỏ cái giường ngọc màu xanh nhạt ra thì còn một cái bàn học hình chữ nhật, trên bàn bày ra bừa bãi mấy cây bút lông, một cái nghiên mực màu hồng cùng một tấm lụa mỏng trắng như tuyết. Hàn Lập đuôi lông mày vừa động liền đi tới chỗ bàn học, đem mấy cái bút lông và nghiên mực phân biệt nhấc lên mà thưởng thức nhưng rồi lại lắc đầu buông xuống sau đó hắn lại duỗi tay đem cả tấm lụa mỏng màu trắng kia quơ lấy vào tay cũng nhẹ nhàng ngắm một hồi lâu kết quả là trên mặt trên tất cả đều không có chữ nào cả trên mặt hàn lập cũng không có gì khác thường đem tất cả trả lại chỗ cũ thần niệm sau khi cẩn thận quét qua một lần nữa xác định thực sự không có bỏ sót gì thì liền không chút do dự xoay người bước đi Hắn nguyên bản sẽ không trở vào việc tìm kiếm và có đại thu hoạch bảo vật gì tại nơi ở của môn nhân đệ tử nên tự nhiên cũng không dừng lâu tại đây. Huống hồ số phòng như vậy ở đây còn có hơn 10 gian, thời gian cũng không nhiều lắm, cũng không có khả năng mỗi một gian ở đây tìm kiếm qua một lần. Kết quả là ngoại trừ mấy cái ngọc giản dùng một loại cổ văn vô danh ghi lại thì cũng không có thu hoạch gì nữa. Mấy cái ngọc giản này được tùy ý đặt ở đầu giường nên hơn phân nửa cũng không phải là vật trọng yếu gì. Hàn Lập cũng là thuận tay thu lại. Tính toán về sau vạn nhất mà sáng tỏ lai lịch cổ văn này thì từ đó cũng có thể có được một số tin tức hữu dụng. Dù sao đối với hết thảy mọi thứ tại chân tiên giới hắn vẫn cảm thấy tò mò. Hắn mang theo khôi lỗi một lần nữa quay về tới đại sảnh tại chủ điện rồi tiến vào một cánh cửa hông khác. Đồng dạng trải qua một đoạn thông đạo, Hàn Lập đi tới một khu phòng ốc nằm song song chỉnh tề trước mặt. Tuy nhiên số phòng này so với mấy cái xương phòng lúc trước thì bất đồng. Mỗi một gian phòng ở đều có hình vuông, có một cánh cửa nhỏ ra vào, bên trong không có gì khác. Hơn nữa tất cả các phòng đều hoàn toàn độc lập và mỗi cái cách nhau chừng hơn 10 trượng. Điều làm cho trong lòng Hàn Lập nhảy dựng lên chính là bốn vách tường các phòng này đều có ánh sáng màu bạc lóng lánh đồng thời phía trên có viết đầy đạm ngân sắc phù văn. Đúng là ngân khoa văn mà hắn quen thuộc dị thường. Hàn Lập nhìn mấy cái phòng này trong chốc lát mới rốt cuộc xác định được mấy căn phòng này dĩ nhiên là mật thất dùng để tu luyện. Phát hiện này làm cho hắn hơi có chút vui vẻ. Nếu là mật thất thì bên trong nói không chừng còn có vật gì mà người ở trước kia đi lưu lại. Bất quá sau khi nhìn vô số ngân sắc phù văn ẩn hiện bên ngoài cửa thì thần sắc hắn ngưng trọng hơn vài phần. Nói như vậy, nơi mật thất này có bố trí pháp trận thì hẳn chủ yếu là loại cách âm tiểu cấm chế gì đó, nhưng lúc trước tại đại môn chủ điện hắn gặp một phen hoảng sợ nên tự nhiên cũng không thực sự phớt lờ đi. Bất quá lúc này hắn không để cho cử viên khôi lỗi đi kiểm tra mà bày ra trên người mấy tầng phòng hộ rồi thò tay từ trong áo bảo trực tiếp đè lên cửa đá của một gian mật thất. Một thanh tiểu kiếm màu xanh kích bắn ra, chỉ chợt lóe lên liền đã hóa thành một đạo thanh hồng dài chừng một trượng hung hăng chém lên đại môn mật thất. Hắn chuẩn bị dùng bạo lực mạnh mẽ bài trừ cấm chế trên cửa. Mật thất đại môn ngân quang đại phóng rồi một tiếng thanh minh từ bên trong vang lên. Ngân quang kia nhìn như bình thường nhưng thanh trúc phong vân kiếm lại bị ngăn cản lại. Kiếm quang chảm lên ngân quang kia lại giống như chảm lên mặt nước mà nhất thời lại không thể phá vỡ được, chỉ có thể chậm rãi làm tiêu thất linh quang nhưng hàn lập thấy vậy thì trong tâm lại buông lỏng. Quả nhiên như hắn đã dự đoán, cấm chế trên cửa cũng không phải là loại phản kích lại, hơn nữa phân nửa cũng chỉ là loại tiểu cấm chế đê dai ở tiên giới mà thôi. Ngẫm lại cũng phải, mấy cái gian mật thất tu luyện này làm sao có thể bày ra cấm chế gì đó quá lợi hại. Hắn không trần chờ gì nữa, tay vừa chuyển rồi lấy ra một cái hắc sắc tiểu sơn cao vài tất ra rồi hướng ra trước người ném đi. Oanh một tiếng, tiểu sơn ở trong hắc quang biến lớn hơn một trượng rồi hung hăng đánh lên trên ngân quang. Lúc này đây, cấm chế trên cửa hiển nhiên không thể thừa nhận được cự lực như thế, sau khi phát ra một tiếng thanh minh thì ngân quang tán loạn tiêu thất. Thanh quang chợt lóe, cửa phòng đã bị kiếm quang cắt thành hai nửa hướng ra hai bên sườn mà rơi xuống. Hàn Lập đem bảo vật thu lại rồi tiêu sái bước vào trong. Cái gọi là mật thất này bất quá chỉ rộng 7-8 trượng nhưng bên trong rộng rãi dị thường, trừ bỏ vài cái bồ đoàn đồng dạng dùng giáp y thảo bệnh thành thì cũng không có vật gì nữa. Vì vậy nơi đây thật sự không cần dùng thần niệm quét qua làm gì. Hàn Lập chỉ có thể khẽ thở dài một hơi thuận tay đem mấy cái bổ đoàn kia thu lại thì rời khỏi mật thất tuy nhiên mật thất như vậy còn có rất nhiều nên hắn vẫn chưa thật sự cảm thấy thất vọng cái gì sử dụng thủ đoạn đồng dạng hắn đem một gian phòng cửa bằng đá khác phá vỡ ra rồi đi vào trong nhưng một lát sau hai tay trống trơn đi ra liền một hơi như vậy hàn lập liên tiếp phá vỡ sáu gian mật thất nhưng tựa hồ hôm nay vận khí không tốt nên vẫn không hoạch được gì điều này làm cho hàn lập trong lòng thầm kêu xui xẻo đồng thời đối với một số mật thất còn lại cũng không có bao nhiêu mong chờ Bất quá, sau một tiếng oanh vang lên, gian mật thất thứ bảy vừa bị hắn phá vỡ, hắn vừa đi vào trong đó thì trong miệng lại khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt sáng bừng. Gian mật thất này so với mấy gian phía trước thì hoàn toàn không giống. Trong gian phòng chẳng những đầy đủ bàn ghế mà trên mặt bàn còn bày ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất cùng hai cái bình nhỏ. Đáng chú ý là trên vách tường còn treo một bộ tranh vẽ màu vàng lóng lánh. Mặt ngoài bức tranh này kim quang trói mắt khiến hắn nhất thời cũng không thể nhìn thấy rõ ràng nội dung bức tranh ra sao chỉ thấy hai mắt Hàn Lập khép hờ, một lát sau bỗng nhiên mở ra, kết quả trong đồng tử có lam mang chớp động rồi tụ quang rốt cục xuyên qua kim quang mà nhìn thấy rõ ràng bức tranh này nhưng chỉ thấy thần sắc hắn ngẩn ra. Chỉ thấy trong bức tranh có vô số kim sắc phi kiếm kiểu dáng giống nhau nhưng tư thế và kích thước của đám phi kiếm này thì lại hoàn toàn bất đồng, có cái rất nhỏ, có cái rất lớn giống như kinh thiên cự kiếm nhưng lại cho hắn một loại cảm giác đáng sợ như dài mấy chục trượng, cái nhỏ thì chỉ có một tấc nhưng liếc mắt một cái thì có thể nhìn rõ hoa văn trên thân kiếm giống như là gần trong gan tắc, mà nhiều kim kiếm như vậy ở trong bức họa thì theo lý thuyết hẳn phải có vẻ hỗn độn dị thường, làm cho người ta căn bản không thể nhìn nhận rõ ràng, nhưng nếu nhìn vào bức tranh này thì mỗi một thanh phi kiếm đều trông rất sống động, hơn nữa còn có khí tức khác nhau, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra muôn vàn sai biệt trong đó. Vạn kiếm đồ quỷ dị như thế làm cho Hàn Lập trong lòng vui vẻ, hai con mắt gắt gao nhìn vào bức tranh này, thân hình vẫn không nhúc nhích nhưng chỉ một lát công phu sau hàn lập bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi thụt lùi ra sau mấy bước giống như bị trúng một kích vô hình chi lực chỉ thấy hắn lập tức lắc lắc đầu đem ánh mắt nhanh chóng rời khỏi bức tranh không dám nhìn lại nữa đồng thời trên mặt hắn hiện ra sắc đỏ sậm thần niệm chi lực thật là lợi hại thật sự là không khác gì dùng phi kiếm chảm kích nếu không phải thân ta tinh thông phi kiếm hơn nữa thần niệm đồng dạng cũng không yếu thì một kích này chỉ sợ đã làm hao tổn thần thức nhiều Nội linh lực ở trong kinh mạch Hàn Lập điên cuồng chuyển động vài vòng thì dị thường trong cơ thể cũng liền biến mất nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá sau khi Hàn Lập ổn định tâm thần thì một tay lập tức vừa chuyển, trên tay đã xuất hiện mấy cái phù lục màu sắc khác nhau, tay vừa dương lên thì nhất thời hơn 10 đạo phù lục nhan sắc khác nhau liên tiếp kích bắn ra, sau mấy cái chớp động thì liền tiến vào trong kiếm đồ không thấy bóng dáng. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên mặt kiếm đồ hiện ra lục sắc hư ảnh phù văn đem tất cả kim quang thu vào rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Kiếm đồ sau khi bị phù văn áp chế toàn bộ kim quang phát ra thì bắt đầu không tình nguyện mà thu nhỏ lại, cuối cùng chợt lóe lên mà biến mất hoàn toàn. Hư ảnh phù văn sau khi áp chế xong thì lập tức hoàn nguyên trở thành 10 tấm phù lục rắn chắc rán lên trên mặt kiếm đồ. Nhất thời các luồng khí tức từ kiếm đồ phát ra thu liếm lại không còn sót lại chút gì, trở thành một bức tranh bình thường. Hàn lập thấy vậy thì mỉm cười, một tay hư không đánh ra một chảo. Siêu một tiếng, kiếm đồ liền rơi vào trong tay hắn thanh quang chợt lóe lên rồi bức tranh lập tức hành cuốn lại mà biến mất hàn lập lúc này khẽ thở ra một hơi trong lòng buông lỏng bức tranh vạn kiếm đồ này cũng không biết là vật gì nhưng vừa đơn giản nhìn vài lần là có cảm nhận được đồ vật này thực sự huyền diệu dị thường bên trong tựa hồ có bao hàm một loại pháp môn tu luyện thần bí hoặc là một loại kiếm quyết lợi hại hoặc như loại thần niệm bí thuật nào đó nhưng rốt cục như thế nào thì tự nhiên là phải chậm rãi nghiên cứu rồi mới có thể có được kết luận chuẩn xác tiếp theo hắn đi đến cái bàn trước mặt tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà ba cuộn ra. Nhất thời mấy cái hộp ngọc cùng bình nhỏ tất cả đều bị quang hà cuốn lên tay. Sau khi dùng thần niệm hướng vào trong đó xem xét thì hàn lập lại nhíu mày. Bên trong ba cái hộp ngọc phân biệt có ba tấm phù lục, mặt ngoài có minh ấn ngân triện văn phức tạp dị thường nhưng bên trên linh khí sớm đã tiêu tán như không còn, căn bản là vô dụng. Về phần hai cái bình nhỏ kia thì bên trong lại trống không, chỉ có ẩn hiện mùi linh dịch còn sót lại tản ra xem ra hai cái bình nhỏ này trước đây được sử dụng để chứa loại linh dịch nào đó nhưng bởi vì bảo quản không nghiêm mật công thêm nhiều năm trôi qua như vậy làm cho chúng bay hơi hết rồi hàn lập hơi cân nhắc rồi đem phù lục này thu lại số phù lục này cùng với vài loại phù lục chứa vài loại kim khuyết ngọc thư khác nhau rất lớn thật đáng giá để nghiên cứu phục chế một lần tiếp theo hắn lại đem mọi ngóc ngách mật thất điều tra qua một lần nhưng không thu hoạch được gì nữa thấy vậy hàn lập bèn đi ra bên ngoài còn ba cái mật thất kia hắn cũng không có buông tha nhưng tất cả đều giống như cái trước, bên trong tất cả đều trống rỗng. Khi hắn đi đến cái mật thất cuối cùng thì cước bộ không khỏi có chút nhanh lên. Không bao lâu sau, Hàn Lập liền đi ra khỏi tòa thiên điện, đứng ở cửa điện phân biệt hướng về phía sơn đạo dẫn đến hai gian thiên điện cùng chủ điện liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi hẳn là đã lên đến đỉnh núi. Chương 1703: Dược phiên, bất quá Trận trận tại quảng trường kia cũng không phải là loại bình thường. Hai người này nếu không có thủ đoạn đặc thù thì tuyệt không trong khoảng thời gian ngắn mà thông qua được. Nhưng cho dù là như thế thì thời gian dành cho bọn họ cũng không nhiều lắm, tối đa chỉ điều tra được một vài chỗ mà thôi. Hàn Lập sau khi cân nhắc như thế thì ánh mắt nhìn sang hai nơi thiên điện khác quét qua vài lần, bộ dáng hơi có vẻ lưỡng lự không quyết. Bỗng nhiên, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe rồi nhìn về phía lầu các đỉnh thai phía sau chủ điện kia. Nơi đó có cây xanh biếc khắp nơi được một cỗ mộc linh khí nồng đậm bao phủ, hơn nữa trong mỗi cơn gió nhẹ thổi tới đều ẩn hiện có chút dược hương lẫn ở trong đó. Hàn lập thở dài một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình là một tiếng ngu ngốc. Đối với tu luyện giả mà nói, dược viên là cái mà khẳng định là mỗi một động phủ phải có. Nơi đây chính là tiên nhân di lưu chi địa, nghĩ đến dược viên khẳng định là phải có tồn tại. Mà các bảo vật khác dù có thì sao có thể so sánh với linh dược của tiên giới chứ? Chỉ cần có thể tìm được linh dược thích hợp mà hắn lại có cái bình nhỏ thần bí nọ thì có thể đem linh dược đó mà nhân ra số lượng lớn, cái này so với bảo vật gì đó thì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cần lấy linh khí từ xa xa lan đến đây thì xem ra dược viên này rõ ràng là nằm ở giữa phiến lầu các đỉnh thai kia. Sau khi trong lòng nghĩ thông suốt, Hàn Lập không hề trần chờ nữa, lúc này mang theo cử viên khôi lỗi hóa thành một làn khó nhẹ nhàng bay thẳng đến mặt sau chủ điện lấy tốc độ đáng sợ của hàn lập chỉ trong một chén trà nhỏ công phu sau hắn đã đến nơi tuy rằng không biết vị trí chuẩn xác của dược viên nhưng căn cứ theo mức độ đậm nhạt của mộc linh khí thì có thể phân biệt được dễ dàng hắn cũng không quản trên đường đi có những tòa kiến trúc gì chỉ sau mấy cái chấp động thì đã đến một chỗ bằng phẳng phía trước một gian lầu các ba tầng ở chỗ này rõ ràng là có một mảnh vườn rộng một mẫu dược hương đúng là từ bên trong này phát tán ra bất quá cả tòa dược viên này đều bị một cái ngũ sắc tử kim quang trụ bao quanh từ đó tỏa ra một mảnh ngũ sắc quang cháo bao phủ lấy nó. Hàn lập thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày, pháp trận này là đại hình pháp trận, thoạt nhìn so với cấm chế ở trên cửa mật thất lúc trước thì đã thấy có chút khó giải quyết nhưng đối với loại phòng hộ cấm chế này thì hắn tự hỏi lại lại có vài phần tự tin. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền một tay bấm quyết há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong ngân sắc hỏa cầu có một tiếng thanh minh truyền ra. Hỏa cầu ngân quang chợt lóe lên rồi biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điểu bay ra đúng là vệ linh thiên hỏa hỏa điều hỏa điều này tối am hiểu thôn vệ các loại linh diễm linh lực đối với việc bài trừ cấm chế này mà nói tự nhiên là có diệu dụng không thể tưởng được đi hàn lập không chút khách khí chỉ vào ngũ sắc quang cháo trước mặt trong miệng khẽ quát một tiếng nhất thời ngân sắc hỏa điều hai cánh mở ra trực tiếp hóa thành một đoàn ngân quang kích bắn ra oanh một tiếng ngũ sắc quang cháo hơi nhoáng lên một cái tiếp theo ngân diễm quang hà đan vào nhau mà phát ra tiếng nổ liên miên không dứt Bên ngoài thân ngân sắc hỏa điều hỏa diễm xoay quanh bay múa, thi thoảng trực tiếp bắn ra bốn phía, tất cả hỏa diễm này khi tiếp xúc với ngũ sắc quang cháo thì đều lóe lên biến mất, bị cắn nuốt vô ảnh vô tung. Một lát công phu sau quầng sáng liền trở lên loãng hơn. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cấm chế do tiên nhân lưu lại này tựa hồ cũng không được tốt lắm, so với dự đoán thì dễ dàng phá giải hơn nhiều, hắn đang muốn tái thi pháp thúc dục uy năng của hỏa điều thì từ trên tử kim quang trụ bốn phía kia lại bỗng nhiên phát ra thanh âm vù vù, tiếp theo ngũ sắc linh quang đại phóng, từng đạo quang trụ dày đặc từ phía trên phun ra, chỉ chợt lóe lên rồi đều rót vào phía trên quầng sáng. Quầng sáng nguyên bản vừa mới bắt đầu yếu bớt đi lập tức hào quang chợt lóe rồi lại dày đặc như lúc ban đầu. Hàn lập thấy vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống nhưng hắn không lưỡng lự, mười đầu ngón tay mơ hồ khu động pháp quyết, trong miệng đồng thời lầm bầm rồi bỗng nhiên một từ trướng từ trong miệng hắn hung hăng phun ra. Kích thước của phệ linh hỏa điều nguyên bản chỉ có một thước nhưng lúc này hai mắt hung quang chợt lẽ, hai cánh mở rộng ra rồi hướng lên trời cao bắn lên, tiếp theo nó xoay quanh một cái và hình thể nhanh chóng phình lớn lên. Chỉ một lát công phu sau, một con ngân sắc hỏa điều hình thể một trượng hiện lên phía trên ngũ sắc quang cháo. Hỏa điều ngẩng đầu kêu lên một tiếng thanh minh rồi hai cánh thật lớn hướng xuống phía dưới hung hăng quạt một nhát. Phốc suy một tiếng xé gió đại tác, vô số ngân vũ biến thành hỏa cầu như mưa điên cuồng kích xuống. Cả không gian bỗng chốc tràn đầy tiếng nổ vang động, hỏa diễm rào rạt đem cả quầng sáng bao phủ trong đó. Ngay cả có ngũ sắc quang trụ không ngừng rót linh lực vào nhưng quầng sáng này bắt đầu kịch liệt chấp động. Thấy vậy, ngân sắc hỏa điều thật lớn thu hai cánh lại, thân hình quay tròn vừa truyền rồi ngân quang sau lưng đại phóng mà hóa thành một viên hỏa cầu lớn giống như lưu tinh từ trên cao lao thẳng xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngũ sắc quang cháo kia rốt cục vô pháp chống đỡ, mặt ngoài bắt đầu tấc tấc vỡ vụn ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ hẳn, ánh mắt chấp động liền chuẩn bị sau khi quầng sáng kia hoàn toàn hư hại thì lập tức vọt vào trong dược viên nhưng hắn suy nghĩ hiển nhiên quá đơn giản. Mấy cái tử kim quang trụ kia đột nhiên ngừng phun ra linh lực nhưng ngay sau đó liền phát ra tiếng sấm thanh lớn, điện quang chấp động rồi từng đạo tử sắc hồ quang nhất thời hiện lên. Vừa thấy hồ quang này, sắc mặt Hàn Lập chợt khó coi dị thường, ánh mắt đảo qua ngũ sắc quang cháo mắt thấy sẽ hư hại hoàn toàn kia lúc này cắn răng một cái, không những không lùi lại tránh né mà ngược lại trên người hắc khí quay cuồng một trận rồi thiên ngoại ma giáp lại hiện lên hơn nửa linh lực trong cơ thể như nước lũ cuốn về ma giáp kéo đến mặt ngoài ma giáp vô số hắc sắc phù văn bắn ra vây quanh hàn lập mà chuyển động không ngừng đem hắn bao vào trong đó tiếng sấm vang lên rồi vô số đạo tinh tế kim hồ nhảy vọt ra mà hóa thành một tầng kim sắc điện võng đem hắn bao vào bên trong lúc này một tay hắn hư không đánh ra một chảo nhất thời một tấm phù lục xuất hiện rồi hướng lên trên người áp vào hào quang chợt lóe rồi vô số hào quang các màu sắc khác nhau hiện lên ngoài thân. Sau đó tay áo bảo hàn lập run lên, nguyên tử cực sơn từ trong tay áo bay ra. Tiểu sơn này bị pháp quyết thúc dục lập tức biến thành hơn 10 trượng giống như một cái cự thuẫn che trước người. Ngay cả tử sắc hồ quang này có lợi hại thì hắn cũng không tin là lôi điện chi lực của nó có thể đem ngọn núi này hòa tan. Cơ hồ ngay lúc Hàn Lập vừa hoàn thành việc này thì mấy quang trụ tử kim kia đồng thời phát ra một tiếng nổ thật lớn như sét đánh, năm đạo tử sắc hồ quang thô to từ phía trên bắn ra, trên đường đi hội tụ lại thành một đoàn rồi dung hợp thành một viên lôi cầu đường kính hơn nửa trượng mà hùng hổ xông thẳng đến Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy được kích thước kinh người của tử sắc lôi cầu thì sắc mặt có chút tái xanh nhưng vẫn không có hành động gì, chỉ thấy trong miệng quát khẽ một tiếng rồi bàn tay bỗng nhiên vỗ vào hắc sắc tiểu sơn trước người. Nhất thời mặt ngoài tiểu sơn ngân sắc phù văn chợt lóe lên rồi một quầng sắc màu xám từ trên núi cuộn ra mà trực tiếp nghênh đón về phía tử sắc lôi cầu đối diện. Ngay sau đó, Hai cái liền va chạm với nhau, một tiếng nổ kinh thiên như sét đánh vang lên, quần sáng màu xám bị lôi cầu làm cho rung động mà vỡ tan, cơ bản là không thể ngăn cản được bao lâu. Điều này cũng khó trách, nguyên từ thần quang này ngay cả huyền diệu nhưng chỉ có tác dụng đối với ngũ hành chi lực mà thôi, còn đối phó với lôi cầu này là do tiên giới bí truyền lưu lại thì tự nhiên là không có tác dụng. Lúc này tử sắc lôi cầu vừa động, bộ dáng sẽ chuẩn bị vao vào, vào Hắc Sắc Tiểu Sơn. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên hiện tại thần thông của nguyên từ cực sơn cũng không phải chỉ là có một loại nguyên từ thần quang này. Bàn tay hướng đặt lên ngọn núi bỗng nhiên thanh quang chợt lóe rồi một đạo pháp quyết bay ra nhập vào trong đó. Nhất thời phía trên hắc sắc tiểu sơn ngân sắc phù văn từ trên núi bay ra, hơn nữa sau khi quay tròn vừa truyền thì cũng hóa thành một cái lưới màu đen che chắn trước ngọn núi. Tử sắc lôi cầu chợt lóe lên rồi liền đụng vào lưới đen này rồi lại cũng chợt lóe lên mà qua, bộ dáng giống như một chút ảnh hưởng cũng không có. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng lại nhìn rành mạch, lôi cầu nguyên bản đường kính nửa trượng nhưng sau khi bay xuyên qua hắc sắc quang võng thì trong nháy mắt hình thể bị thu nhỏ lại ước chừng chỉ còn một phần ba nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì nhiều. Lôi cầu vừa kích lên bản thể của hắc sắc tiểu sơn thì nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tử sắc lôi quang đại thịnh rồi đột nhiên thử lập một tiếng, lưỡng đạo tử sắc điện xa một chút tê heo hai bên sườn cự sơn vọt qua rồi như thông linh nhằm thẳng hàn lập mà đến. Phốc phốc vài tiếng, vô số màn hào quang bên ngoài vừa cùng lưỡng đạo từ xa tiếp xúc thì đều chợt lóe lên mà toán loạn phá diệt, bộ dáng không thể ngăn cản mảy may. Khóe mắt Hàn Lập chợt kinh hoàng, một tay bỗng nhiên vung lên. Trên người kim sắc điện võng nhất thời có tiếng sấm truyền ra rồi nhằm thẳng đến lưỡng đạo tử điện cuốn đến nhưng ngay tại lúc đó chợt có một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến. Hàn Lập vừa nghe được thanh âm này thì cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình nhoáng lên một cái rồi liên tiếp mang theo tàn ảnh hướng một bên giạt ra. Đúng là ngũ sắc quang cháo đã bị ngân sắc hỏa điều phá hỏng hoàn toàn. Nhưng tử, kim lưỡng sắc hồ quang vừa đan vào nhau thì lưỡng đạo điện quang lại đột nhiên bạo liệt mà nổ tung. Tử mang trong nháy mắt công phu đã đem kim quang hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Tác động của vụ nổ này thật lớn, lốc khí một chút đã cuồn cuộn nổi lên, cơn lốc này mang theo vô số tia điện màu tím lăn xuống đem thân hình Hàn Lập vừa động bao vây vào trong đó. Sắc mặt Hàn Lập tái xanh, thân hình không dám dừng lại. Tiếng gầm rú vang lên rồi hắc sắc phù văn trong nháy mắt vỡ vụn ra mà hóa thành một cỗ hắc khí cùng tử sắc điện hồ đan vào nhau rồi lại cùng bạo liệt mà song song tán loạn tiêu thất. Ngay sau đó, một cái hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ trong hắc khí hiện ra, song trưởng của nó vung lên rồi vô số kim quang từ sáu bàn tay phun ra đem cơn lốc kích đến lung lay sắp đổ, thành thế cực kỳ kinh người. Mấy cái gai sắc nhọn của ma giáp trên người Hàn Lập đột nhiên hắc mang chợt lóe rồi một đạo hắc sắc quang trụ phun ra. Cơn lốc này dưới sự tấn công của lưỡng trùng công kích sốt cục gào thét lên một tiếng mà tan thành mây khói. Thân hình Hàn Lập vừa động lại hướng tới dược viên lao tới nhưng vào lúc này, tử sắc quang trụ đột nhiên phát ra một tiếng vù vù rồi vô số quang hà chợt hiện, quầng sáng vừa mới vỡ tan chợt lóe lên rồi khôi phục như lúc ban đầu ở phía trên dược viên. Hàn Lập muốn dừng lại nhưng căn bản là không kịp rồi, một đầu hắn đã chui vào trong ngũ sắc quang mà. Bốn phía tiếng sấm lại vang lên, Mặt ngoài quần sáng lôi quang chợt lóe rồi từng đạo tử sắc hồ quang lại vọt ra, tiếp theo mấy tiếng sét đánh liền hóa thành tử sắc điện xả bắn ra. Sắc mặt Hàn Lập có chút tái nhợt đi. Chương 1704 Trịch Sơn. Bất quá ngay khi thân thể hắn bị ngũ sắc quang hà vây lấy thì không gian bốn phía lập tức trở nên cứng rắn như tinh cương, đồng thời một cỗ cự lực chợt ép lên thân hình khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may. Năm đạo tử sắc điện xả chợt lóe lên rồi mang theo tiếng sấm kinh người bắn ra. Tính mạng Hàn Lập một chút đã lâm nguy. Bất quá dù sao hắn cũng không phải là tồn tại bình thường, mặc dù trên mặt tái nhợt nhưng ngay sau đó liền biến mất, ngược lại trong mắt hiện lên một tia hàn ý, trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Trên người kim quang chợt lóe rồi hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay từ trên người bay vọt ra nhưng lúc này pháp tướng xuất hiện lại rất khác so với lúc trước. Thân mình pháp tướng sáng ngời chói mắt giống như là được sơn một lớp sơn màu vàng, giống như một thần tượng được làm bằng vàng ròng. Đúng là pháp tướng kim thân hàn lập vừa mới tu luyện thành. Lúc này hàn lập cũng vừa hé miệng phun ra một đoàn hắc quang hắc quang chợt lóe lên liền biến hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong kim thân ba cái đầu của pháp tướng nguyên bản trông có chút mờ mịt hai mắt lúc này đột nhiên trở nên linh động dị thường trên mặt ẩn hiện có một tầng hắc khí trồi lên nó vừa động thì thân hình cao mấy trượng ánh vàng rực rỡ lập tức chắn trước người hàn lập mấy đạo tử sắc hồ quang chợt lóe lên đánh tới nhưng kim thân không chút khách khí vung năm cánh tay đồng thời chặn lại ầm mấy tiếng trầm đục vang lên năm đạo cột sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay vọt ra trực tiếp đón đầu. Kim quang cùng tử sắc hồ quang lập tức va chạm với nhau cách đó không xa. Tử điện ngay cả có lợi hại thì vẫn bị cột sát đánh tan gần một nửa nhưng thân mình cột sáng cũng theo đó mà biến mất. Chiếu theo tình hình này mà nói thì Hàn Lập chỉ cần thao túng kim thân luân phiên công kích một hồi là có thể thoát ly hiểm cảnh. Vấn đề là số hồ quang còn sót lại kia căn bản không để cho kim thân có cơ hội ra tay lần nữa. Thử lạp một tiếng, tử sắc điện xa liền quỷ dị tới gần trong gang tắc và lại hung hăng kích xuống nhưng tại thời điểm như chỉ mảnh treo chuông, tất cả các cánh tay trên kim thân của Hàn Lập lại đột nhiên trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng rồi ngay sau đó, năm đạo tử sắc hồ quang run lên, nhìn lại thì đã bị năm cánh tay từ trong hư không hiện lên mà ôm chặt lấy. Chúng nó giống như trực tiếp từ trong hư không thoát ra, không chút dấu hiệu. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng một chút lực, hồ quang chỉ kịp phát ra vài tiếng sét đánh thì bị một chảo mà tán tuy nhiên trong vô số tia điện hồ bắn ra thì cũng có một tiểu bộ phận trực tiếp đánh lên kim thân của pháp tướng nhưng chỉ thấy tia điện này chỉ chợt lóe lên rồi tán loạn căn bản là không thể tạo thành thương tổn gì đối với kim thân bất quá từ năm cây cột phía xa xa lại có tiếng sấm không ngừng vang lên rồi lập tức lại có năm đạo hò quang hiện lên bộ dáng chuẩn bị bắn đến nhưng chỉ cần điểm trì hoãn ấy thì việc phá ngũ sắc quang cháo nhất thời đang vây khốn hàn lập mà nói là đủ rồi lấy sự mạnh mẽ của thân thể hắn cùng một thân đạo pháp thần thông thì làm sao có thể thực sự bị nhốt ở bên trong cấm chế. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, ma giáp trên người hắc quang lưu động một trận rồi thân hình đột nhiên cuồng trướng thật lớn, cả người đột nhiên sinh ra một tầng lông mau thô ngạnh màu vàng óng ánh. Hai mắt lam quang chợt lóe rồi hai cái răng nanh từ hai bên miệng nhô ra hơn non nửa. Lúc này Hàn Lập đã biến thân thành một cự viên cao hơn người trượng. Cự viên này lam nhãn kim mau, miệng đầy răng nanh, tướng mạo dữ tợn dị thường bất quá trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia vẫn có thể nhận ra được bóng dáng của Hàn Lập, bên cạnh đó biểu tình của cự viên vẫn không khác gì so với trước khi biến thân. Thiên ngoại ma giáp vẫn ở trên người cự viên mà theo biến hóa của thân hình mà phình lớn lên, hơn nữa gai sắc mặt ngoài cũng trở nên dài hơn một thước, bên ngoài hàn quang kinh người chấp động làm cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Đây đúng là sơn nhạc cự viên biến thân trong kinh chập thập nhị biến mà hàn lập mới luyện thành, sau khi biến thân thì thành bộ dáng của cự viên. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ đan điền tuôn ra rồi hướng vào kinh mạch các nơi chảy nhanh tới. Trình độ mạnh mẽ của thân thể dường như một chút gia tăng thêm 4 năm thành. Phải biết rằng thân thể Hàn Lập nguyên bản đã thập phần cường đại, hiện giờ lại một chút cuồng trướng gần nửa thì trình độ đáng sợ đến mức nào cũng có thể nghĩ. Ngay sau đó, cự viên do hắn biến thành lập tức lộ ra uy năng kinh thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng cự viên phát ra, hai cánh tay đầy lông xù đột nhiên hướng lên không trung vung lên ngũ sắc quang cháo đang giam cầm hắn nhất thời kịch liệt chấp động rồi vỡ tan ra. Hàn lập lập tức khôi phục tự do, nhưng ở phía xa, ngũ sắc ngoài quang cháo lại chợt lóe lên rồi lập tức quay cuồng cuồn cuộn đè xuống, không để cho Hàn lập có thời gian thở dốc. Cự viên thấy vậy thì không chút do dự hướng về ngân sắc hỏa điểu đang bay ở trên cao chỉ một cái, tay kia thì hướng về hắc sắc tiểu sơn một bên hư không đánh ra một chảo. Ngân sắc hỏa điểu sau khi thanh minh một tiếng thì xoay quanh một cái rồi hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn từ trên cao rơi thẳng xuống, xem nơi hạ xuống thì đúng là chỗ kim sắc cự viên mà hát xá tiểu sơn nhoáng lên một cái thì siêu một tiếng rồi biến mất ở trên không trung không thấy bóng dáng sau một tiếng nổ ngân sắc hỏa điều đến bên cạnh cự viên thì nổ tung ra chỉ thấy từng đợt ngân sắc hỏa lãng tràn ra bốn phía ngũ sắc quang hà vừa định tới gần thì trong nháy mắt đã bị hỏa diễm mạnh mẽ đẩy ra nhất thời căn bản không thể tiến vào sát cự viên được thân ở biển lửa kim sắc cự viên một tay vừa lật không gian phía trên chợt dao động rồi hắc sắc tiểu sơn cao hơn 10 trượng lại từ trong hư không thoáng cái hiện ra và bị một bàn tay đầy lông xù dễ dàng cầm lấy nâng lên. Cảm giác giống như ngọn núi này nhẹ bẫng như bông, ngay sau đó Hàn Lập lại làm ra một chuyện nếu có ngoại nhân ở đây nhìn được thì phải giật mình đánh thoát. Chỉ thấy cự viên do hắn biến thân thành trong nháy mắt hung quang chợt lóe rồi cánh tay đang nâng ngọn núi đột nhiên gấp khúc, thân hình dùng một chút lực đem nguyên từ cực sơn giống như hòn đá ném mạnh ra ngoài. Cái này cũng không phải là dùng phép thuật gì thúc giục pháp bảo mà là chỉ bằng vào sức lực của thân thể hàn lập mà ném mạnh ra mà thôi. Tuy nguyên từ cực sơn vẫn chưa phóng đại đến cực hạn, sức nặng cũng chưa phóng xuất ra toàn bộ nhưng cũng nặng chừng hơn 10.000 cân gì đó. Thế mà cứ như vậy bị hàn lập cậy mạnh ném đi, trên không trung chợt vang lên một tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn. Hắc sắc tiểu sơn trong nháy mắt hóa thành một cái bóng đen bắn đi, nơi nào nó đi qua đều để lại một cơn lốc sương mù, đồng thời một đạo bạch ngân thô to phát ra từ đuôi bóng đen do ngọn núi hóa thành, ở trên hư không quỷ dị hiện lên. Từ xa nhìn lại, bạch ngân không ngừng vặn vẹo chấp lên, từng trận không gian ba động mãnh liệt từ trong không ngừng tán ra, giống như một cái khe không gian đang dần dần hình thành. Có thể thấy được hàn lập sau khi biến thân thành cự viên, một cái vung tay ném núi này sử dụng khí lực lớn đến thế nào. Nhưng mục tiêu của hắn không ngờ lại là một trong năm tử kim quang trụ kia. Ngay cả bên ngoài cây cột này trong phút chốc hồ quang tăng vọt, mấy đạo tử hồ tự hành công kích phóng tới đại vụ nhưng lại bị hắc sắc tiểu sơn căn bản không nhìn thấy, tốc độ chút không có chậm lại nửa phần. Ngay sau đó, hắc sắc tiểu sơn liền một chút đánh bại tử sắc điện quang mà đập lên mặt trên của cây cột. Tử quang hắc mang chợt lẽ, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một quang đoàn ba màu đen, xanh, tím chói mắt từ trên cây cột bạo phát ra, giống như một vòng kiêu dương hiện lên làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào. Nhưng cự viên do hàn lập biến thành lại hai mắt lam mang thiểm động, đem tình hình trong quang đoàn nhất thanh nhị sở, không nói gì cánh tay vừa động rồi một bàn tay đầy lông xù hướng về phía quang đoàn hư không đánh ra một chảo, đồng thời bàn tay vừa lật. Phóc suy một tiếng, không gian phía trên bàn tay dao động rồi một cự vật chợt lóe lên hiện ra rồi trầm xuống rơi vào tay cự viên. Rõ ràng là hắc sắc tiểu sơn lúc trước mới bị tử sắc lôi điện đánh trúng. Ngọn núi này mặt ngoài vẫn đen tuyền, một chút vết thương cũng không thấy. Qua điều này liền có thể thấy được nguyên từ cực sơn này thực sự cứng cỏi phi thường. Mà động tác của cử viên cơ hồ một chút cũng không dừng lại, sau khi giống to một tiếng hai cánh tay lại ra sức run lên đem ngọn núi ném ra. Lúc này mục tiêu đúng là một quang trụ khác, âm thanh bạo liệt tái khởi, ngọn núi hung hăng đập tới cây cột này. Đồng dạng một đoàn trói mắt quang bạo liệt nổ tung, lúc này, lúc trước cây cột này quang mang đã muốn tẫn tán đi lúc này đã để hiện ra tình hình bên trong rõ ràng. Chỉ thấy bên trong quang trụ là một cây cột màu tử kim cao hơn 10 trượng giờ phút này đã bị tiêu hao đi hơn phân nửa, trên mặt đất phụ cận cũng thấy nhiều mảnh vụn giống như là phi thạch lại giống như kim loại mà không phải là kim loại màu tím. Cây cột này ngay cả không biết là do dùng thủ đoạn thần diệu nào luyện chế mà thành nhưng luận về trình độ cứng cỏi thì quyết không thể so sánh được với nguyên từ cực sơn. Dù sao tiểu sơn này chính là kỳ vật do thiên địa sinh ra, thân đã cứng cỏi phi thường cộng thêm việc được hàn lập gia nhập thêm vào thạch đôn vô danh kia rồi lại được hắn dùng bí thuật của chân tiên giới luyện chế lần thứ hai một phen. Chính là bản thân Hàn Lập muốn tự mình phá hư chỉ sợ cũng phải hết đường xoay sở, chỉ có thể dùng linh hỏa chậm rãi một chút luyện hóa thành mới có thể. Huống chi một kích vừa rồi của Tiểu Sơn này còn bí mật mang theo thần lực lớn lao mà Hàn Lập sau khi biến thân thành cự viên có được. Nếu cột sáng lúc này mà vẫn không bị hủy thì chỉ sợ Hàn Lập lập tức quay đầu mà chạy, căn bản không muốn tái lãng phí thời gian. Liền như vậy, Hàn Lập biến thành kim mau cự viên rồi dùng nguyên từ cực sơn kia làm vũ khí một hơi đánh ra năm quyền, đem cột sáng phá đi hơn phân nửa. Ngũ sắc quang cháo bao phủ phía trên dược viên lúc này mất đi sự trợ giúp nên sau khi bị ngân sắc hỏa điều qua lại một phen cắn nuốt thì liền hoàn toàn biến mất. Cấm chế này hoàn toàn bị hàn lập cậy mạnh phá vỡ. Kim Mao cử viên thấy tình cảnh này thì bàn tay to lập tức bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt lóe rồi thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, bộ lông dần dần biến mất đi. Trong nháy mắt, hàn lập trong linh quang khôi phục lại tướng mạo sẵn có, giải trừ huyền công biến hóa kinh chập quyết hắn nhìn qua tàn dư của cột sáng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn mới dung hợp chân huyết của sơn nhạc cử viên này không có bao lâu nhưng sau khi biến thân thành cử viên thì đã có thần thông to lớn như vậy, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Xem ra biến thành này so với vài loại chân linh biến hóa khác thì càng thêm thích hợp. Dù sao các loại chân linh hóa thân khác bất quá chỉ làm cho hắn thêm có vài loại thần thông huyền diệu khác hoặc là có thể cảm ứng và điều động được thiên địa nguyên khí thêm một ít mà thôi, đều không có hiện tượng trình độ mạnh mẽ của thân thể tăng vọt như sau khi biến thân thành sơn nhạc cử viên. Nếu không ngay từ đầu biết loại biến thân này hữu dụng như vậy thì hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp dùng thủ đoạn này để bài trừ cấm chế và lúc trước cũng không gặp phải đại nguy hiểm như thế. chương 1705, Hồng La Tiên Tử, Thực Độc Thảo Bất quá chỉ là một cái dược viên mà thiết trí cấm chế khó chơi như thế, thật không hổ là thủ đoạn của chân tiên giới. Hơn nữa so với cấm chế trên quảng trường chủ điện thì cấm chế chi lực nơi đây tuy mạnh nhưng tựa đã giảm đi không ít. Nếu không cho dù vừa rồi có biến thân thành cự viên thì nguyên từ cực sơn chỉ sợ vẫn không thể ném ra quá xa. Hàn Lập trong lòng cân nhắc như thế nhưng không hề chần chờ nữa đi thẳng đến đại môn dược viên. Ngũ sắc quang cháo sau khi tan đi thì mọi thứ trong dược viên đều hiển lộ rõ ràng. Dược viên này cũng không lớn nhưng bên trong tản mát ra một linh khí cùng linh dược hương thơm ngát xung quanh dược viên là một hàng rào thấp bé xanh biếc còn cửa dược viên chỉ là hai khối gỗ đơn giản dị thường làm thành nhưng cao hơn ba trượng. Hàn lập nhìn thấy qua khe hở của hàng rào từ xa xa cũng nhìn được tình hình đại khái bên trong dược viên. Đối diện với hắn là một mảnh đất bằng phẳng bên trong gieo trồng một loại linh dược thấp bé cao chừng nửa thước. Ánh mắt ngưng lại một chút, Hàn lập đã đem toàn bộ mảnh dược viên trước mắt xem rành mạch. Linh dược trong dược biển ấy có phiến lá màu vàng nhạt nhưng ở chỗ trung tâm đều có một quả to chừng ngón tay cái hình dáng nhọn ở đuôi, thoạt nhìn giống như quả ớt đỏ ở nhân giới. Tuy nhiên từ trên quả này tản ra hồng quang khác thường, từ xa nhìn lại liền giống như một cái đèn lồng nhỏ làm cho người ta yêu thích dị thường. Bởi vì cả mảnh dược điền này đều gieo trồng có một loại linh dược này nên xem ra chủ nhân dược viên đối với nó có chút coi trọng. Hàn lập sau khi thấy rõ ràng được bộ dáng của linh thảo và quả của nó thì tâm niệm chuyển động, ẩn ước cảm thấy chính mình đựa hồ đã nghe nói qua về loại linh thảo này nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì nhất thời cũng không thể nhớ rõ ràng được. Vì thế hắn mang theo suy tư mà thong thả bước đi bên trong dược viên nhưng ngay tại lúc thân hình hắn vừa đi qua cửa gỗ thì trong đầu Hàn Lập Linh Quang vừa lóe, rốt cục hắn đã nhớ ra lai lịch loại linh thảo này. Cái này là khi hắn còn ở nhân giới xem được một loại điển tịch phi thường xa xưa tại loạn tinh hải, trong đó có đề cập tới loại linh dược và quả của nó. Hắn dừng lại một chút ở bên cạnh dược điền mà nhìn chừng hơn trăm gốc linh thảo này, trên mặt lộ ra biểu tình quỷ dị, ẩn hiện có chút cười khổ. Không la quả, đúng là loại linh quả này nếu một số ít tử quỷ mà có được chúng nhất là loại nhiều năm như thế thì cho dù là ít tiên nhân cũng sẽ coi là trí bảo a à. hàn lập tự thì thào nói một câu thì ra loại linh quả này chính là chủ tài liệu để ủ chế ra một loại tuyệt thế linh tử nào đó tuy nhiên nếu có đề cập tới hồng la tiên tử thì chỉ sợ tại loạn tinh hải hơn phân nửa tu luyện giả để sẽ biết một phần bởi vì trong truyền thuyết loại rượu này ngay cả tiên giới tiên nhân chỉ có ai có duyên thì mới được uống một lần giống như rượu này ở tiên giới cũng có đại danh đỉnh đỉnh nên cũng không phải tiên nhân bình thường cũng có thể tùy ý dùng để uống. Không chỉ ở loạn tinh hải mà thậm chí linh giới nhân tộc đều có truyền thuyết bất khả tư nghị về loại rượu này nhưng vô luận thế nào thì cũng chưa có ai được uống hồng la tiên tử này. Vì vậy thậm chí trong miệng một ít phàm nhân ngu phu thì chỉ cần được uống một ngụm linh tử này là liền có khả năng có được mạc đại thần thông, có khả năng phi thăng phi thăng lên tiên giới. Hàn Lập xem qua các điển tịch liên quan tự nhiên là biết tuyệt đối không thể có loại sự tình nghịch thiên này. Sở dĩ loại rượu này có đại danh khí như vậy chủ yếu là do nó tinh khiết và thơm ngon vô cùng, hơn nữa tam giới khó tìm. Chỉ cần uống qua một ngụm thì liền trong miệng sinh tân dịch, hương thơm còn tồn tại mãi trong mồm hơn 10 ngày không tiêu tan. Nếu uống hơn một hồ thì ngay cả tiên nhân cũng sẽ đại túy 3 ngày 3 đêm mà bất tỉnh, từ đó về sau đối với rượu này lưu luyến không thôi. Đương nhiên nếu uống rượu này một cái điều độ thì còn có thể chậm rãi cải thiện thể chất, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Chỉ là tác dụng rốt cuộc của nó đến bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết. Hơn nữa người nhầm vào chỉ là tu luyện giả đê dai hoặc là phàm nhân mà thôi. Nhưng cứ như vậy, những người yêu thích rượu này tự nhiên coi nó chí bảo, nghe đến nó nước miếng đã ròng ròng chảy vòng. Cho nên, cũng không thể nói hồng la tiên tử là vật vô dụng nhưng đối với người luôn uống rượu rất ít như hàn lập thì nói là quả thực có chút không cần thiết. Cũng may trong biển tịch còn nhắc tới một chút, đó là mức độ tinh khiết và thơm ngon của hồng la tiên tử rất có liên quan tới tuổi của chủ tài liệu là hồng la quả. Trong khi đó hồng la quả ngàn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả. Ở trong quá trình nuôi dưỡng phi thường dễ nửa đường chết héo nên người cần có chuyên môn ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ cho đến lúc kết quả thì mới không cần trông giữ nữa. Cho nên đối với người không thích uống rượu mà nói thì tuyệt không hao phí tâm lực gieo trồng loại linh quả này. Chỉ có đối với tiên nhân chân chính coi rượu như mạng thì mới tiêu phí nhiều tâm lực cùng thời gian như vậy dược phiên này hắn là đã tồn tại từ thời thượng cổ hồng la quả này thoạt nhìn từ sau khi kết quả thì vẫn không có ai hái qua như thế là biết tuổi thọ của chúng đã nhiều ít vạn năm rồi nếu dùng nó mà ủ ra hồng la tiên tử thì nói không chừng còn có kỳ hiệu không tưởng tượng nổi gì đó mà cho dù đối với hắn là vô ích nhưng nếu đem loại quả này hoặc là ủ ra linh tử bán cho kẻ thích rượu thì tuyệt đối là thu được một con số thiên văn hàn lập sau khi nhớ lại những gì ghi trong điển tịch thì thần sắc cuối cùng cũng tốt hơn một ít nhưng hắn cũng không có vội đi thu thập đám linh quả đó mà đứng lên sau đó lại hướng về mấy mảnh dược điền phụ cận đi tới. Mấy cái dược điền kia cũng có hai loại linh dược khác số lượng không ít. Một loại giống như là cỏ dại, lá màu xanh biếc mang theo tơ vàng tản ra mùi thơm ngát nồng đậm, lấy tay sờ vào thì cảm thấy phiến lá ôn nhuận như ngọc. Một loại khác thì hoàn toàn tương phản, loại này chỉ cao có nửa thước, phảng phất như cành lá giao nhau hỗn độn, bên ngoài thân ngũ sắc sặc sỡ trên mỗi lá đều có một quả mọng màu tím đen nhưng mặt ngoài gồ ghề và điểm suuyết có nốt màu đen nhìn chung là xấu xí dị thường tuy nhiên vì nó gieo trồng số lượng lớn nên tự nhiên trước hết khiến cho Hàn Lập chú ý đánh giá đáng tiếc trong hai loại linh dược này thì Hàn Lập cũng chỉ nhận ra có một loại sau còn đối với loại trước thì không nhận ra nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ vì loại linh dược này từ trăm vạn năm trước đã tuyệt diệt ở linh giới theo sách cổ thì loại thực tâm thảo này bên trong có ẩn chứa kịch độc Nghe nói cả tồn tại hợp thể kỳ mà ăn nhầm thì cũng sẽ bị mất mạng. Cái đáng nói nữa là chất kỳ độc chứa trong rễ cây và quả đều là tài liệu luyện chế hơn 10 loại đỉnh giai đan dược, trong đó có những loại có tác dụng trực tiếp thúc dục tiến giai lên hợp thể kỳ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thực tâm thảo này cuối cùng bị tuyệt diệt ở linh giới. Bởi vì loại linh thảo này đối với người linh giới mà nói thì khó có thể nhổ mà trồng được. Vô luận là dùng loại thủ đoạn này thì một khi thay đổi hoàn cảnh sinh trưởng thì mấy năm sau nó liền hóa thành một vũng hắc thủy không dùng được gì nữa. Về phần dùng mầm mà trồng loại linh thảo này thì ở linh giới cũng chưa có ai thành công qua, đều bị thất bại mà chấm dứt. Lúc này mới phát hiện ra loại linh dược này sau gần mấy vạn năm sử dụng thì đã bị tuyệt diệt không còn, không ai phát hiện ra được nữa. Trước mắt mảnh dược biển này có chừng 7, 80 gốc, tuổi thì dài không cần phải nói dùng số linh thảo này mà luyện chế ra đan dược thì tuyệt đối là dược tính được tăng 3 phần. Theo đó, việc có được chúng tự nhiên là một chuyện làm cho Hàn Lập vui vẻ ra mặt. Hắn không hề trần chờ nữa, lúc này một tay hướng lên không trung vung lên. Một tiếng vù vù vang lên, một cái hắc sắc viên hoàn từ trên cổ tay bay ra, cũng ở trên không trung hơi quay một vòng thì đột nhiên mảng lớn thanh hà bay cuộn ra, xua mấy cái chấp động thì bỗng nhiên hiện ra trước người Hàn Lập. Hàn Lập một tay bấm quyết hướng lên không trung điểm ra. Nhất thời sau một tiếng vù vù thì một mảnh thanh hà từ trong viên hoàn phun ra rồi đậu trên mặt đất. Thanh quang sau khi hiện ra thì lộ ra một cái hộp ngọc dài 3-40 thước phía trên có chấp động các màu linh quang. Tay áo hắn lại nhẹ nhàng run lên, đồng thời trong miệng thản nhiên nói nhỏ một tiếng. Xuất hiện đi, ta có việc phân phó cho ngươi đi làm. Dạ, công tử, một thanh âm thanh thúy non nớt từ trong tay áo bỗng nhiên truyền ra, tiếp theo một đoàn bạch quang từ bên trong bay ra, sau khi quay tròn vừa chuyển lên trên không trung thì hóa thành một nữ đồng tầm năm sáu tuổi. Nữ đồng này mặc quần áo trắng như tuyết, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Đúng là khúc nhi do nguyên thần của cửu khúc linh sâm biến thành. Tiểu nha đầu này sau khi bị gọi ra thì cung kính nhìn hàn lập thi lễ, tiếp theo mở to đôi mắt hắc bạch phân minh đợi vị chủ nhân này phân phó. Ta xem ra người mấy lần ở trong dược viên thu lượm linh dược gieo trồng chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Ba phiến linh dược này, người hảo hảo giúp ta thu thập toàn bộ rồi bỏ vào trong cháp này. Hàn Lập cũng không có khách khí nhìn ba phiến dược điền một chút rồi không lưỡng lự phân phó. Việc này đơn giản, chủ nhân chờ một lát là xong ngay. Khúc Nhi nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy nói. Tùy theo thân hình tiểu nha đầu này vừa động mà bay lên trời, sau một cái chấp động thì liền quỷ dị hiện ra trên không trung phía trên một phiến dược điền, song trưởng vừa nhấc, mười ngón tay nhẹ nhàng chụp xuống. Phốc phốc mấy tiếng, hơn 10 đạo bích ti từ đầu ngón tay bắn ra rồi trực tiếp lao xuống hơn 10 gốc linh dược ở phía dưới bắn đi. Sau một cái chấp động thì số bích ti này đều bám vào một gốc linh dược. 10 ngón tay khúc nhi hơi động, nhất thời 10 đạo bích ti bò lên 10 gốc linh dược rồi lập tức không một tiếng động lôi nó ra từ trong lòng đất. Linh dược bị rút ra chẳng những không một cái lá hay dễ nào bị tổn thương mà mặt trên một điểm bùn đất cũng không có, giống như đã sớm được người ta rửa sạch qua một lần. Bích Ti vừa động linh dược lập tức được dẫn thẳng đến ngọc hạp một bên mà chuyển xác rơi xuống trong đó. Ngón tay khúc nhi liên tiếp bắn ra Bích Ti không ngừng, trong dược điền, cứ mỗi 10 gốc linh dược đều không ngừng bị rút ra từ trong đất mà nhanh chóng thu vào trong ngọc hạp. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, hơn trăm gốc linh dược khắp dược điền đã bị thu thập không còn. chương 1706, Thúc Thủ Vô Sách thân hình khúc nhi vừa động liền biến mất phía xa xa rồi lại hiện ra trên không trung một khu dược điền khác tiếp tục thi pháp đem linh dược nhất nhất nhổ lên. Lúc này Hàn Lập đã đi tới hai khu dược điền phụ cận, trong dược điền này chỉ gieo linh dược với số lượng từ 5 gốc tới mười mấy gốc nhưng trong đó chỉ có hơn một nửa là hắn có thể miễn cưỡng nhận ra. Còn lại hơn phân nửa linh dược, vô luân là các điển tịch tại nhân giới hay linh giới đều không có ghi lại. Nhưng một tiểu bộ phận cho dù được nhân ra thì không vật nào không phải là vật rất có lai lịch giống như thực độc thảo kia tại linh giới sớm đã tuyệt diệt còn nếu có ở linh giới thì cũng là loại quý hiếm dị thường theo đó hắn có thể tìm được các loại linh dược phù hợp với yêu cầu của thanh nguyên tử hàn lập cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng lúc này cúi người xuống mà bắt đầu thu hoạch số lượng dược thảo ít ỏi này đem chúng nó tỉ mỉ phân loại và phân biết thu vào trong các hộp ngọc sau khi đem toàn bộ linh dược trồng tại hai khu dược điền này thu thập hết thì nha đầu khúc nhi kia đã sớm đứng một bên Tất cả ba loại linh dược kia đều được nàng thu thập hết chỉnh tề xếp trong ngọc hạp. Hàn Lập khóe miệng khẽ nổi một tia mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa khích lệ khen nàng một câu. Khúc Nhi hai mắt nhất thời híp lại như hai vành trăng, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hàn Lập. Tuy rằng nàng mới biến ảo thành nhân hình chưa lâu nhưng lúc trước đã lấy hình dạng bạch thỏ đi theo Hàn Lập không biết bao nhiêu năm tháng cho nên hiện giờ ở cùng Hàn Lập một chỗ thì không có cảm giác gì mới lạ, ngược lại ẩn ước có một cảm giác vô cùng thân thiết sau khi đem toàn bộ linh dược ở trong dược điền xử lý xong. Hàn lập suốt cục đem ánh mắt nhìn vào một góc dược viên khác. Ở nơi đó có mười mấy luống dược thảo, mỗi một cái đều có hàng dao gỗ cao vài thước vây quanh mà hình thành mười mấy mảnh thiên địa độc lập. Mà linh dược được trồng trong cái dược điền này hoặc là linh thụ cao mấy trượng hoặc là linh hoa cao vài thước, bên cạnh đó còn có một cái đại linh tuyền đài 78 trượng vây quanh. Trong linh tuyền này rõ ràng có một đài sen nhỏ màu bạc óng ánh nổi lơ lửng, thoạt nhìn trông thần kỳ dị thường. Hàn Lập hít sâu một hơi, bước nhanh tới nhìn kỹ số linh dược này. Một lát công phu sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc quỷ dị. Biết rõ số linh dược này được chủ nhân dược viên gieo trồng riêng thì khẳng định là giá trị viễn siêu hồng la quả cùng thực độc thảo phía chứa nhưng vô luận là đại bích lục quả thực to cỡ nắm tay hay là linh thụ linh mộc đều đồng thời có 13 loại linh hoa màu sắc bất đồng rất quỷ dị nhưng hắn lại không nhận ra được cái nào. Xem ra đám linh dược này nguyên bản sẽ không xuất hiện tại linh giới, có thể là linh dược chỉ có tại tiên giới mà thôi. Vì vậy, cụ thể chúng có tác dụng gì thì cũng chỉ có thể về sau chậm rãi thí nghiệm. Nếu thật sự có thể hiểu được tác dụng hai ba loại trong đó thì thật sự là thiên đại thu hoạch. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc như thế cũng không trần chờ nữa, một tay hướng về mặt đất xa xa đánh ra một chảo, nhất thời một cái ngọc hạp màu trắng bay lên rồi hóa thành một đoàn bạch quang rơi xuống trong tay. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào linh thụ đầu quả trước mặt liếc mắt một cái, tay kia thì vừa lật lấy ra một cái sẻng nhỏ màu xanh biếc. Hắn giơ tay lên, cái sẻng liền hóa thành một đạo lục quang lao xuống mặt đất. Lục quang chợt lóe lên rồi đang một tiếng, sẻng nhỏ như đụng phải tinh cương mà bắn ngược lên, bộ dáng vô pháp đào được bùn đất. Hàn lập ngẩn ra nhưng lại tựa hồ có chút không quá tin tưởng lại tiếp tục thúc giục pháp lực. Nhất thời chiếc sẻng xoay quanh một cái rồi gào thét một tiếng mà lao xuống nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chiếc sẻng vẫn không chút khách khí nào bị hất bắn ra. Khóe mắt hàn lập không khỏi có chút co giật, hắn vừa rồi chỉ lo chú ý kiểm tra linh dược mà thực sự không có chú ý liệu dưới bùn đất có cái gì dị thường hay không. Lúc này trong đồng tử Lam mang chấp động nhằm bùn đất phía dưới đảo qua rồi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đám tơ vàng trong bùn đất kia rõ ràng là do kim linh khí tinh thuần cực kỳ ngưng tụ mà thành. Cũng không biết việc gieo trồng linh thụ này cần phải có kim linh khí hay là do dược viên này được chủ nhân quá mức coi trọng nên không ngờ lại hạ một tầng cấm chế khác trên mặt đất. Hàn lập nhướng mày, sau khi hơi cân nhắc thì phát ra một tiếng cười lạnh tiếp theo bàn tay màu đen từ trong cổ tay áo thỏ ra rồi nhầm xuống phía dưới khẽ vỗ một cái. Một cỗ quang hà màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra hướng trên mặt đất ập xuống nhưng lại không một tiếng động chui vào rễ cây của linh thụ trong bùn đất. Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực nên đối phó với kim linh lực tinh thuần như thế hẳn là việc dễ như trở bàn tay. Hàn lập tự nhiên là nghĩ như thế nhưng một màn tiếp theo lại ngoài dự đoán của hắn hôi sắc quang hà đảo xuống thì lại bị tế thì do kim linh khí hình thành cũng không có bị dễ dàng đánh tan mà chợt lóe lên rồi rằng co với nhau mà hình thành một tấm kim sắc ti võng phía trên nổi lên kim sắc hào quang trói mắt mà liều mạng ngăn cản công kích của hôi sắc quang hà mà nguyên từ thần quang tuy rằng điên cuồng công kích không thôi nhưng nhất thời đúng là không thể đem chúng một kích tán đi được sắc mặt hàn lập thật sự biến đổi nhưng sau khi hơi ngưng trọng cân nhắc thì năm ngón tay đen như mực khẽ động hư ảnh một tòa núi nhỏ hiện lên trên tay và đem toàn bộ bàn tay bao phủ ở trong đó Nhất thời hôi sắc quang hà trong lòng bàn tay như ngưng tụ lại, hôi sắc quang hà phun ra một chút trở nên đậm đặc như chất lỏng. Hắn thế đã mượn nguyên từ cực sơn chi lực đem uy năng của nguyên từ thần quang thúc dục tới cực hạn. Kim linh khí trong bùn đất không thể ngăn cản khắc chế chi lực hung mãnh như thế nên sau khi bị hôi quang hùng hổ công kích thì đều tán loạn tiêu thất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mới buông lỏng, bàn tay đen xì hư không đẩy ra một chút, nhất thời hư ảnh tiểu sơn biến mất đồng thời bàn tay màu đen cũng khôi phục như thường sau đó bàn tay này lại hướng lên không trung điểm một cái cái sẻng màu xanh lại tiếp tục kêu lên một tiếng rồi lại kích xuống bắn đi bay quanh gốc linh thụ kia một vòng rồi chợt lóe lên mà bay vụt quay về chui vào trong tay áo hàn lập nhất thời chỗ cái sẻng đi qua thì một mảnh thanh hà đem linh thụ bao lấy hàn lập thấy vậy thì một tay bấm quyết trực tiếp hướng về phía linh thụ đánh ra một đạo pháp quyết pháp quyết lóe lên lướt qua rồi biến mất ở trên linh thụ linh thụ này khẽ run lên rồi lại từ từ dưới lòng đất trồi lên Hàn Lập thấy vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nhưng ngay khi gốc linh thụ vừa mới ly khai bùn đất thì trong nháy mắt đột nhiên một tiếng phốc suy vang lên, bên ngoài thân toàn bộ linh mục lập tức hiện ra một tầng hỏa diễm màu xanh dày đặc. Lục diễm này lóe lên rất nhanh cả cây linh thụ cùng quả sai trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ khói nhẹ nhàng biết mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập trợn mắt há mồn nhìn cảnh này, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nhìn dược viên rỗng tuyết trước mắt mà trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy buồn bực, Dĩ nhiên đám linh mục này căn bản không thể nhổ trồng được, cho dù hắn có đại tiếc hận thì cũng vô dụng. Lúc này hắn quyết đoán quay người lại hướng về phía một dược viên phụ cận khác đi tới, nơi đây có một gốc cây cao ba thước, trên cây có một đóa hoa toàn thân trắng noãn như ngọc. Mấy đóa hoa này bùn đất dưới gốc thật ra không có cấm chế gì, ngọc sạn dễ dàng đào lên khỏi mặt đất nhưng đóa kỳ hoa không biết tên này sau khi rời khỏi bùn đất thì đột nhiên bên ngoài thân run lên rồi liền như tuyết mùa xuân hóa thành một bãi dịch nước màu xanh rồi ngấm vào trong lòng đất không thấy bóng dáng liên tiếp gặp phải hai gốc linh dược đồng đảnh như thế thì chỉ có thể nói là vận khí của hắn quả thật quá kém. Có chút không cam lòng nhìn đống dịch thủy biến mất trên mặt đất, Hàn Lập có chút không cam lòng nói lầm bầm vài tiếng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng dược viên kế tiếp bước tới. Nhưng ba gốc linh dược khác lại vừa ly khai mặt đất lại héo rũ trong nháy mắt rồi biến thành cho tàn, cái thì tự nổ tung mà dập nát, cái cuối thì cũng bên ngoài thân nổi lên một tầng điện hồ rồi tự thân biến thành hư ảo liên tiếp năm gốc linh dược đều xuất hiện loại tình hình tự diệt này cho dù là hàn lập có chỉ độn đến mấy thì cũng biết là có điều kỳ hoặc tuyệt đối không phải là linh dược không thể nhổ trồng mà sợ rằng chỉ là đã bị chủ nhân dược viên thầm động tay chân nếu không tuyệt không xuất hiện tình huống tả môn này vì thế lúc này hàn lập đứng ở bên đóa hoa chia làm 13 loại màu sắc diễm lệ khác nhau bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới chỉ chu một lần nếu thần niệm đã không có cách nào phát hiện ra cái gì thì tự nhiên là còn có thể ỉ vào minh thanh linh mục để tìm kiếm điều kỳ hoặc trong đó. Hai mắt hắn lam mang chấp động, ánh mắt hàn lập nhìn vào từ gốc đến dễ linh hoa, cẩn thận quét qua từng tấc một. Nhưng sau khi xem xét kỹ bảy tám lần thì một chút dị thường vẫn không có phát hiện ra khiến hắn không khỏi bực mình cấm chế mà chủ nhân dược viên hạ vẫn không thể khám phá ra thì tự nhiên là không nói tới cái gì giải trừ nhưng trước mắt nhìn thấy nhiều linh dược tại linh giới đều không có như vậy mà bỏ mặc thì hắn tự nhiên là không cam lòng. Đứng tại chỗ, hai tay ôm lấy ngực, thần tình trầm ngâm đau khổ cân nhắc. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi tự thì thào nói một câu. Hễ dễ rời khỏi mặt đất thì tự diệt, như thế hơn phân nửa cấm chế kia được hạ ở bộ dễ, xem ra chỉ có thể làm như thế. Nếu không có biện pháp di rời cả cây thì đem hạt giống cùng hoa quả mạnh mẽ bảo tồn, việc này cũng không phải không có khả năng. Vừa nói xong hắn lập tức nhìn về một đóa hoa diễm lệ dị thường phía trước mặt, ánh mắt ngưng lại rồi đem một cái hộp ngọc ném lên không trung. sau khi ném đi thì vững vàng huyền phù ở phía trên đóa hoa. Tiếp theo tay áo run lên, một bàn tay trắng noãn từ trong cổ tay áo thỏ ra. Thanh quang chợt lóe, một đạo kiếm ti sắc bén chợt lóe lên mà chém ra, trực tiếp nhằm đóa hoa phía dưới chém qua, đồng thời một cỗ ngũ sắc quang diếm cuộn cuộn kéo tới. Kỳ hoa bị chém đứt và bị quang diếm cuốn đi thì lập tức hóa thành một khối băng trong suốt ngũ sắc, sau một tiếng vang nhỏ thì khối băng liền chuyển xác rơi vào trong hộp ngọc phía dưới. chương 1707, Ngân sắc đài sen. Bàn tay lại dương lên, mấy đạo phù lục kích bắn ra, chợt lóe lên rồi dán lên trên ngọc hạp. Cấm chế chi lực một chút đã đem toàn bộ hộp ngọc vây vào trong đó. Tay áo bảo hàn lập lại phất lên một cái rồi một mảnh thanh hà cuộn ra, hộp ngọc nhất thời không tiếng động biến mất ở trong quang hà, bộ dáng đã bị hàn lập thu lại. Từ lúc kiếm ti phun ra đến lúc thu hồi hộp ngọc, cả quá trình xảy ra mau lẹ như lôi hỏa điện quang, chỉ một cái hô hấp là liền hoàn thành. Lúc này hàn lập mới thở ra một hơi, sắc mặt đẹp hơn vài phần. Hắn đưa mắt nhìn dược viên vừa mất đi một đóa hoa thì không do dự nữa, xoay người hướng dược viên kế tiếp đi đến. Vì vậy tám gốc linh dược kế tiếp cùng đều được hắn dùng thủ đoạn như thế hái xuống. Hàn lập đều dùng kiếm quang cắt xuống, sau đó nhanh chóng đóng băng lại và sử dụng cấm chế phù lục giam cầm lại. Sau nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không khiến cho số linh dược còn lại tự diệt. Cho dù bên trong chúng vẫn có cấm chế gì đó nhưng chỉ cần trước tiên có thể ức chế rông cho kích phát thì liền có khả năng mang về chậm rãi nguyên cứu. Hắn tự tin là chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có thể chậm rãi phá tan cấm chế. Bất quá đền phiên một loại linh dược cuối cùng là một tòa ngân sắc đài sen phiêu phù ở trên con suối kia thì lại gặp đại phiền toái. Kiếm thi sau khi chạm lên cuốn tòa sen to cỡ ngón tay thì lại bộc phát ra một đoàn ngân mang chói mắt rồi bị hất ra mà đài sen một ly cũng không động. Hàn Lập tự nhiên là ngẩn ra, sau khi nhìn đài sen đánh giá cẩn thận vài lần thì hắn nhướng mày rồi 10 ngón tay nhắm ngay phía đài sen liên tiếp bắn ra. 10 đạo thanh thi phá không bay ra nhưng trên đường đi lại bỗng nhiên hợp lại mà trực tiếp thành một đạo quang mang trong suốt chạm tới trên đài sen. Một màn đồng dạng phát sinh, cả đóa ngân liên đều thả ra ngân quang chói mắt thanh quang quét tới một cái nhưng lại phát ra thanh âm vù vù rồi tắc tắc vỡ vụn ra, cứ như vậy mà biến thành cho bụi. Khóe mắt hàn lập không khỏi chợt co rụt lại, ngân sắc đài sen này rốt cuộc là linh vật gì mà có thể cứng rắn đến nghịch thiên như thế. Hắn tự nghĩ kiếm ti do thanh trúc phong vân kiếm biến thành sắc bén dị thường, cho dù là hợp thể kỳ tồn tại cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng một chảm này nhưng vật trước mắt chẳng những đem kiếm ti hất vang ra mà thậm chí còn có thể dùng sức phản chấn tiêu diệt, thật sự là khó có thể tin được. Ánh mắt Hàn Lập Đảo quanh ngân sắc đài sen một vòng sau đó chợt lóe lên mà lại rơi xuống dòng suối phía dưới. Con suối này hiển nhiên không phải là linh tuyền bình thường vì chẳng những nước trong suốt lộ thấu đáy mà phía dưới ẩn hiện có bạch sắc linh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong nước thoát ra. Ở phía đáy con suối, thân cây sen to cỡ cánh tay tiểu hài nhi đang nằm ở nơi đó, màu sắc đồng dạng cũng là màu bạc giống như không nhiễm một hạt bụi trần ánh mắt hàn lập ngưng trọng lại rồi dùng pháp mục nhìn bộ dễ trắng noãn như ngọc của đài sen bộ dễ này lại không có ăn sâu xâm nhập vùng phía dưới lớp đất bùn mà là cuộn lại thành một búi phiêu phù bên cạnh giống như một cái ngân sắc vụ đoàn như thế mà nói tựa hồ là có thể sự phát hiện ngoài ý muốn này làm cho hắn thần sắc vừa động rồi có vẻ an tâm hơn lúc này đây hàn lập cân nhắc cũng không lâu một lát công phu hắn liền quyết định tái mạo hiểm thử một lần Bàn tay vừa lật chuyên ơ, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh cao chừng một thước rồi hướng về phía con suối ném đi, sau khi bị ném lên không, cái bình ngọc liền vững vàng huyền phù ở trên không trung. Tiếp theo tay áo run lên, hơn 10 cái trận kỳ nhan sắc bất đồng kích bắn ra, chợt lóe lên rồi chui vào dưới con suối bốn phía. Hàn lập một tay bấm quyết, trong miệng khẽ quát tật một tiếng. Hơn 10 đạo cột sáng từ bốn phía phóng lên cao, cao chừng mấy trượng. Mỗi một cái đều linh lung óng ánh, bên trong ẩn hiện có phù văn phiêu động không ngừng. Hiển nhiên pháp trận này không giống bình thường, Hàn Lập vừa thấy cảnh này, hai tay không chút do so dự nhất để cử động hướng về phía trước liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết. Trong phạm vi mấy trượng trên hư không đột nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, mỗi cỗ hơi nước nồng đậm một chút tràn ngập cả pháp trận. Phía dưới linh tuyền tựa hồ cũng như cảm ứng được cái gì, mặt nước như bị hấp dẫn mà nhộn nhạo cả lên, tầng tầng sóng nước trào lên tuy rằng cực kỳ bé nhỏ nhưng so với lúc trước đang yên bình trong suốt như hương thì tuyệt là cách biệt một trời một vực. Hàn lập trong má hàn quang chợt lóe, quát khẽ một tiếng rồi hướng về cái bình ngọc đang huyền phù ở trên không trung điểm ra một cái. Phốc suy một tiếng, cái bình ngọc màu xanh nhất thời đảo ngược lại, từ bên trong có một đạo thanh hồng dị lam cuốn ra. Hơn 10 cột sáng đồng thời kêu lên vù vù rồi cấm chế dao động nhất thời bạo phát ra. Ngay sau đó, trên hư không tất cả quang điểm đều hướng về phía lam sắc quang hà cuồn cuộn kéo đến khiến cho hào quang đại trướng trong nháy mắt công phu đã đem cả con suối hút vào. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả con suối chấn động khiến nước suối như sóng ba đào mãnh liệt dựng lên quay cuồng rồi lấy ngân sắc đài sen làm trung tâm xoay tròn lên. Một cơn lốc xoáy đường kính một trượng nhất thời hiện ra, sóng nước mãnh liệt đem ngân hồng quấn vào trong đó. Vừa thấy cảnh này, Pháp Quyết trong tay hàn lập lại dồn dập bắn ra hơn nữa trong miệng cũng bắt đầu lầm bầm niệm chú. Đài sen kia và cả nước suối trong nháy mắt đã cuộn tới, sau đó vì từng trận lốc bao vây mà hóa thành một con thủy long nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tất cả đều bị hút vào trong ngọc bình màu xanh. Thấy ngân sắc đài sen kia và cả bộ dễ tất cả đều bình yên vô sự bị hút vào trong ngọc bình thì trong lòng hàn lập tự nhiên là kinh nghỉ vạn phần. Trong tay pháp quyết dừng lại rồi vẫy tay về phía cái bình ngọc nhất thời bình ngọc hóa thành một đoàn lam quang bắn đến rồi rơi vào trong tay. Hàn lập thần niệm vừa động, lập tức thông qua miệng bình tiến vào bên trong đảo qua. Kết quả cái ngân sắc đài sen kia và cả bộ rễ đều đang được ngâm ở trong nước suối, một chút khác hưởng cũng không có. Hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Sau khi dùng phù lục phong ấn bình ngọc lại thì Hàn Lập đem linh vật duy nhất đầy đủ tới tay này thập phần cẩn thận thu vào trong vòng chữ vật và cũng đem một đống lớn ngọc hạp chất đống cùng nhau. Sự buồn bực do mấy gốc linh dược bị hủy lúc trước cũng giảm đi ít nhiều. Đoạn thời gian còn lại, Hàn Lập đem tất cả linh dược thuộc loại thượng vàng hạ cám trong các góc hẻo lánh của dược viên cũng bất kể có nhận ra được hay không thì nhất nhất đều thu lại. Tuy rằng linh dược này có lẽ ở trong mắt chủ nhân dược viên chỉ là bình thường nhưng nếu đem về linh giới thì tự nhiên vẫn là quý hiếm dị thường. Hành trình đi dược viên lần này xem như là rất có thu hoạch. Sau khi xác định trong dược viên không còn loại linh dược nào nữa, Hàn Lập cũng không có ý tứ ở đây lâu hơn nữa, lúc này nói một tiếng phân phó cho tiểu nha đầu khúc nhi kia hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong cổ tay áo rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa. Khi thân ảnh của hắn mới xuất hiện tại ngoài cửa thì trong phút chốc thanh âm nổ ầm ầm từ phía trước chủ điện truyền lại, tiếp theo là một cỗ linh áp dao động phóng lên cao rồi nhằm về phía này cuồn cuộn kéo đến, thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập vừa nghe được thanh âm này thì trong lòng khẽ động nhưng biểu tình lại lộ ra vẻ như không có gì. Xem ra thời gian dài như thế trôi qua, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi rốt cục bị ảo thuật trong quảng trường làm cho bực bội rốt cục cũng đã sử dụng vũ lực bài trừ cấm chế. Xem linh áp dao động này thì chỗ ảo thuật kia lại thực sự bị mạnh mẽ bài trừ rồi. Bọn họ khẳng định đã vận dụng bí thuật hoặc bảo vật viễn siêu khả năng và tu vi có thể nắm giữ được. Nếu không thì với tu vi của hai người thể hiện ra lúc trước thì tuyệt vô pháp làm ra được việc này. Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt hàn lập dừng qua ở hai nơi còn lại trong thiên điện nhìn lướt qua thì hơi trầm ngâm nhưng cũng chưa hướng bên kia đi đến mà khẽ cất bước thân hình giống như chậm rãi mà thực sự lại mau lẹ dị thường đi thẳng đến chỗ chủ điện một lát công phu sau khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại chủ điện thì vừa lúc thấy trên đại môn chủ điện tử quang chấp động mà thạch côn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra ngoài vài chục bước nguyên bản trên hai tay cầm một đôi cự trùy sau khi bị tử sắc điện quang đánh chúng đã nhanh chóng bị tan rã trong nháy mắt chỉ còn lại hai cái cán trùy thạch côn sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bất quá không chờ hắn tái thi triển thủ đoạn gì ngăn cản tử sắc điện xà, Liễu Thúy Nhi dừng ở phía sau hắn hơn 10 trượng lại ra tay. Nàng phất tay một cái, một cái gương bạc rời tay bắn ra, mặt kính chấn động mà bắn ra mấy đạo cột sáng thanh quang minh mông tạm thời ngăn cản vài đạo tử sắc hồ quang kia. Thạch côn nhân cơ hội này mới gầm nhẹ một tiếng, thân hình cơ hồ dán sát trên mặt đất mà trườn bắn ra, trong nháy mắt đã hiện ra cách đó hơn 30 trượng. Đúng lúc này, vài đạo thanh sắc quang trụ kia cũng không chịu nổi hồ quang trong tiếng lôi minh mà tất tắc, tắc vỡ vụn ra từ sắc điện quang sau khi kích tan nát đám quang trụ thì lại thay đổi phương hướng nhắm thẳng đến chỗ liễu thúy nhi mà bắn đi nàng tự nhiên trong lòng dùng mình một cái nhưng lại quyết đoán đột nhiên thúc giục bảo kính trên không trung nhưng lại không phải là thúc giục nó phát ra hồ quang phản kích lại mà vào tới phía nàng sau đó thân hình nàng nhoáng lên một cái lại quỷ dị hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất không thấy ngay sau đó thân ảnh thướt ta của nàng xuất hiện phía xa xa sau một tiếng nổ trầm thấp thì mấy đạo tử sắc điện quang kích lên cái gương màu bạc, sau vài tiếng sét đánh thì đã đem cái gương này hóa thành một đoàn ngân quang nổ tung ra. Mà sau khi mất đi mục tiêu công kích thì tử sắc điện quang chợt lóe lên vài cái cũng tự hành mà tán loạn tiêu thất đi. Liễu Thúy Nhi sau khi hiện thân thấy bảo vật bị hủy, tuy rằng sớm đã dự liệu nhưng thần sắc cũng không được tốt lắm. Nhị vị đạo hữu, cấm chế nơi này cũng không tầm thường, muốn bài trừ thì chỉ sợ cần phải có ba người chúng ta liên thủ mới được. Đúng lúc này hàn lập từ từ đi tới cao giọng nói hai người thạch côn tự nhiên cũng thấy được hàn lập xuất hiện vừa nghe thấy lời này thì cơn nhục trên mặt thạch côn nhảy dựng lên bộ dáng có vẻ ghen tị không ít nói hàn huynh thật thông minh biết cấm chế nơi này không dễ bài trừ nên lại đi chỗ khác trước so với việc hai người ta mới vào trong điện như thế thì hẳn là đã có thu hoạch không nhỏ a à. thu hoạch thì cũng có một chút nhưng so với những thứ có ở đây thì đâu có đáng gì tin tưởng là bảo vật trọng yếu mà nhị vị tiền bối cần đều có đặt trong chủ điện này mới phải. Hàn lập mỉm cười không thèm để ý nói, nơi này hiển nhiên là nơi tiên nhân từng ở lại, chỉ sợ là đồ vật bình thường trong mắt tiên nhân đối với chúng ta mà nói đều rất có ích. Bất quá cũng nói trước, cái này cũng phụ thuộc vào cơ duyên cùng bổn sự của Hàn Huynh, tiểu muội thật không có gì oán hận. Hơn nữa với một điểm thời gian như vậy, Hàn Huynh nhiều lắm cũng chỉ tìm qua được một hai nơi, không có khả năng đem tất cả đồ vật đoạt tới tay. Ta cùng Thạch Đạo hữu tự nhiên là vẫn có cơ hội. Liễu Thúy Nhi có thể nghĩ thông suốt, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, tựa hồ đối với hành động giành trước bảo vật của Hàn Lập không thèm để ý tới. Chương 1708, cân bằng cùng phá cửa. Bất quá trong số chúng ta thì thần thông của Hàn huynh là đứng đầu, khi bài trừ cấm chế tại chủ điện này thì mong rằng Hàn huynh có thể bỏ thêm một phần khí lực. Thạch Côn nghe khẩu khí của nữ tử này thì ánh mắt chợt lóe lên rồi cũng bỗng nhiên cười nói. Thần thông lớn nhất a. À? Tại Hạ cũng không dám tự nhận như vậy, nhưng nhị vị cứ yên tâm, lúc nữa Hàn mố tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Hàn Lập gật nhẹ đầu, thần sắc không đổi đối đáp lại. Thấy Hàn Lập đáp ứng, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn nhìn nhau một cái, thần sắc đều vì đó mà thả lòng. Hai người tuy rằng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng sau khi trải qua một phen dày vò trên sơn đạo cộng thêm việc phải cưỡng ép bài trừ Huyễn Thuật nên một thân pháp lực đã tiêu hao hơn non nửa. Nếu không có hàn lập với thần thông sâu không lường được này hiệp trợ thì việc bài trừ cấm chế tại chủ điện thật đúng là không phải việc hai người hắn nhất thời nửa khác có thể làm được, mà bọn họ cũng không lo lắng sau khi bài trừ cấm chế xong thì hàn lập sẽ bỗng nhiên trở mặt. Dù sao khi tới đây thì bọn họ đều còn phải trở về Vân Thành, nơi đó có thải lưu anh cùng đoạn thiên nhận đang ở trong thành đợi bọn hắn nên tự nhiên là không cần lo lắng về sau. Nếu đây chỉ là một chuyến đi tầm bảo bình thường thì việc dọc đường đi Hàn Lập biểu hiện ra các loại thần thông đủ khiến cho hai người bọn họ sớm nảy sinh tâm lý kiêng kỵ cùng phòng bị chứ đâu có chỉ có chút ghen tị trong lòng đơn giản như thế. Bất quá trái lại nếu Hàn Lập không biểu hiện ra sự cường đại của mình thì sau khi cấm chế mở ra và tìm bảo vật thì bọn thải Lưu Anh cần thì hai người bọn họ còn có tuân thủ thỏa hiệp chia trách bảo vật trước đây hay không đồng dạng là hai chuyện khác nhau. Lúc này Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn kiêng kỵ thần thông của Hàn Lập hai người tự tính toán cho dù có liên thủ với nhau thì cũng không nhất định là đối thủ của hắn nên tự nhiên sẽ không chủ động trở mặt. Hàn Lập mặc dù nắm chắc việc lấy lực mà chảm sát hai người nhưng thứ nhất bản thân cũng không nguyện chủ động hủy hoại lời hứa để tránh việc đạo tâm không ổn định, sinh tâm ma về sau. Thứ hai là kiêng kỵ thải Lưu Anh cùng đoạn thiên nhận nên cũng không có nổi lên tâm tư gì khác. Trong loại tình hình này, ba người vẫn miễn cưỡng duy trì một thế cục tương đối ổn định cân bằng nhưng cân nhắc đến việc giác si tộc đang ở phụ cận khuấy động nên việc tìm kiếm bảo vật tự nhiên càng sớm càng tốt. Cái này cũng là do hai người Liễu Thúy Nhi vừa bài trừ ảo thuật xong, cho dù biết cấm chế tại chủ điện này không giống như bình thường nhưng vẫn có ý tưởng cầu may mà thử một lần. Kết quả là cấm chế chi lực so với dự liệu của bọn họ còn muốn lợi hại hơn ba phần, trước sau đã phá hủy bảo vật xong trùy cùng ngân kính của Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn hai kiện bảo vật này tuy không phải là bảo vật có uy năng đứng đầu trong số những bảo vật của bọn họ nhưng tuyệt là bảo vật được yêu dùng nhất sử dụng cực kỳ thuận tay nhưng tất cả đều dễ dàng bị hủy như thế tự nhiên là khiến cho bọn họ cảm thấy rất phiền muộn lúc này vừa thấy hàn lập xuất hiện thì trong lòng lập tức nổi lên suy nghĩ để hàn lập chủ trì việc phá cấm liễu tiên tử thạch đạo hữu tại hạ bỏ ra chút khí lực thì không có gì nhưng hai người thải tiền bối sai nhị vị đạo hữu tới đây thì thủ đoạn bài trừ cấm chế tự nhiên là chuẩn bị không ít muốn bài trừ cấm chế này thì không nên lãng phí pháp lực nữa tốt nhất là một lần có thể thành công hai vị đạo hữu có bảo vật đặc thù thì đều lấy ra đi thần sắc hàn lập bỗng nhiên nghiêm nghị nói nghe hàn lập nói lời ấy thần sắc thạch côn ngẩn ra liễu thúy nhi thì hai con ngươi lóe sáng rồi nói không có vấn đề gì nếu hàn huynh đã nói như thế thì tiểu muội cũng sẽ không giấu giếm cái gì nữa ta có một bộ pháp khí đối với việc bài trừ cấm chế có chút hiệu quả kỳ diệu khẳng định là sẽ toàn lực tương trợ một lát sau, Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười nói, thạch mỗ cũng không có vấn đề gì, càng sớm lấy ra bảo vật thì càng sớm làm chuyện khác. Ta còn cần phải tìm địa phương bế quan đột phá bình cảnh. Ta cũng sẽ vận dụng một tấm phủ chuyên chú phá cấm do gia sư ban cho. Thạch côn sau khi hơi trần trừ một chút thì cũng mở miệng nói. Hàn lập sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, không hề nói cái gì nữa mà bước lên phía trước, hướng về phía đại môn chủ điện đi tới. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thì tả hữu đi phía sau. Cuối cùng ba người đi đến chỗ cách cửa điện hơn 10 trượng thì cùng dừng lại. Hàn Lập đưa mắt đảo qua cửa điện một cái đồng thời hít sâu một hơi. Sau khi kinh lịch qua một phen phá cấm tại Dược Viên thì việc đối với các tử sắc hồ quang nơi đây hắn cũng có mấy phần nắm chắc. Đối diện với tử sắc điện quang không gì không phá nổi, hiển nhiên là người thứ nhất công kích cấm chế khẳng định là sẽ bị lôi điện phản kích trước tiên. Chỉ cần có thể chống đỡ được lực phản kích này thì phía dưới tự nhiên là có thể bài trừ được cấm chế trên cửa. Trong lòng định kế xong, trên người Hàn Lập hắc khí quay cuồng rồi thiên ngoại ma giáp lại một lần nữa hiện lên, phía trên ma giáp tầng tầng ký hiệu màu đen trong nháy mắt bao lấy thân hình hắn. Trong miệng sau khi huýt một tiếng dài thì quanh thân kim quang đại phóng rồi một cái hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ phía sau lưng hiện lên. Tiếp theo Hàn Lập liền bấm quyết, phía trên hư ảnh kim quang lưu chuyển một trận, bên ngoài thân biến thành sáng ngời giống như trong nháy mắt được sơn phủ một lớp sơn hoàng kim, kim thân pháp tướng Liễu Thúy Nhi kiến thức rộng rãi, vừa nhìn rõ ràng hình thái kinh người của Phạm Thánh chân ma công pháp tướng thì thất thanh kêu lên, sắc mặt Thái Côn cũng vì đó mà thay đổi vài lần, vẻ mặt tràn đầy sự giật mình. Pháp tướng này có vẻ không ít cao giai công pháp tu luyện đến một trình độ nhất định thì đều có thể cô động ra, nhưng nếu đem pháp tướng cô động thành kim thân thì đã ít lại càng ít. Điều này không chỉ bởi vì pháp quyết liên quan đến ít ỏi dị thường nếu có thể tìm được loại pháp quyết này thì việc cô động kim thân cần phải có rất nhiều tài liệu hy hữu, nói chung là rất khó tập hợp đầy đủ được. Nếu Hàn Lập không nhờ cơ duyên xảo hợp, liên tiếp thu được nhiều loại tài liệu chủ yếu thì cũng không luyện thành được. Hai người Liễu Thúy Nhi trong lòng khiếp sợ dị thường nhưng kim thân thần thông muôn hình vạn trạng nên hai người không khỏi như ngừng hô hấp chăm chú nhìn Hàn Lập. Kết quả Hàn Lập không nói hai lời, nắm tay xòe ra rồi một tòa tiểu sơn màu đen hiện lên nhằm thẳng vào cửa điện ném đi. Phía trên ngọn núi hôi sắc quang mang kỳ lạ chợt lóe lên rồi một chút cuồng tăng tới hơn 10 trượng hung hăng đập về phía đại môn chủ điện. Tiếng nổ oanh long long vang lên, ngọn núi vừa tiếp xúc với cửa điện thì phía trên bỗng nhiên có vô số đạo tử sắc hồ quang bắn ra rồi đan vào nhau mà hình thành một cái điện võng. Lấy trọng lượng của tiểu sơn mà lại bị điện võng quấn vào rồi ngăn lại vô pháp mảy may. Mà cùng lúc đó có tiếng sét đánh chói tai truyền ra, vài tia điện xà cũng từ trên cửa bắn ra sau một cái chấp động thì quỷ dị tới trước mặt Hàn Lập hung hồ bổ nhào lên. Hàn Lập thấy tình hình này thì sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ thấy hai mắt khẽ nhíu lại. Trong nháy mắt, trước người kim quang chợt lóe, phạm thánh kim thân một chút quỷ dị từ phía sau vọt đến chỗ trước người, đồng thời sáu cánh tay liền trở nên mơ hồ, ánh vàng rực rỡ trên bàn tay trước người vung lên đồng thời chống lại mấy tia tử sắc điện xa. Chỉ thấy kim quang và tử điện chấp động, kim thân thủ trưởng vậy mà lại không tổn hao mảy may sợi lông nào sáu cánh tay lại mở ra năm ngón tay đồng thời bắt được tử sắc điện xà nhưng sau một khắc trên cửa lại có tử sắc hồ quang liên tiếp bắn ra nhưng đồng dạng đều bị kim thân ôm lấy liễu thúy nhi cùng thạch côn một bên thì ngạc nhiên nhưng tự nhiên là hết sức kinh hỉ hai người liếc nhau một cái rồi không hề do dự nhân cơ hội này xuất thủ thạch côn hé miệng phun ra một tấm phủ chú ngân quang lòe lòe phù chú lóe lên hai lần rồi hóa thành một đoàn ngân quang hướng về cửa điện bắn nhanh đi mà liễu thúy nhi thì tay áo bảo run lên ba cây giáo ngắn ánh vàng rực rỡ bắn ra, sau khi phát ra tiếng rít dài thì cũng phá không bay đi. Ngân sắc quang đoàn cùng ba đạo kim mang một trước một sau nhưng lại là cùng lúc kích lên đại môn phát ra từ sắc điện quang. Linh quang chợt lóe rồi ngân sắc phù toàn lại vô thanh vô tức nhập vào trong điện quang không thấy tung tích. Ba đạo kim mang thì sau một tiếng nổ đùng thì lưỡi mát run lên nhưng ba cái tạo thành hình tam giác gắt gao đóng lên từ sắc điện võng. Điện võng nguyên bản thanh thế kinh người như vậy mà lại nhất thời bị ảnh hưởng, uy năng của điện quang một chút đã bị ba lưỡi mác hấp thu hơn phân nửa, uy năng nhất thời đại giảm. Lúc này Thạch Côn trong miệng lầm bầm rồi nhấc tay hướng về phía cửa ngưng thần điểm ra một chỉ. Phốc suy một tiếng trầm đục, trên cửa điện bạch quang chợt lóe rồi hiện ra một đóa bạch sắc quang liên, toàn thân trắng tinh như tuyết. Lúc đầu nó chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng tiếp theo lại biến to dần bằng cái đầu người. Trên cửa điện, tử sắc hồ quang quay cuồng chợt hiện lên không thôi nhưng căn bản là vô pháp ngăn cản huyễn ảnh linh hoa này, chỉ có thể để cho đóa hoa này tiếp tục cuồng trướng lên. Cuối cùng non nửa cửa điện đều bị hư ảnh bạch liên bao phủ vào trong đó. Bảo, trên mặt thạch côn chợt hiện lên nhanh nọc rồi hung hăng thúc dục pháp quyết. Sau khi âm thanh này thoát ra thì hư ảnh quang liên run lên rồi nổ tung mà phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ thấy một đoàn bạch cầu sáng rực như mặt trời hiện lên trên cửa điện, bạch quang trong nháy mắt đã bao phủ kín cả cửa điện, kể cả tử sắc điện võng, thanh thế kinh người dị thường. Khi bạch quang tắt đi thì cửa điện lại lần nữa hiện ra nhưng lúc này chỉ thấy trên mặt hiện ra vẻ gồ ghề với vô số lỗ nhỏ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tuy nhiên cánh cửa này vẫn không có bị hủy diệt hoàn toàn, mặt ngoài vẫn có tử quang chấp động và toàn bộ tổn thương đang lấy tốc độ có thể nhận ra được mà khôi phục lại. Chỉ có từ sắc hồ quang mặt ngoài thì tất cả đều bị càn quét không còn. Nguyên từ thần sơn tức thì được khôi phục tự do, hàn lập thấy vậy thì không chút trần chờ trong lòng liền thúc dục linh sơn này nhất thời chỉ thấy nguyên từ thần sơn bỗng nhiên hướng ra phía sau xoay quanh một cái, tiếp theo bên ngoài thân quang mang sám trắng kỳ lạ đại phóng, hình thể lại một lần nữa cuồng tăng rồi bỗng nhiên xông thẳng vào chỗ cửa điện hung hăng đập vào. Lúc này đây không còn bất cứ thứ gì cản đường nữa, cho nên ngọn núi đen rắn chắc đập tới trên cửa điện. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cấm chế chi lực đại giảm, cửa điện dưới một kích kinh người của nguyên từ thần sơn, cuối cùng vô pháp thừa nhận mà tất tắc, tắc vỡ vụn ra ngọn núi màu đen sau khi gào thét một tiếng thì trực tiếp tiến nhập vào trong chủ điện. Hàn lập thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ, tay áo bảo phất một cái. Pháp tướng kim thân trước người chờ tiêu thất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng lúc này phía sau có bóng người chợt lóe lên, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đều dành trước một bước bắn nhanh đi, sau mấy cái chớp động thì như quỷ mị mà đồng thời xuất hiện ở chỗ cửa điện. Tiếp theo thân hình bọn họ dừng lại rồi không hẹn mà cùng đứng ở ngoài cửa điện, thần xá khác nhau nhìn về phía đối phương, biểu tình đều có chút quái dị. Thạch huynh, trước khi đi ra sư đã dặn dò rất rõ ràng. Trong chủ điện thì hư linh đan nhất định phải tới tay, còn lại gì đó thì Thạch huynh có thể chọn cho đoạn tiền bối. Sau một lúc sau, Liễu Thúy Nhị yếu ớt mở miệng nói. chương 1709, Bình Phong, Kim Đình. Thì ra là thế, nhưng Thạch Mỗ cũng có sứ mệnh trong người. Đối với hư linh đan cũng không thể nhường cho đạo hữu được. Như vậy đi, ngoại trừ hư linh đan ra thì mấy thứ đồ vật còn lại tại hạ đều tặng cho tiên tử tiên tử không cần cùng thạch mỗ tranh giành nữa hơn nữa sau này gia sư nhất định bồi thường khác đối với thải tiền bối thạch côn vừa nghe liễu thúy nhi nói vậy thì cười hắc hắc đáp lại nhưng thanh âm lại có vài phần âm trầm thạch đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì đây không phải là lặp lại lời của tiểu muội sao khẩu lệnh của gia sư đã rất rõ ràng hư linh đan là vật bắt buộc phải có nếu đạo hữu chịu lui một bước mà nói thì tiểu muội có thể thay ra sư làm chủ đem chấn tộc chi bảo của tinh tộc chúng ta tinh nguyệt dịch tặng cho một lọ linh dịch này đối với thạch kiến tộc mà nói ý vị như thế nào thì thiết nghĩ thạch huynh hẳn là rất rõ ràng linh dịch cho dù quý tộc thánh giai tồn tại cũng cầu mà không được liễu thúy nhi mâu quang phát lạnh nhưng ngữ khí ngược lại càng trở nên hòa ái hơn tinh nguyệt dịch vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt thạch côn hơi đổi có chút ngoài ý dự liệu theo bản năng cũng thực sự có vài phần động tâm nhưng hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt của đoạn thiên nhận trước khi xuất phát có phân phó nói thì trong lòng giật mình rồi lập tức đem ý niệm này ném lên chín tầng mây. Lúc này hắn liên tục lắc đầu cự tuyệt nói, không được, ngay cả tại hạ phi thường muốn có được tinh nguyệt dịch nhưng nếu không có hư linh đan mà nói thì sau khi rời khỏi đây thạch mỗ làm như thế nào để hướng ra sư giao cộng đạo. Việc này tuyệt không thể, nói như vậy là thạch đạo hữu một tia ý lui nhường cũng không có. Ngữ khí của Liễu Thúy Nhi có chút bất hảo nhưng lúc này đây Thạch Côn cũng không nói gì, chỉ thấy sắc mặt lãnh đạm nhìn Liễu Thúy Nhi. Ý tứ của hắn tự nhiên rất là rõ ràng, Liễu Thúy Nhi kế tiếp cũng không có nói gì nữa nhưng mâu quang đồng dạng dần trở nên băng hàn. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngưng trọng dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại. Nhị vị đạo hữu làm cái gì thế? Tại hạ tuy rằng không biết hư linh đan rốt cục là có hiệu dụng kinh người như thế nào mà có thể khiến cho hai vị tiền bối đều nhất định phải có. Nhưng bây giờ nhị vị còn chưa thấy đan dược này mà đã dương cung bạt kiếm thì chẳng phải là quá sớm hay sao?" Hắn bỗng nhiên thản nhiên nói. "Hàn huynh nói rất đúng." Thạch Côn Thần sắc vừa động mở miệng nói mà Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì trong đôi mày liễu cũng hiện lên một tia dị sắc. Nếu nhị vị tiền bối đã khẳng định là trong điện có hư linh đan kia thiết nghĩ cũng là thông qua manh mối khác mà đưa ra phán đoán như vậy. Nhưng bên trong tình hình thật sự rốt cục là như thế nào thì là một chuyện khác. "Nhị vị sao không đi vào?" Trước tiên xác nhận bảo vật đã sau đó có quyết định như thế nào cũng không muộn." Hàn Lập lĩnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đều tỏ vẻ trầm ngâm. Nói thật, lấy lịch duyệt của hai người này thì tự nhiên đều không có khả năng không nghĩ qua loại tình huống này nhưng lúc trước, trong nháy mắt cửa điện bị phá hai người đều lo lắng đối phương đi trước một bước mà lấy được đan dược nên tự nhiên trong lúc nhất thời xảy ra việc đấu khẩu. Hiện giờ vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này thì tâm thần hai người một lần nữa khôi phục lại sự thanh minh tự nhiên là đánh giá lại sự lợi hại nếu trở mặt với nhau. Hàn Huynh nói có lý, Thạch Đạo Hiếu, chúng ta trước vẫn nên đi vào xem hư linh đan có ở trong điện hay không đã, sau đó hãy thương lượng việc đó sau. Liễu Thúy Nhi chậm rãi mở miệng nói trước, nếu tiên tử đã nói như thế thì Thạch Mỗ cũng không có ý kiến gì. Ý thức được sự tồn tại của Hàn Lập Kỳ thật là rất có thể ảnh hưởng đến sự chiếm hữu linh đan nên gương mặt Thạch Côn cũng cố tỏ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn đồng ý nói. Nếu nhị vị đều không có ý kiến, ba người chúng ta không ngại thì cùng nhau tiến vào bên trong. Không cần phân ra cái gì trước sau, Hàn Lập mỉm cười nói rồi khinh khinh phiêu phiêu lùi vài bước về phía sau mà đứng sóng vai với hai người. Hai người thạch côn tự nhiên không có ý gì phản đối cũng đều gật đầu. Vì thế, ba người cơ hồ là đi gần sát nhau tiến vào trong cửa điện sau đó đứng song song thành một hàng ngang nhìn cả gian đại điện trước mắt đánh giá. Không hổ là chủ điện, cả đại điện rộng chừng gần ngàn trượng, có đồng thời chứa mấy nghìn người vẫn dư giả. Cái lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là những cây cột màu tím vàng với số lượng chừng trên trăm cái. Ở trên vách tường bốn phía đại điện còn rất nhiều kiện binh khí kiểu dáng phong cách cổ xưa, trong đó có nhiều cây giáo và búa lớn, mỗi một cái đều phát ra ngân quang nóng lánh, linh khí bức người. Nhìn qua sơ sơ cũng thấy chừng gần ngàn kiện, phía dưới vách tường, thường cứ cách một đoạn lại có một đống giáp trụ đủ mọi màu sắc chất đống ở đấy. Phía trong giáp trụ giống tuyết, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn tinh mỹ dị thường, Thoạt nhìn đã thấy đây không phải là giáp trụ bình thường. Ở chỗ đối diện với cửa điện có đặt một tấm bình phong cao bảy tám trượng. Tấm bình phong này tôn là thân thanh quang minh mông, mặt trên tựa hồ như được vẽ cái gì nhưng bởi vì quá xa nên cũng không có thấy rõ được. Phía trước tấm bình phong có đặt một cái bàn trà thấp bé, phía trên có đặt một cái kim sắc cổ đỉnh. Ngoại trừ những thứ đó ra thì cả tòa đại điện đều rỗng tuếch, không còn đồ vật nào nữa. Căn bản là không cần ba người lo lắng đi tìm bảo vật gì. Vừa thấy bộ dáng trong đại điện như vậy. Đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn tự nhiên đều cảm thấy bất ngờ. Hàn Lập Ngưng thần nhìn Tấm Bình Phong và Kim Đỉnh phía xa xa một lát, sau một phen đánh giá thì liền không nói gì mà cất bước đi tới. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thấy Hàn Lập hành động như vậy thì nhìn nhau một cái nhưng lại lập tức đem ánh mắt ly khai rồi cũng không nói gì mà đi sát theo sau. Dù sao cả tòa đại điện ngoại trừ phương hướng này ra thì cũng thật sự không có cái gì phải điều tra nữa. Vì thế ở trong một không khí khác thường ba người liền đi tới chỗ Tấm Bình Phong cùng Kim Sắc Đại Đỉnh khi đến cách chừng hơn 10 trượng thì cả ba dừng lại. Hai chân dừng lại, Hàn Lập nhìn vào cái đỉnh, ánh mắt dò xét cẩn thận. Phía sau hai người kia thấy vậy thì cũng theo bản năng dừng cước bộ lại, đồng dạng nhìn vào hai vật phía trước mà thần sắc khác nhau. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhìn như bình tĩnh nhưng sâu trong đồng tử lam mang chấp động không thôi. Tấm bình phong này mặt ngoài mặc dù đã được thanh quang che chắn nhưng sao có thể che chắn được linh mục thần thông của Hàn Lập. Trong nháy mắt công phu, hắn đã đem tấm bình phong này xem rõ ràng kết quả trên mặt hắn xuất hiện một tia ngạc nhiên vì trên tấm bình phong này rõ ràng hiện lên một cái quái môn với màu vàng bạc lẫn lộn quái môn này kiểu dáng phong cách cổ xưa toàn thân màu đen nhưng mặt ngoài lại có lưỡng chủng ký hiệu đan vào nhau mà lóe lên bộ dáng trông rất thần bí đám ký hiệu này có chút quen thuộc rõ ràng là ngân khoa văn cùng kim triện văn lưỡng chủng văn tự của tiên giới đuôi lông mày hàn lập lơ đãng vừa động một lũ thần niệm liền được thả ra rồi hướng về quái môn trên tấm bình phong bay đến Kết quả là thần niệm vừa tiếp xúc với quái môn, hình ảnh vừa hiện ra thì một cỗ lực lượng từ trong bình phong đột nhiên sinh ra, lũ thần niệm kia chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào bình phong mà cắt đứt hẳn liên lạc với Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc thay đổi, trong lòng nhất thời đối với tấm bình phong này thêm vài phần kiêng kỵ. Thạch Côn hừ nhẹ một tiếng rồi thân hình lui về sau nửa bước thì mới ổn định được thân hình, hiển nhiên vị này cũng bị thiệt thòi mà tựa hồ so với Hàn Lập thì còn lớn hơn một ít. Liễu Thúy Nhi bởi vì có áo choàng che kín nên không thể thấy rõ biểu tình như thế nào, nhưng xem thân hình lảo đảo thì khẳng định cũng nhận ra được sự quỷ dị của tấm bình phong này. Tuy rằng tổn thất một lũ thần niệm nhưng đối với người có thần thức mạnh mẽ như hắn mà nói thì tự nhiên là không đáng nhắc. Hàn Lập tạm thời buông tha việc quan sát tấm bình phong mà khẽ cúi đầu đem ánh mắt dừng lại ở trên cái kim sắc cổ đỉnh kia. Cái đỉnh này toàn thân kim quang chói mắt, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn như mây mù. Đám hoa văn phức tạp dị thường, phần lớn có hình dáng xoắn ốc trải rộng các nơi trên cổ đỉnh, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ một lát thì làm cho hắn có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Hàn Lập âm thầm dùng mình rồi đồng dạng đem thần niệm thả ra vây quanh lấy kim đỉnh vòng vo mấy vòng nhưng căn bản không thể tiến vào đỉnh mảy may. Cái đỉnh này cũng không biết làm bằng tài liệu gì mà có thể hoàn toàn ngăn cản được thần niệm chi lực. Bất quá hắn cũng chú ý tới, lúc này hai bên cổ đỉnh phân biệt có thêm hai vết lõm sâu, tựa hồ là dùng để để đồ vật gì đó. Hàn lập hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mà ngẩng đầu lên nhìn hai người thạch côn liếc mắt một cái, kết quả trong lòng vừa động. Chỉ thấy lúc này Liễu Thúy Nhi và thạch côn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào kim sắc cổ đỉnh, mắt không chớp cái nào. Không đúng, nói chính xác là nhìn chầm chầm vào hai cái giá gác hai bên cổ đỉnh mới đúng. Thạch côn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, như thế nào, nhị vị nhận ra kim đỉnh này. Hàn lập hai mắt nhíu lại, chậm rãi hỏi, Hàn huynh nói đùa, Thạch mỗ cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, sao có thể nhận thức được vật ấy. Thạch côn nghe vậy thì vẻ vui mừng trên mặt hơi thu liếm lại mà lắc đầu nói. Nga, cái này thật kỳ quái, nếu không biết thì vì sao nhị vị khi nhìn thấy nó đều vui mừng như thế. Hàn lập khẽ cười hỏi, cái này, Hàn huynh không ngại liễu tiên tử một cái, hiểu biết của nàng so với ta thì còn hơn không ít. Thấy Hàn lập truy hỏi mãi, hai con mắt của đại hắn chuyển động một chút rồi đem vấn đề này đẩy cho liễu Thúy Nhi, Nghe Thạch Côn nói như thế, Liễu Thúy Nhi tự nhiên trong lòng tức giận nhưng là thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn lại đây thì cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt cười khổ nói. Hàn Huynh cũng không cần đa nghi cái gì, cái đỉnh này hẳn là nơi chứa hư linh đan cùng mấy thứ pháp khí khác mà gia sư cùng đoạn tiền bối muốn có. Ta cùng Thạch Đạo Hiếu sở dĩ biết việc này là bởi vì trên người bọn ta đều mang theo một vật. Thạch Đạo Hiếu, không bằng ta và ngươi đều lấy vật ấy ra cho Hàn Huynh xem qua một cái đi. Liễu Thúy Nhi nói rõ ràng, ha ha, tiên tử nói như vậy thì tại hạ thật sự cũng có chút tò mò. Hàn lập khẽ cười một tiếng nói, cái này, thạch côn không khỏi lộ ra vẻ trần chờ đồng thời đối với một giáo phản kích này của Liễu Thúy Nhi trong lòng rất buồn bực. Như thế nào, thạch đạo hữu hay là cảm thấy không quá thuận tiện? Hàn lập giống như tùy ý hỏi một câu, thanh âm cực kỳ ôn hòa nhưng đại hán khi thấy bộ dáng của hàn lập như thế thì trong lòng lại dùng mình một cái, lập tức phản ứng lại cười ha ha nói. Thứ này cho dù hàn huynh không hỏi thì thạch mỗ cũng sẽ lấy ra sử dụng dù sao cũng muốn lấy được bảo vật ở trong rỉnh thì nhất định phải có hai vật này mới được. Dứt lời, đại hán liền đào tay một cái, nhất thời kim quang chợt lóe lên rồi một vật hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hàn lập thấy vậy thì tự nhiên không chút khách khí đem ánh mắt ngưng tụ đem vật ấy nhìn rõ ràng. chương 1710, đỉnh trung thủ bảo, đồ vật kia đồng dạng kim quang trói mắt, hình chữ nhật. Một mặt điêu khắc hình rồng, trông giống như một cái ấn tỉ gì đó. Sau khi đưa mắt nhìn đồ vật này nửa vòng thì Hàn Lập lại nhìn Liễu Thúy Nhi bên kia liếc mắt một cái. Nàng này tự nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Lập nên bình tĩnh nhấc một tay lên, giữa lòng bàn tay trắng nõn đồng dạng cũng có một vật kim quang chấp động. Vừa nhìn thì vật này tựa hồ có kích thước sấp xỉ với vật trong tay đại hán, một mặt có khác một cái đồ án kim sắc chân phượng trông rất sống động. Hàn Lập sau khi xem xong thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Mà lúc này, Liễu Thúy Nhi lại giải thích, hai vật này được gọi là linh lung thược, là vật duy nhất có thể mở kim đỉnh này ra, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hai người ta cũng không biết tình hình bên trong điện nhưng gia sư đã có nói qua linh lung thược này là vật dùng để mở ra và có đến 89 phần bên trong có chứa hư linh đan. Không sai, gia sư của ta cũng nói như thế. Thạch Côn thấy Liễu Thúy Nhi nói ra toàn bộ cũng không che giấu gì thêm nữa, rõ ràng thừa nhận. Nếu như vậy, nhị vị đạo hiếu cũng không ngại đem đỉnh này mở ra, nhìn xem bên trong thực sự có vật mà nhị vị tiền bối cần hay không. Đúng rồi, Hư linh đan kia không biết có mấy khỏa, nếu là hơn hai khỏa thì nhị vị đạo hiếu cũng không phải tranh chấp gì nữa, cứ chia đều đan dược là được. Hàn lập cười nói tỏ vẻ bất cần, nghe xong lời này, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều có chút khác thường. Hàn huynh nói có đạo lý, bảo đỉnh sớm hay muộn thì cũng phải mở ra, Thạch đạo hiếu, chúng ta đều tự đem linh lung thực sáp nhập vào trong đỉnh đi. Hư linh đàn kia tuy rằng tựa hồ chỉ có một viên nhưng nếu mà có hai viên thì chúng ta thật sự không cần tranh chấp nữa. Liễu Thúy Nhi không có lo lắng nhiều cái gì, nhìn đại hán thản nhiên nói. Lập tức mở cái đỉnh này ra tự nhiên là không có vấn đề nhưng là thạch mỗ cảm thấy được hai người chúng ta không bằng đem linh lung thực giao cho hàn huynh, để hàn đạo hữu đem vật trong đỉnh lấy ra, sau đó lại cùng nhau quyết định phân phối. Liễu tiên tử thấy thế nào? Thạch côn tựa hồ có ý nghĩ đó nên nhếch miệng nói ra làm cho nữ tử này ngẩn ra, trong lúc nhất thời nàng ta thật sự không biết phải nói như thế nào cả. Như thế nào, liễu tiên tử đối với Hàn Huynh không tin tưởng sao? Đại hán trên mặt hiện ra một tia quỷ dị hỏi, Hàn Huynh thần thông quảng đại, nếu trợ giúp hai người chúng ta đến tận đây thì muội tự nhiên là không có ý kiến gì. Hàn Huynh, tiếp lấy linh lung thược này, liễu Thúy Nhi phản ứng cũng rất nhanh, tâm niệm đảo mấy vòng thì liền khẽ cười đưa ra quyết định. Phượng linh lung thược liền hướng về phía Hàn Lập bay đến. Bên kia thạch côn cũng cười lạnh một tiếng rồi không chút do dự cầm vật trong tay ném đi. Hàn lập vung tay áo bảo lên cuốn lấy hai vật này. Thanh quang chợt lóe rồi hai cái linh lung thược nọ đồng thời rơi vào tay hắn, hắn xem xét kỹ vật trong tay rồi lại nở nụ cười khổ. Nhị vị làm như thế, thật đúng là quá coi trọng tại hạ rồi. Ha ha, đây là đương nhiên, cũng chỉ có giao cho hàn đạo hữu bảo quản thì ta cùng liễu tiên tử mới không lập tức nảy sinh tranh chấp. Nếu không vô luân là ai đi trước lấy bảo vật thì người kia cũng không an tâm. Thạch Côn nhếch miệng cười ha ha nói, muội đối với Hàn Huynh rất yên tâm, Liễu Thúy Nhi mâu quang chấp động rồi cũng thản nhiên cười rộ lên. Hắc hắc, nhưng Hàn mỗ cầm hai thứ này lại thấy nóng phỏng tay a. À. Hàn lập tung tung hai khỏa linh lung thược, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Bất quá Hàn lập cũng không cầm trong tay mà trả lại cho hai người, sau khi hơi suy nghĩ thì liền đi tới phía kim đỉnh. Hắn có biểu hiện thong dong như thế tự nhiên là đủ sức áp chế hai người. Ở trước thực lực tuyệt đối nói chung là không cần tốn nhiều tâm tư gì cả. Nhìn thấy hành động của Hàn Lập, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn trong mắt cùng hiện ra một tia khẩn trương nhưng hai người đều thức thời đứng yên tại chỗ. Khi Hàn Lập tới kim đỉnh chừng một trường thì dừng cước bộ lại, đem ánh mắt đảo qua hai vế lõm ở hai bên sườn kim đỉnh đảo qua rồi bỗng nhiên đem pháp lực hướng vào hai vật trong tay cuồng chú mà vào, theo sau cổ tay run lên, một đôi linh lung thực bắn ra nhưng trên đường đi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh rồi ở trong kim quang hóa thành một con kim sát giao long cùng một con kim phượng hoàng. Hai con này vây quanh kim đỉnh một vòng rồi liền hướng hai bên sườn bắn vào trong kim đỉnh không thấy bóng dáng, kết quả kim quang chợt lóe lên, sau đó kim đỉnh chợt xuất hiện hình dạng đại khái của nó. Hai thanh linh lung thực cùng sáp nhập hơn phân nửa vào vết lõm hai bên, chỉ để lộ ra một pho long tượng cùng phượng tượng, thoạt nhìn hết sức cân xứng, thiên y vô phùng, một chút khe hở cũng không có. Mà ngay lúc hai vật vừa tiến vào trong kim đỉnh thì trên đỉnh phát ra thanh âm như tiếng rồng ngâm du dương. Tiếp theo kim quang đại phóng, hoa văn xoắn ốc mặt ngoài lúc này như sống lại mà xoay tròn khiến cho kim quang từ trên đỉnh phát ra cũng xuất hiện hình dáng như lốc xoáy rất quỷ dị. Hàn lập chỉ mới nhìn một cái mà đã cảm giác được tâm thần chấn động một trận, giống như sẽ bị cơn lốc này trực tiếp hút vào trong đó. Điều này khiến cho hắn trong lòng dùng mình một cái. Bất quá, cái đỉnh này không có người chủ trì, chỉ là vật chết mà thôi nên tự nhiên là sẽ không khiến cho hắn thực sự e ngại cái gì. Đại diễn quyết ở trong thân thể hắn lưu chuyển một trận rồi đồng thời trong mắt lam quang chợt lóe lên, loại cảm giác không khỏe nọ cũng biến mất. Cùng lúc đó, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh, chỉ thấy quang mang màu xanh chợt lóe lên rồi lướt qua tiến vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trong đỉnh lại biến thành tiếng phượng minh dễ nghe. Từ xa nhìn lại, hai bên sườn kim đỉnh một đầu long một đầu phượng như sống lại mà đang muốn cất cánh bay ra. Từ trên đỉnh, vạn đạo kim quang đại phóng, một chú phong lên cao mà rồi chợt lóe lên mà biến mất vào trong hư không, không thấy bóng dáng, đồng thời trong đỉnh có tiếng phong lôi nổ lớn, sau mấy tiếng sấm nổ như sấm thì mấy đoàn kim quang to nhỏ đồng thời từ phía dưới kích bắn ra, sau mấy cái chấp động thì tựa hồ đồng dạng sẽ vọt lên trời mà đi. Sớm đã có chuẩn bị, hàn lập sao lại để cho chúng thực hiện được ý đồ. Lúc này một ống tay áo bảo hướng về trước người vung lên một đạo quang mà màu xám cuồn cuộn bay ra, sau đó như chấp giật bay lên không trung đem đám kim đoàn nọ vây lấy. Đám kim đoàn này xoay tròn rồi đột nhiên tản ra mọi nơi, nơi nào có kim quang đi qua thì quang mà màu xám đều tán loạn tránh né không chút trở ngại, kim đoàn đã phá tan quang hà mà ra. Phía dưới hàn lập thấy cảnh này thì cũng cả kinh, một tay lại bấm quyết rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang, bên trong có ẩn hiện một thanh sắc tiểu đỉnh. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, một bàn tay hắn hơi vỗ lên mặt đỉnh, cái đỉnh tự hành phi ra, tiếp theo trong đỉnh có tiếng phốc suy vang lên rồi một chùm thanh ti kích bắn ra đầy trời. Bỗng chốc khắp không trung đều vang lên tiếng suy suy xé gió, vô số thanh ti giống như thanh sắc thiên võng ụp xuống một cái đã đem tất cả kim sắc quang đoàn bao phủ lại. Kim sắc quang đoàn khi va chạm với thanh võng này lại đều hất bắn ngược quay về. Hàn lập thúc giục pháp quyết rồi một tay hướng lên không trung hơi đẩy ra. Thanh sắc cử võng chưa thu lại, chỉ thấy thanh ti đầy trời co rụt lại rồi đem đám kim đoàn vây lấy đám kim đoàn này cuối cùng cũng bị hãm ở trong không trung vô pháp nhúc nhích mảy may. Lúc này Hàn Lập mới lạnh nhạt hướng lên không trung vẫy nhẹ tay một cái, nhất thời thanh ti trên không trung liền phát ra quang mang chói mắt khiến cho hai người thạch côn cùng Liễu Thúy Nhi đứng phía sau nhìn chăm chú theo bản năng đồng thời nhắm mắt lại. Thanh ti vây lấy kim đoàn mà hóa thành một mảnh thanh hà nhằm xuống phía kim đỉnh bắn đi, sau một cái chấp động thì tiến vào trong đó không thấy bóng dáng. Thanh sắc tiểu đỉnh lập tức rơi xuống mà hóa thành hư thiên bảo đỉnh hàn lập hướng tới tiểu đỉnh ngư không đánh ra một chảo nhất thời thanh quang chợt lóe lên rồi cái đỉnh liền quỷ dị hiện ra trong tay theo sau hắn một tay nâng đỉnh này mà quay người lại nhìn về phía hai người phía sau nói nhị vị đạo hiếu bảo vật đã tới tay bên trong rốt cục có thứ mà nhị vị tiền bối cần hay không thì còn phải nhờ nhị vị đạo hiếu tự mình phân biệt một chút vừa dứt lời hàn lập khẽ dùng cổ tay hư thiên đỉnh liền bay lên không trung huyền phù tại chỗ sau đó hắn hai tay chắp sau lưng như cười như không nhìn hai người đối diện Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái nhưng nữ tử nọ lập tức khẽ cười một tiếng rồi liền thướt tha đi tới, còn Thạch Côn thì sờ sờ cầm, ánh mắt rơi trên thanh sắc tiểu đỉnh một lúc rồi cũng ho nhẹ một tiếng. Hai người đi đến cách cái đỉnh tầm một trượng thì đều dừng chân lại. Không chờ hai người này mở miệng nói cái gì, Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt liền vung cánh tay, một ống tay áo hướng lên trên tiểu đỉnh trên không trung phất một cái. Nhất thời thanh sắc tiểu đỉnh quay tròn vừa chuyển, bên trong có thứ gì đó chợt lóe lên hàn huynh bảo vật này thật linh mẫn không biết tên nó là gì thạch côn lúc này bỗng nhiên hỏi một câu như thế nào thạch huynh đối với linh bảo của tại hạ cũng cảm thấy hứng thú hàn lập sắc mặt không chút thay đổi nhưng cũng không có trực tiếp trả lời hỏi lại một câu không có gì tại hạ từng may mắn được xem qua bảo sao của hỗn độn vạn linh bảng trong tộc một lần tựa hồ trên đó có ghi lại một vật tương tự như bảo vật này của đạo hiếu thạch côn ánh mắt chấp động nói hỗn độn vạn linh bảng hàn lập theo bản năng nhíu mày nói như thế nào chẳng lẽ hàn huynh chưa nghe nói qua về bảo bảng này sao thái côn có chút ngoài ý muốn nói nghe thì tất nhiên là đã nghe nói qua nhưng đều chỉ là nghe chút đồn đãi mà thôi đối với tình hình chân chính của nó thì thật đúng là không quá rõ ràng mong đạo hữu chỉ giáo một lần hàn lập trầm ngâm trả lời bảng này cũng không có gì đặc biệt kỳ thật phàm là tộc này có tài năng chiếm cứ một khu vực nhất định ở linh giới thì sẽ có một khối thiên ngoại kỳ thạch rơi xuống mặt trên sẽ có hỗn độn vạn linh bảng Bảng này sẽ ghi lại ngày xuất hiện các loại thiên địa linh vật cùng ngày trí bảo và cũng thường xuyên được cập nhật. Mỗi vật được ghi trong này đều không phải là vật tầm thường mà thông thiên linh bảo chẳng qua là một loại bài danh cuối cùng trong số các bảo vật mà thôi. Năm đó ta trong lúc vô ý xem qua một bảo sao nên mới nhớ rõ có một vật giống như cái đỉnh này của đạo hữu. Bất quá vật ấy bài danh chỗ nào thì ta cũng không chú ý lắm, có lẽ thạch mỗ nhớ lầm cũng nên. Thạch côn thản nhiên giải đáp một phen, chương 1711, Kim Hồ cùng hóa hình linh dược. Cái đỉnh này đúng là vật mà Thạch huynh đã nói hay không thì ta cũng không quá rõ ràng. Có lẽ là phải mà có lẽ là không, bất quá cái này cũng không quá trọng yếu. Việc quan trọng trước mắt là xem bảo vật thu được trong này có phải là vật nhị vị tiền bối muốn hay không." Hàn Lập nở nụ cười nói. Thấy bộ dáng Hàn Lập không muốn nhiều lời, Thạch Côn cũng không nói thêm cái gì, lúc này gật gật đầu rồi cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Về phần Liễu Thúy Nhi một bên thì đang mở to đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm lên hư thiên đỉnh lúc này nàng nghe hai người hàn lập nói chuyện với nhau xong thì mới hé miệng nói hàn huynh người đem bảo vật thu được ra đi hư linh đan rất dễ nhận biết hai người ta tuyệt đối không nhìn lầm nữ tử này đối với bảo vật trong đỉnh xem ra rất là quan tâm tựa hồ còn hơn nam tử kia một bậc hàn lập tự nhiên không có ý kiến gì tay áo bảo run lên nhất thời mấy đạo trận kỳ hóa thành quang mang màu sắc khác nhau bắn nhanh ra rồi liền tiến nhập vào trong không trung bốn phía trong nháy mắt một cái bạch sắc quang mạc hiện lên một chút đem phương viên hơn 10 trượng trong hư không bao vào trong đó. Đây chính là một cái cấm chế pháp trận đơn giản, hàn lập tự nhiên là vì để ngăn ngừa vạn nhất, sợ so tại lúc giám định bảo vật có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn nên mới cố ý bày ra như vậy. Hai người liễu thúy nhi đảo mắt nhìn qua quang mạc này nhưng cũng không lưu tâm lắm. Đối với bọn họ mà nói, cấm chế bực này chỉ tiện tay là có thể phá được nên cũng sẽ không bởi vậy mà nảy sinh ngờ vực vô căn cứ đối với hàn lập. Pháp trận vừa bố trí hoàn tất, Hàn Lập nhìn lên cái tiểu đỉnh trên không trung liếc mắt một cái, đuôi lông mày vừa nhíu lại rồi hé miệng phun ra một cỗ thanh hà. Thanh sắc quang hà trên đỉnh cuốn ra rồi nắp đỉnh chợt lóe lên mà quỷ dị biến mất không thấy. Từ trong tiểu đỉnh ẩn ước có tiếng oanh long truyền ra đồng thời mặt ngoài có thanh quang chấp động không thôi. Liễu Thúy Nhi cùng nam tử thấy màn này thì hô hấp như ngừng lại nhưng Hàn Lập thì lại khẽ cười, bàn tay vừa nhấc một ngón tay nhắm vào thanh sắc tiểu đỉnh ngư không điểm ra một chỉ tiểu đình nguyên bản chỉ cao chừng một tấc lúc này thanh quang đại phóng mà quay tròn vừa chuyển rồi hóa thành khoảng một trường. Tiếp theo tay kia hàn lập liền bấm pháp quyết, một âm thanh muộn hưởng vang lên, trong đỉnh nhất thời có một đạo quang cầu bay ra, quang cầu này chỉ lớn cỡ nắm tay, bên ngoài lại bị vô số tế ti bao quanh, bên ngoài thân liên tục co rút. Khai, hàn lập quát khẽ một tiếng, dương tay lên bắn ra một đạo pháp quyết, pháp quyết này lóe lên rồi lướt qua tiến vào trong quang cầu. Một khắc sau, vô số tế ti mặt ngoài quang cầu tắc tắc nứt gáy và hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu thất không thấy. Tế ti vừa biến mất thì bên trong kim quang chợt lóe rồi một vật từ trong đó bắn nhanh ra. Trong mắt hàn lập hàn quang chợt lóe, một tay sớm vung ra. Thanh âm suy suy xé gió vang lên rồi một cỗ hấp lực vô hình phát ra đem vật kia lập tức giam cầm giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy may. Hàn lập ánh mắt ngưng lại nhìn rõ ràng vật ấy. Đây là một cái hồ lô màu vàng rực rỡ, mặt ngoài có vô số hoa văn phức tạp, linh quang nhấp nháy bất định. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nhìn thấy vật ấy thì thần sắc có chút biến đổi nhưng cũng không có cử động gì khác. Hàn Lập cũng không khách khí vung tay hư không chụp ra rồi bỗng nhiên kéo trở về. Vù một tiếng, kim sắc hồ lô lập tức hướng về phía Hàn Lập bắn nhanh rồi rơi xuống trong tay. Cái hồ lô này tựa hồ có một tia linh tính, ở trong tình hình này mà vẫn liên tục run rẩy, bộ dáng như muốn thoát ra. Hàn Lập đuôi lông mày chợt nhíu lại rồi phất tay áo bảo lên trên hồ lô, bạch quang chợt lóe rồi một đạo bạch sắc bùa chú trong nháy mắt đã được dán lên trên mặt. Dưới cấm chế chi lực, hồ lô lúc trước còn dục dịch thì lúc này quang mang vụt tắt, không còn thấy bất cứ cử động gì nữa. Hàn lập thần sắc tự nhiên, đưa tay đem hồ lô nâng đến phía dưới mắt tinh tế quan sát. Trong mắt hắn làm mang chấp động, đồng thời một lũ thần niệm trực tiếp xông tới đem bảo vật quét qua. Sau một chén trà nhỏ công phu, trong mắt hàn lập linh quang chợt ngừng rồi không nói gì, vung tay lên ném hồ lô về hướng về phía đối diện, vật này hóa thành một đoàn kim quang bay ra, sau khi đến chỗ hai người Liễu Thúy Nhi thì ngừng lại, huyền phù bất định ở trên không. Cái này không phải là pháp bảo đựng linh dược mà là một kiện bảo vật có thuộc tính kim trúc đầy đủ hiếm thấy. Ngoại trừ bản thân hồ lô tựa hồ có chút thần thông ra thì bên trong còn có vài khẩu phi kiếm không biết tên gì, không biết uy năng rốt cục như thế nào. Hàn lập chậm rãi nói ra, như vậy mà nói, đây là hồ trung kiếm có từ thời thượng cổ. Nghe nói phương pháp luyện chế loại bảo vật này đã thất truyền từ lâu tiểu muội thật sự muốn hảo hảo kiến thức một phen. Thạch đạo hiếu, tiểu muội muốn giám định và thưởng thức bảo vật này một chút trước, người có ý kiến gì không? Liễu Thúy Nhi sau khi nghe xong bỗng nhiên cười nhìn thạch côn nói. Hắc hắc, sao thạch mỗ không đồng ý, tiên tử cứ việc xem trước đi. Nam tử cười ha ha nói, bộ dáng không hề để ý tới nói. Liễu Thúy Nhi mỉm cười, bàn tay nhỏ bé khẽ động rồi hướng lên không trung vẫy ra một cái kim sắc hồ lô kia nhất thời rơi xuống rồi bị nữ tử này bắt vào trong lòng bàn tay, sau đó đem thần thức phóng suốt mà cẩn thận phân biệt. Thời gian rất ngắn, bất quá chỉ trong chốc lát công phu nàng đã lắc lắc đầu, đồng dạng đem bảo vật này ném về phía thạch côn. Nam tử kia thấy vậy thì trên mặt lộ ra một tia thất vọng nhưng vẫn có chút không cam lòng tiếp nhận hồ lô, trong mắt hắn xuất hiện tinh quang chấp động nhìn vào. Quả nhiên là một kiện kim trúc bảo vật, tuy nhiên vật này có thể được đặt trong kim đỉnh thì sợ rằng uy năng tuyệt không nhỏ nhị vị đạo hữu cảm thấy nên xử lý vật này như thế nào đây? Không lâu sau, Thạch Côn cũng thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói ra. Liễu Thúy Nhi nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái rồi thấp giọng cười nói. Vật này nếu đã không phải là bảo vật mà ra sư cùng đoạn tiền bối sở cầu thì không bằng tạm thời giao cho Hàn Huynh bảo quản đi, đợi lúc nào tất cả bảo vật được lấy ra cả thì ta quyết định nó thuộc về ai. Thạch Côn ánh mắt chấp động rồi cân nhắc một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, cổ tay run lên rồi đem cái hổ lô ném cho Hàn Lập đồng thời nói. Nếu liễu tiên tử đã nói như vậy thì thạch mỗ cũng không có ý kiến gì. Bảo vật này nếu đã không phải là vật gia sư chỉ định lúc trước thì tạm thời gửi tại chỗ Hàn Huynh đi, sau cùng sẽ cùng nhau phân phối. Nếu nhị vị đạo hữu có ý này thì Hàn mỗ trước hết sẽ nhận lấy bảo vật này. Hàn lập cũng không có khách khí cái gì, ống tay áo khai động rồi một mảnh thanh quang hướng lên không trung quét qua. Kim sắc hồ lô liền biến mất không thấy, sau đó hắn lại vung tay bấm quyết lần nữa thúc giục hư thiên đỉnh. Nhất thời bên trong đỉnh Thanh Hà chấp động rồi lại một đám tế ti bao lấy một vật khác từ trong bay ra. Vật này đồng dạng bị Hàn Lập thi pháp một phen thì tế ti tản mắt đi, bên trong lộ ra một bảo vật khác. Đây là một cái hộp ngọc màu xanh, mặt ngoài có kim sắc ký hiệu chấp động không ngừng. Cái hộp này được Hàn Lập nhấc tay nhiếp tới trong tay hắn. Vừa thấy cái hộp ngọc này thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đứng đối diện tinh thần đều rung lên, mắt cũng không chấp lấy một cái hàn lập cũng không có làm cái gì mê hoặc mà trực tiếp ngay tại trước mặt hai người há mồm hướng về phía hộp ngọc thổi ra một ngụm linh khí nắp hộp tự hành mở ra sau khi đảo mắt nhìn qua phía bên trong hộp ngọc thì thần sắc hàn lập khẽ động bên trong vậy mà có đựng hai con tiểu mã mơ hồ có màu xanh biếc kích thước to cỡ quả trứng gà phía trên tản mát ra một cỗ dược hương nồng đạm chỉ khẽ người một cái là đã cảm thấy một cỗ linh khí tinh thuần thấm sâu vào tâm phế nhưng hai con tiểu mã này ở trong hộp ngọc vẫn không nhúc nhích hai mắt đóng chặt Bộ dáng như từ lâu đã không còn sinh mệnh, chỉ thấy ánh mắt Hàn Lập hơi co rụt lại nhưng lại lập tức khôi phục như thường rồi nâng hộp ngọc lên trên bàn tay, thanh quang chợt lóe. Trong hộp ngọc, hai con tiểu mã run lên rồi từ bên trong bay lên, một tả một hữu bay thẳng đến chỗ hai người Liễu Thúy Nhi, đồng thời hắn nhàn nhạt nói: "Hai cây linh dược này hẳn chính là ngưng thủy thảo mà nhị vị tiền bối có nhắc tới. Không tưởng được bản thể của nó đã có thể hóa hình, có thể nghĩ được đối với nhị vị tiền bối hẳn là rất có tác dụng." Theo lời nói trước, Nhị vị vừa lúc mỗi người bảo quản một con Nghe Hàn Lập nói vậy rồi lại nhìn thấy rõ ràng hai con tiểu mã trông rất sống động Thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đều không khỏi mừng rỡ nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng Nhưng mà kệ nói như thế nào Hai người nọ thấy Hàn Lập không chút do dự đem linh dược quý hiếm như thế chắp tay đưa tới Thì sự nghi ngờ, lo lắng trong lòng đối với Hàn Lập cũng tan thành mây khói Thạch Côn cười ha ha cảm ơn rồi vươn tay trực tiếp đem tiểu mã xanh biếc nhiếp vào trong tay sau khi kiểm tra đại khái một phen thì lấy ra một cái hộp ngọc đem linh dược cẩn thận thu vào. Còn Liễu Thúy Nhi sau khi tỉ mỉ phân biệt xong linh dược trong tay thì bộ dáng cũng cực kỳ thỏa mãn nhìn Hàn Lập cảm tạ một tiếng rồi sau đó đem linh dược kia trực tiếp ném vào trong tay áo. Hàn Lập không nói gì chỉ gật đầu rồi tiên tay cầm hộp ngọc trong tay hứng lên trên mặt đất ném đi, để cho hai người phía đối diện thấy rõ bên trong hộp ngọc đích xác không còn gì nữa, sau đó lại tiếp tục thúc giục hư thiên đỉnh. Tiếp theo trong đỉnh phun ra hai vật đó là một cái pháp bàn mặt lục giác cùng với một cái bảo tháp kim quang lòe lòe. Hai vật này vừa nhìn là đã biết là hai kiện dị bảo uy năng sâu không lường được, đồng dạng đều được hàn lập tạm thời thu lấy chờ sau này tái phân phối. Bảo vật từ trong đỉnh tiếp tục được lấy ra đó là một loại tài liệu quý hiếm được thải lưu anh cùng đoạn thiên nhận chỉ tên nên cũng được hàn lập chia đều cho hai người đối diện. Tuy nhiên vào lúc này trong con người liễu thúy nhi quang mang chấp động, ẩn hiện có một tia nôn nóng. Khuôn mặt thạch côn đồng dạng cũng có chút trầm xuống. Kim sắc quang đoàn vừa rồi bị Hàn Lập thu vào trong đỉnh hai người hắn đều nhìn rõ ràng nhưng số lượng có vẻ cũng không quá nhiều mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hư linh đan đâu, điều này sao lại không khiến cho hai người đều có chút thấp thỏm bất an. Những bảo vật khác có nhiều nhưng nếu không lấy được vật tối trọng yếu là hư linh đan thì chuyến đi này vẫn tính là thất bại. Lúc này trong đỉnh chợt phát ra tiếng gầm nhẹn rồi thanh quang chợt lóe mà phun ra một vật được tế ti vây quanh. Sau khi tế ti tản mát đi thì bên trong cũng lộ ra một cái tử kim sắc tiểu bình, chỉ cao có vài tấc nhưng toàn thân trơn tuột, trong sáng như hương, xung quanh còn có bạch khí nhẹ nhẹ. Vừa cảm ứng linh khí kinh người tỏa ra từ bên trong cái tiểu bình, sắc mặt Thái Côn vui vẻ hẳn lên, còn đôi mắt liếu của Liễu Thúy Nhi thì cũng xuất hiện dị sắc nhấp nhoáng. Hàn Lập nhìn cái tử kim bình đang chậm rãi chuyển động trong không trung, trên mặt hắn cũng không nhìn ra biểu tình gì nhưng tay khẽ sờ cầm, khóe miệng hơi vểnh lên. Bỗng nhiên cánh tay hắn vừa nhấc rồi vươn một ngón tay hướng về phía hư không xa xa điểm ra một cái nhất thời tiếng phúc suy vang lên, nắp bình không cánh mà bay, tiếp theo tiểu bình được đảo ngược lại và từ bên trong có một cỗ hỏa diễm màu vàng óng ánh phun ra. Cỗ linh diễm này nhẹ kêu lên một tiếng rồi kim diễm tụ lại quay tròn mà huyễn hóa ra một con hỏa điểu màu vàng óng ánh. chương 1712, Bình Trung Động Thiên Hỏa điều này vừa hiện hình ra thì lập tức thanh minh một tiếng rồi phóng lên cao. Hàn lập hít sâu một hơi, một bàn tay trắng nón như ngọc trong ống tay áo thủ ra, năm ngón khẽ co lại rồi từ năm đầu ngón tay liên tiếp bắn ra năm đạo hàn diễm chợt lóe lên rồi mỗi đạo kích lên trên thân của kim sắc hỏa điều khiến cho quang mang của nó lập tức thu liễm lại không ít năm đạo hàn diễm toàn bộ đều kích chúng lên thân mình của kim sắc hỏa điểu làm cho nó gào lên một tiếng rồi kim sắc hỏa diễm thu lại hào quang lập tức chấp động rồi hoàn nguyên trở thành một viên đan dược màu vang óng ánh đan dược này có kích thước to cỡ ngón tay cái mặt ngoài ẩn hiện có vô số đan văn cộng thêm ánh vàng rực rỡ phát ra cùng màn biến ảo thành nhìn vừa rồi nên thoạt nhìn thật sự huyền diệu dị thường. Không sai, đan dược này chính là hư linh đan. Liễu Thúy Nhi ngay lúc đan dược hiện ra nguyên hình, trong đôi mày liễu hiện lên vẻ kinh hỉ kêu lên một tiếng. Còn Thạch Côn thì nhìn chằm chằm vào đan dược, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ hưng phấn hiếm có khó có thể kiềm chế được nhưng hắn lại dường như lập tức nhớ tới cái gì mà sắc mặt khẽ biến rồi vội vàng nhìn Hàn Lập hỏi. Hàn Huynh, trong bình chẳng lẽ có một viên thôi sao? Hàn Lập nghe được lời này nhưng không có trả lời ngay mà một tay bấm quyết hướng về phía tử kim tiểu bình đánh ra một chỉ. Cái bình này run lên rồi lại có kim quang chấp động. Tiếp theo một âm thanh muộn hưởng vang lên rồi một con kim sắc hỏa điều lại từ bên trong bay ra. Thật tốt quá, còn một viên nữa. Thạch Côn thấy vậy thì không khỏi đại hỉ cười ha hà nói. Nhị vị tiền bối đều muốn có đan dược này, hư linh đan nếu đã có hai khỏa thì mỗi người cầm lấy một viên đi. Nếu nhị vị đạo hữu không có ý kiến gì thì cứ như vậy đi." Hàn Lập sau khi khẽ cười một tiếng thì nhìn hai người đối diện thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nghe vậy thì thần sắc vừa động, tiếp theo liếc mắt nhau một cái. Thạch Côn trên gương mặt ngưng trọng còn Liễu Thúy Nhi thì hiện lên vẻ lạnh lùng dị thường. "Hảo, cứ làm theo cách này đi. Tuy rằng gia sư đã nghiêm mệnh Thạch Mỗ phải đem tất cả hư linh đan thu lấy nhưng nếu Liễu tiên tử cũng không thoải mái nhượng đi thì cũng chỉ có thể làm như thế." Thạch Côn sau khi do dự một chút thì thở dài một hơi nói. Tiểu muội cũng không có ý kiến gì, không phải tay không mà quay về cuối cùng cũng có thể cấp cho gia sư một cái công đạo rồi. Trong mắt Liễu Thúy Nhi lãnh ý cũng chậm rãi hạ xuống, cũng chậm rãi đồng ý. Hàn Lập thấy hai người đều không có ý tứ phản đối thì gật gật đầu rồi phân biệt hướng lên không trung ném đi hai viên đan dược. Hai tiếng siêu siêu xé gió vang lên, hai viên đan dược vàng óng ánh bắn nhanh đi, sau một cái chấp động thì phân biệt rơi xuống trước mặt hai người Liễu Thúy Nhi. Liễu Thúy Nhi nhấc tay lên đem viên đan dược cô lấy vào trong tay còn thạch côn thì đột nhiên hé miệng phun ra một cỗ hoàng sắc quang hà. Quang hà vừa cuốn ra đã đem viên linh đan nhiếp vào, sau đó đại hán mới đưa gian dược từ trong quang hà thong rong xuất ra. Tuy rằng hai người đều nhận định đan dược này là hư linh đan nhưng do sự tình quan trọng nên tự nhiên đều muốn tự dùng bí thuật cẩn thận phân biệt một phen đã. Chỉ thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn trong miệng đều lầm bầm nhằm linh đan liên tiếp đánh ra các loại pháp quyết bất đồng, đồng thời sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào viên đan dược trong tay. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu thì hai người đã đều làm xong công tác rồi ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chuyến này thật sự đã làm phiền Hàn Huynh, nếu dọc được không được Hàn Huynh chiếu cố thì không thể thuận lợi tới đây mà lấy được hư linh đan như thế này. Liễu Thúy Nhi sau khi cất viên đan dược đi thì liền nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói. Tại hạ lúc trước đã được không ít chỗ tốt từ chỗ hai vị tiền bối nên tự nhiên phải xuất ra một chút lực mới phải, hàn lập từ chối cho ý kiến trả lời một câu hàn huynh quá khiêm nhượng rồi bất quá trong cái bình này còn có đan dược khác hay không thạch côn sau khi thu hồi đan dược thì nhìn cái bình còn huyền phù ở trên không kia bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu nghe thạch côn vừa hỏi như thế liễu thúy nhi trong lòng vừa động trong mắt dị quang cũng khẽ lóe lên hắc hắc không thể tưởng được thạch đạo hữu lại tham lam như thế có hư linh đan thứ ba hay không thì đạo hữu có thể tự xem đi Hàn lập cười hắc hắc rồi một tay lập tức bấm quyết thúc dục cái tiểu bình bay đến chỗ thạch côn. Thạch côn tuy nghe ra vài phần bất mãn trong lời nói của hàn lập nhưng là sự tình liên quan đến hư linh đan nên cũng chỉ có thể ra vẻ không hiểu, đem cái tiểu bình ôm lấy mà dùng thần niệm đảo qua một phen. Chỉ thấy trong bình trống rỗng, làm gì có viên đan dược thứ ba nào tồn tại trong đó. Trên mặt thạch côn hiện ra một tia thất vọng nhưng tâm niệm vừa chuyển liền quay đầu nhìn nữ tử kia cười ha ha một tiếng nói. Liễu tiên tử có phải cũng nên nhìn qua một lần hay không? Nói xong, hắn cầm cái tiểu bình trong tay bộ dáng chuẩn bị ném tới nhưng Liễu Thúy Nhi sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc lắc đầu nói. Hàn huynh cùng Thạch huynh đều đã xem qua thì tiểu muội đâu cần phải làm điều thừa này nữa. Tiểu muội sao lại không tin nhị vị đạo hữu chứ? Nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy Thạch Côn cũng không biết nói cái gì nữa mà chỉ có thể nhìn Hàn Lập ngượng ngùng cười rồi đem tiểu bình ném trở lại. Hàn Lập thần sắc không đổi nhưng tay áo run lên rồi một mảnh thanh hà cuộn ra đem từ kim tiểu bình cuốn vào trong. Thời gian tiếp theo, Hàn lập lại lấy từ trong đỉnh ra hai đồ vật khác đều là một số tài liệu quý hiếm mà ở linh giới gần như đã tuyệt diệt, cũng đều là đồ vật mà thải lưu anh cùng đoạn thiên nhận chỉ đích danh phải có. Bởi vì các đồ vật này đều chỉ có một cái nên được hai người Liễu Thúy Nhi tự phân phối lấy đi nhất kiện mà không cần tranh chấp cái gì. Kể từ đó, ngoại trừ ba kiên dị bảo ngay từ đầu có được thì những thứ khác đều bị hai người phân nhau lấy đi. Đến lúc này trong đỉnh cũng không còn đồ vật gì nữa thì lúc này đây Thạch Côn mới không ngờ vực cái gì. Dù sao kim sắc quang đoàn lúc trước bị Thanh Ti bao lấy đích xác cũng chỉ có chừng ấy. Hàn huynh, ba kiện bảo vật lúc trước người bảo quản cũng không phải là vật mà gia sư cùng đoạn tiền bối cần, vậy chúng ta đem phân phối chúng đi. Liễu Thúy Nhi sau khi chờ Hàn Lập đem Hư Thiên đỉnh thu hồi thì liền cười nói: "Ha ha, không sai, có tam kiện bảo vật vừa lúc mỗi người được một kiện. Hàn huynh không cần khách khí, cứ việc chọn trước đi." Thạch Côn tựa hồ hào phóng nói. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lại lập tức mỉm cười đồng ý. Bất giác, cái này cũng là bình thường vì vô luận là kim sắc hồ lô, bảo tháp hay là pháp bàn hình lục giác kia bằng vào mắt thường hay dùng thần niệm đảo qua thì căn bản là không thể đưa ra kết luận về công hiệu thần thông hay uy năng lớn nhỏ gì đó. Như thế mà nói, việc chọn lựa trước hay sau cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Hàn Lập nghe xong thì khóe miệng nổi lên nụ cười rồi chậm rãi nói: "Nếu nhị vị đạo hữu đã nói như thế, Hàn Mỗ mà từ chối thì bất kính. Bảo vật ta đã chọn rồi, còn hai kiện còn lại nhị vị đạo hữu sẽ chọn lựa như thế nào? Vừa nói xong, tay áo Hàn Lập khẽ run lên, nhất thời hai vật từ trong tay áo bay ra rồi huyền phù bất động trước người. Đúng là cái kim sắc bảo tháp cùng lục giác pháp bàn kia. Cái kim sắc hồ lô kia đã được Hàn Lập giữ lại. Vừa thấy lựa chọn của Hàn Lập, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn tuy rằng trong lòng có hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không để ở trong lòng ngược lại cùng nhìn chằm chằm vào hai kiện dị bảo còn lại mà tự cân nhắc không ngừng. Tiểu muội chọn tòa kim tháp kia, còn lại thì Thạch đạo hữu lấy đi. Thạch huynh cảm thấy được không? Liễu Thúy Nhi đi trước một bước mở miệng nói, "Hảo, ta sẽ lấy kiện cuối này." Thạch Côn sau khi hơi trần chờ một chút thì vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Liễu Thúy Nhi. Tiểu muội đa tả Thạch huynh đã nhường cho. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì cười nhìn về hướng đối diện nói, Nhất thời kim sắc tháp kia gào thét một tiếng rồi bay về phía Liễu Thúy Nhi rồi bị nàng thu vào trong tay áo. Thạch Côn đồng dạng cũng thi pháp đem cái lục giác pháp bàn thu lại. Ba người lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hỉ. "Hàn huynh, Liễu tiên tử, cái kim đỉnh này hai người các ngươi sẽ không cùng Thạch Mỗ tranh đoạt chứ? Cái đồ vật này tại hạ muốn lưu lại vì nó có công dụng khác." Thạch Côn bỗng nhiên đi nhanh tới phía kim sắc cổ đỉnh rồi mở miệng nói: sau đó không chờ hai người trả lời hắn vỗ tay một cái, trên kim đỉnh nhất thời linh quang đại phóng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành cỡ nắm tay bị đại hán ôm tới trong tay.